chuyện côn luân ma chủ tác giả phong thất nguyệt thể loại dị giới huyền huyễn kiếm hiệp tiên hiệp xuyên không giới thiệu ngậm muỗng vàng sinh ra có phải là một điều thật sự hạnh phúc đối với lâm diệp thì đó thật là một điều đáng giá để vui vẻ bởi vì hắn có thể sống một cuộc sống tự do tự tại không phải lo lắng mưu sinh nhưng mọi thứ đều thay đổi từ khi hắn sử dụng mũ trò chơi mà hắn mong đợi sau đó chiếc mũ nổ tung mọi thứ chưa kết thúc Tỉnh lại với một thân thể mới, một thân phận mới, Lâm Diệp vẫn là thiếu gia trong thế gia giàu có, chỉ có điều nơi này đã không còn là thế giới hiện đại của y, ngay cả cái tên cũng đã thay đổi. Tên mới của y là Sở Hưu, thế giới hiện tại chính là Đại Giang Hồ, một trò chơi mà y say mê trước lúc chết. Khoan, Sở Hưu, đây chẳng phải là tên trùm phản diện trong phần 3 của trò chơi, giáo chủ Côn Luân Ma giáo gây họa khắp giang hồ. Tên thì đúng, người cũng đúng chỉ có thực lực và thời gian là không đúng lúc này sở hưu chỉ là một thiếu gia ăn chơi của gia tộc nhỏ thực lực yếu kém bị chèn ép và khinh bỉ không ngừng lợi thế của y là gì y phải làm gì trong tương lai tìm cách bước theo con đường trong cốt truyện gốc để trở thành giáo chủ côn luân ma giáo hay tự đi ra con đường riêng cho chính bản thân hay cứ bắt đầu từ bước đầu tiên thâu tóm và trả thù gia tộc của mình trước đi đã giết người chu tâm nhổ cỏ tận gốc ta là sở hưu hưu trong vạn sự gia hưu chương một ta là giáo chủ ma giáo. Xe ngựa lắc lư, Lâm Diệp đau đớn xoa đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Trong xe lót gấm vóc vô cùng hoa lệ, hai bên treo từng thanh trường kiếm và đoạn đao, ngoài thùng xe là con đường đất đơn sơ, tất cả đều nói lên một chuyện, hiện giờ Lâm Diệp đã ở một thế giới khác. Có điều lúc này trong đầu Lâm Diệp chỉ có một suy nghĩ duy nhất là, rốt cuộc là ai muốn giết ông đây? Kiếp trước xuất thân của Lâm Diệp không thấp, y là con riêng của Lâm Gia, đại tộc người Hoa tại Nam Dương. Kiếp trước Lâm Diệp cái nhìn khoáng đạt y là con riêng, tuổi cũng nhỏ nhất, anh cả hơn 40 tuổi cũng đã nắm giữ phân nửa việc làm ăn trong gia tộc, mấy ông anh còn lại đều không phải hạng soàng, ít nhiều đều chia nhau quyền quản lý gia tộc. Tiểu Lâm Diệp nhỏ tuổi nhất lấy cái gì để tranh giành với người ta đây? Không phải Lâm Diệp không có trí tiến thủ mà là thật sự không có cơ hội. Cho nên trong hơn 20 năm kiếp trước, Lâm Diệp luôn không tranh không đoạt bình thản sống cuộc đời cậu ấm của y, thỏa sức ăn chơi. Gần đây Lâm Diệp say mê một trò chơi mới là Đại Giang Hồ, trong đó dung hợp vô số bối cảnh thế giới võ hiệp, khung cảnh, nhân vật, nội dung cốt truyện đều vô cùng hùng vĩ, quan trọng nhất là trò chơi này vô cùng chân thật, giống như dệt nên một thế giới khác, Lâm Diệp lập tức đắm chìm trong trò chơi này. Về sau Đại Giang Hồ thay đổi kỹ thuật, sau khi công bố nội dung cốt truyện chương 3 lập tức đưa tin về mũ trò chơi. Lâm Diệp dùng tiền của mình mua được lô mũ trò chơi đầu tiên, nhưng vừa đội vào thì nó lập tức phát nổ lâm diệp hiểu rõ chuyện này không liên quan tới công ty game mũ trò chơi đã được kiểm tra độ an toàn đừng nói là nổ có bị điện giật cũng khó nữa là điều duy nhất lâm diệp không ngờ là mình đã thể hiện rõ bản thân là người vô hại và vô dụng như vậy rồi vì sao vẫn có người muốn giết y chứ chẳng lẽ quyết định không tranh giành từ đầu của y là sai ư đúng lúc này vô số ký ức tràn vào trong đầu lâm diệp khiến y rên lên đau đớn ánh mắt nhuốm màu đỏ sẫm hung tàn nửa ngày sau mới khôi phục lâm diệp xoa xoa đầu y đã kế thừa toàn bộ ký ức của thân thể này bao gồm cả một phần tính cách hiện giờ rốt cuộc y là lâm diệp hay là con thứ sở hưu của sở gia thông châu phủ đây kiếp này y tên sở hưu là con thứ trong sở gia ở thông châu phủ ngụy quận thuộc yến quốc sở gia có bốn con trai y đứng thứ hai nhưng mẹ đẻ của y chỉ là thị thiếp bình thường khi sinh ra y lại bị khó sinh mà chết cho nên sở gia chẳng hề coi trọng y Sở hưu tính cách yếu đuối, làm việc lỗ mãng, trước đây đứng về phía lão đại sở khai trong cuộc tranh đoạt vị trí gia chủ, kết quả chọc giận lão tam cũng có tư cách tranh đoạt, bị hắn dùng kế hãm hại, chịu phạt tới khu mỏ quặng của sở gia tại Nam Sơn Ngụy Quận làm quản sự. Sở gia là đại tộc tại Thông Châu Phủ, quản sự cũng có thể nắm một phần quyền lực gia tộc nhưng khu mỏ Nam Sơn chẳng phải nơi tốt lành gì. Đám thợ mỏ ở đây đều là tội phạm hung đồ do sở gia dùng giá rẻ mặt mua lại từ chỗ quan phủ, thường xuyên xảy ra tình trạng bạo động. Trước kia đã có vài quản sự của sở gia chết trong bạo động của đám hung đồ này, Sở Hưu tới đó một năm, không ngờ đám hung đồ nọ không hề làm loạn gì, chỉ có thể nói là do y may mắn. Vốn Sở Hưu phải ở lại mỏ Quảng Nam Sơn 3 năm, nhưng gần đây Sở gia đã quyết định lựa chọn người thừa kế gia tộc y xem như một đứa con thứ phạm chút sai lầm mà thôi. Cũng có tư cách tham dự, cho nên Sở Hưu cũng bị gọi về Sở gia. Sở hưu cầm một thanh đoản đao treo trong xe lên rồi khỏi vỏ, một tiếng ngâm khẽ vang lên, trên thân đao phản chiếu lại một gương mặt tuấn tú, tuổi chừng 20 nhưng mang theo một luồng khí âm ta. Vẻ ngoài kiếp này của y cũng không tệ, nhưng không biết vì sao, sở hưu luôn cảm thấy gương mặt của mình rất quen. Sở hưu đột nhiên nhớ ra điều gì, đoản đao rơi cạch xuống đất, có vẻ như y đã biết mình là ai. Trước khi sở hưu xuyên Việt, Đại Giang Hồ đã cập nhật hai chương, update nội dung cốt truyện hai lần. Nội dung cốt truyện chương thứ ba còn chưa bắt đầu, chỉ đưa ra giới thiệu, trong đó, chiếm vị trí quan trọng nhất của chương thứ ba chính là boss cuối, nhân vật phản diện, ma chủ, sở hưu. Ma chủ, sở hưu, sinh tại sở gia thông châu phủ ngụy quận Yến Quốc, sau khi trải qua biến cố gia tộc thì rơi vào cảnh long Đông, dẫn tới tính cách thay đổi, cuối cùng đi vào ma đạo. Trong giới đoạn cuối giới thiệu nội dung cốt truyện, ma chủ, sở hưu tái lập côn luân ma giáo từng huy hoàng ngàn năm trước, dẫn đầu tứ đại ma tôn dưới trướng, uy áp giang hồ, ma diễm ngập trời. Chẳng trách Sở Hưu lại thấy dung mạo của mình quen thuộc như vậy, lúc trước y còn không để ý, nhưng giờ liên tưởng lại xuất thân, tuổi tác của mình, xem ra y chính là nhân vật phản diện, boss cuối trong chương ba trò chơi, ma chủ Sở Hưu. Sau khi hiểu rõ chân tướng, Sở Hưu không biết nên khóc hay nên cười. Tương lai y chắc chắn sẽ là đại nhân vật danh chấn giang hồ, nhưng kết cục cuối cùng ra sao thì cần gì phải đoán. Boss cuối hay nhân vật phản diện chính gì gì đó trong trò chơi cuối cùng chẳng phải đều là để kẻ khác đánh bại ư? Nhạt thanh đoản đao trên mặt đất lên, sở hưu gõ nhẹ lên thân đao, ánh mắt lộ vẻ âm trầm, lẩm bẩm, số mệnh đã định sẵn sẽ bại. Ha ha, kiếp trước ta không tranh không đoạt cuối cùng lại chết thảm, ông trời đã cho ta một cơ hội nữa. Vậy kiếp này ta sẽ chủ động đi tranh, chủ động đi đoạt, ta giết người vẫn tốt hơn để người giết ta. Đúng lúc này, mành xe bị sốc lên, một thị nữ dung mạo yêu kiều, xinh đẹp, tựa như nghe được động tĩnh trong xe nên đi vào, cô nàng kinh ngạc nhìn sở hưu nói, công tử có chuyện gì ư? Nhìn thị nữ cả dung mạo lẫn dáng người đều vào hàng cực phẩm trước mặt mình, khóe miệng Sở Hưu nhếch lên cười khẩy. Thị nữ này tên Nguyệt Nhi, là người do mẹ của lão Tam sở ra cũng tức là nhị nương của y phái tới. Nực cười, trước đó Sở Hưu thật sự tưởng rằng thị nữ này do gia tộc phân cho y còn sủng ái cô nàng. Kết quả trong thời gian ở khu mỏ Nam Sơn, Nguyệt Nhi chẳng những mượn tên y làm mưa làm gió, khiến thanh danh y trong đám hạ nhân sở ra cực kỳ tồi tệ, còn lén lút xúi dục y đi khiêu khích và tra tấn đám tội phạm hung đồ, cố tình gây ra bạo loạn, rõ ràng là muốn đẩy y vào chỗ chết. Nhìn Nguyệt Nhi, sở hưu đột nhiên nhếch miệng cười nói, không sao, rơi đau mà thôi. Không biết vì sao, nhìn nụ cười của sở hưu khiến Nguyệt Nhi chợt cảm thấy lạnh lẽo, dùng mình có điều cô ả à cũng chẳng mấy để ý, chỉ mỉm cười ngọt ngào với Sở Hưu, "Công tử, mấy ngày nay trời mưa, đường lầy lội khó đi, chi bằng chúng ta đi theo đường đến Nguyên Bảo trấn đi, nơi đó gần hơn một chút." Sở Hưu cười như không cười, "Đi theo đường tới Nguyên Bảo trấn ư? Nhưng sao ta nghe nói mấy con đường đó đều được mở ở chỗ khuất trong núi hoang khu thương mang sơn, rất dễ gặp phải giặc cướp." Nguyệt Nhi nũng nịu nói, đó chỉ là lời đồn thôi, rất nhiều đội buôn qua lại thông châu phủ đều đi theo đường đó mà, huống hồ người ta còn muốn sớm về phủ tắm rửa nữa, một năm nay sống tại khu mỏ Nam Sơn, người ta chẳng được tắm mấy lần, người cũng xấu đi mất rồi. Lúc trước khi Nguyệt Nhi làm nũng như vậy, Sở Hưu chắc chắn sẽ vội vàng ôm cô ả à vào lòng an ủi, đáp ứng với mọi yêu cầu của ả. À. Nhưng bây giờ Sở Hưu chỉ nhìn ả, à. khóe miệng nở một nụ cười khiến người ta sợ hãi, chuyện này làm Nguyệt Nhi dần dần hoảng loạn. Đúng lúc này, Sở Hưu đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy gương mặt trắng nõn của Nguyệt Nhi, bóp đến mức Nguyệt Nhi đau đớn thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng thì mới buông tay, thản nhiên nói, "Được vậy thì tới Nguyên Bảo trấn đi." Nguyệt Nhi xoa mặt ả à, bỗng cảm thấy Sở Hưu trước mặt thật xa lạ như đã biến thành một người khác vậy. Có điều nghĩ tới tin tức và lời hứa mà nhị phu nhân phái người đưa đến mấy ngày trước, Nguyệt Nhi lập tức gạt nghi hoặc này sang một bên, không để tâm đến nữa. Sở hưu nhìn Nguyệt Nhi mỉm cười ngọt ngào toan sát tới gần, thản nhiên nói, người xuống sai bảo hạ nhân đổi hướng tới nguyên bảo trấn nghỉ ngơi một đêm rồi lên đường. Nhìn Nguyệt Nhi đi ra ngoài, trên mặt sở hưu lộ rõ vẻ khinh thường, một con ả ngu ngốc mà thôi, không có thủ đoạn gì. Có điều dường như thân thể kiếp này của y như còn ngu xuẩn hơn, lại bị một con ả như vậy trêu đùa xoay vòng vòng. Không biết sau này y phải chịu kích thích ra sao mới biến thành ma chủ ma diễm ngập trời kia. Nguyệt Nhi này nằng nặc đòi đi theo đường tới Nguyên Bảo Trấn, sở hưu dám khẳng định trong đó chắc chắn có vấn đề, có điều y vẫn đồng ý vì trong Nguyên Bảo Trấn này có một cơ duyên. Chuyển thế tới kiếp này, sở hưu nhanh chóng nhận rõ ưu thế thật sự của bản thân là gì, không phải thân phận ma chủ tương lai, đó chính là nội dung cốt truyện hai chương trước mà y đã rất quen thuộc. Mặc dù tương lai sở hưu sẽ trở thành giáo chủ côn luân ma giáo, nhưng đây chẳng qua là lời giới thiệu nội dung cốt truyện của trò chơi, không có mô tả gì về những chuyện y trải qua sau này. Mà thân là người chơi trung thành của Đại Giang Hồ, sở hưu hiểu rất rõ cốt truyện hai chương trước của nó, có một số việc, cho dù y không trải qua nhưng cũng đã đọc trên diễn đàn. Tính toán theo thời gian, giờ chắc sở hưu đang trong thời gian đầu của chương một, còn 20 năm nữa mới bắt đầu nội dung chương ba. Có thể nói, ưu thế thật sự của Sở Hưu chính là hắn biết tất cả lịch sử về các đại thần lớn nhỏ khác nhau ở thế giới này trong 20 năm tới. Mà lúc này, nếu Sở Hưu nhớ không nhầm thì ngay trong Nguyên Bảo Trấn có một cơ duyên lớn đang chờ hắn. Chương 2: Bí Điển Toàn chân Tuy Nguyên Bảo Trấn chỉ là một trấn nhỏ nhưng lại rất phồn hoa, nguyên nhân là do những con đường xung quanh nó dẫn tới vài châu phủ phía Bắc Ngụy quận, cho nên có đại lượng thương nhân qua lại sau khi xe ngựa tới nguyên bảo trấn sở hưu bố trí xong quán trọ bèn dẫn nguyệt nhi cùng mười mấy hạ nhân của sở ra cùng đi dạo trong nguyên bảo trấn sở hưu nhìn quanh hai bên nguyệt nhi ngược lại cảm thấy hơi buồn chán thông châu phủ là thành lớn của ngụy quận phồn hoa hơn rất nhiều so với cái trấn nhỏ này nơi này có gì đáng xem nhưng đúng lúc này có vẻ sở hưu phát hiện điều gì đó y đi thẳng tới một cửa hàng bán hộp báu thứ gọi là hộp báu cũng là một điểm đặc sắc của thế giới đại giang hồ trong thế giới đại giang hồ võ đạo hưng thịnh nhưng vạn năm trước xảy ra một đại kiếp nạn kinh thiên động địa dẫn tới thiên tai giáng lâm vô số tông môn võ đạo bị hủy trong tận thế đó trước khi đại kiếp nạn bắt đầu có một vị đại tông sư trận đạo nghiên cứu ra một thứ gọi là hộp báu chuyên dùng để cất giữ trí bảo tông môn điển tịch võ đạo đề phòng tổn thất hư hại trong thiên tai cốt lõi của hộp báu là trận pháp có thể dùng để ra cố cùng phong bế hộp báu hiệu quả bảo tồn tăng gấp đôi đáng tiếc hiện tại đã thất truyền về phần chất liệu làm hộp báu lại rất thoải mái vàng bạc sắt thép đều được đá hay gỗ cũng có thể dù sao chất liệu hộp báu càng tốt trận pháp càng phát huy được nhiều lực lượng hình dáng lớn nhỏ của hộp báu cũng không có yêu cầu gì đặc biệt dẫu sao trận pháp giống nhau kích thước hộp báu ra sao được quyết định do tông môn chế tạo chuẩn bị dùng nó để đựng thứ gì sau đại kiếp nạn thời thượng cổ những người còn sống đào được vô số di tích của các tông môn đồng thời nhận được lượng lớn hộp báu từ trong đó có người mở hộp báu tìm được kỳ công tuyệt thế, có người lại nhận được kỳ chân dị bảo. Đương nhiên không phải trong hộp báu nào cũng có bảo bối, phần lớn hộp báu chỉ trống không hoặc để một số thứ vô dụng. Hộp báu trống không thường là do những tông môn năm xưa chuẩn bị từ trước đã bố trí sẵn tất cả trận pháp, có thể để đồ vào bất cứ lúc nào. Bề ngoài của những hộp báu trống này không khác gì những hộp báu có để đồ. Còn một số hộp báu lại cất giữ những thứ tương đối quan trọng đối với võ giả đó, nhưng trên thực tế lại chẳng có giá trị gì, ví dụ như một thanh kiếm cường giả nào đó sử dụng khi còn thanh niên hoặc khăn tay của người trong lòng, vân vân. Cứ như vậy đồ vật trong hộp báu có tốt có xấu, hơn nữa do đặc điểm của trận pháp nên hiện giờ trong giang hồ không ai dám nói mình có thể tra xét tình cảnh bên trong. Cho nên mua hộp báu hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và vận may. Người có kinh nghiệm có thể quan sát chất liệu, kích thước, hình dạng, thậm chí hoa văn trên đó để phân tích ra xuất xứ và đồ vật bên trong. Đương nhiên phần lớn mọi người vẫn phải dựa vào vận may. Cửa hàng bán hộp báu trước mặt rất nhỏ, trên quầy hàng chỉ bày 10 hộp báu không lớn lắm, hình dáng chất liệu bất đồng, chỉ có một điểm chung duy nhất là giá rất rẻ. Chất liệu của những hộp báu này đều là sắt thép cùng đá bình thường. Cho nên mới bày bán trong trấn nhỏ như Nguyên Bảo trấn. Sở hưu hỏi trưởng quỹ có phải trong nguyên bảo trấn này chỉ có cửa hàng của người bán hộp báu không? Trưởng quỹ không buồn ngẩng đầu, chỉ uể oải gật gù đáp, đương nhiên rồi, chỉ có mỗi cửa hàng của ta thôi, hộp báu có kém cỏi đến đâu cũng có giá ít nhất 10 lượng bạc một hộp, người giang hồ tới nguyên bảo trấn này chín thành chín là bảo tiêu cho người khác, một đám khố rách áo ôm, bọn họ đi làm bảo tiêu một chuyến cũng chẳng kiếm nổi 10 lượng bạc. Làm sao dám bỏ 10 lượng ra đánh cược vận may? Lúc này trưởng quỹ mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy sở hưu mặc áo gấm thêu hoa, bên người còn có hạ nhân cùng nha hoàn, gương mặt béo núc ních không khỏi lộ vẻ nịnh bợ, đám khố rách áo ôm kia không mua nổi hộp báu, công tử chắc chắn mua được, những hộp báu này đều được tìm ra trong di tích trên núi ở Nam Man, giá rẻ chất lượng tốt. Nghe trưởng quỹ nói vậy, ánh mắt sở hưu bừng sáng. Nếu y nhớ không nhầm trong khoảng thời gian này có một kẻ xuất thân nô bộc mua được một hộp báu bình thường tại Nguyên Bảo Trấn, không ngờ trong đó lại cất giữ một môn công pháp cực mạnh. Hắn dựa vào môn công pháp này tung hoành giang hồ, gây dựng thanh danh, thậm chí thành lập một môn phái không nhỏ, thành tổ sư khai tông lập phái. Sở hưu vừa tới thế giới này, thứ y cần nhất hiện giờ là một môn công pháp có uy lực thật cường đại. Y vốn là người trong đại tộc tại thông châu phủ, đương nhiên có công pháp truyền thừa, công pháp này tên là hãn hải tâm pháp, sau khi tu luyện đại thành sẽ có căn cơ hùng hậu. Nội lực sâu như như biển cả. Nhưng sở hữu chỉ là con thứ, từ nhỏ đã không được coi trọng, y vừa không nhận được các loại tài nguyên như đan dược, vừa không được các trưởng bối trong tộc dạy bảo, cho nên tu luyện bao năm qua y mới vừa vặn nhập môn công pháp này, tu vi võ đạo của y thấp tới mức đáng thương, thậm chí chưa bước vào cảnh giới ngưng huyết. Tu hành võ đạo muốn nhập môn đầu tiên phải trải qua ba cảnh giới luyện thể. Ba cảnh giới luyện thể bước đầu tiên là tôi luyện gân cốt. Còn được gọi là cảnh giới thối thể, rèn luyện thân thể, khiến gân cốt mạnh mẽ, lực lượng siêu quần võ giả trên giang hồ chín thành chín đều ở cảnh giới thối thể lý do là vì cảnh giới này đơn giản nhất thậm chí có người không luyện nội công chỉ tu luyện một số ngoại công ngạnh công thô thiền cũng có thể đạt tới cảnh giới thối thể còn trên cảnh giới thối thể là ngưng huyết cảnh giới này lại là từ ngoài vào trong sau khi tu luyện tốt gân cốt lại cô động khí huyết bản thân khiến khí huyết vốn mỏng manh dần trở nên đậm đặc cuối cùng thậm chí sền sệt như thủy ngân mới xem như đại thành ở cảnh giới ngưng huyết cảnh giới này lại tương đối khó, võ giả không có tâm pháp nội công, không tu luyện thành nội lực gần như không thể lên tới ngưng huyết cảnh. Ngay lúc sở hưu đang suy nghĩ những điều này, một thanh niên tướng mạo bình thường đi tới nói, trưởng quỹ, cho ta hai hộp báu. Bình thường có người tới mua hộp báu trưởng quỹ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng hắn thấy người thanh niên này lại lắc đầu nói: "Lý Kinh, ngươi tốn bao công sức làm hạ nhân tại Lý Gia Thông Châu phủ mới kiếm được chút tiền, xong lại lấy hết tiền của này ném vào đống hộp báu, nghe ta khuyên đi, ngươi không chơi cái này được đâu, tiểu tử ngươi đầu óc linh hoạt, mới tới Lý Gia vài năm đã được tam công tử Lý Gia để ý tới, ban cho họ Lý, còn được điều từ nhà bếp tới đội buôn, ngươi cầm chỗ tiền này tới kết giao với những quản sự của Lý Gia chẳng tốt hơn à? Không khéo tương lai ngươi cũng có thể làm quản sự đấy." Lý Kinh cười nói, cho dù trở thành quản sự cũng chỉ là người làm cho Lý ra mà thôi, biết đâu ta lại lấy được thần công tuyệt thế gì đó trong hộp báu, phất lên như diều gặp gió. Trưởng quỹ kia lắc đầu, mở hộp báu ra thần công tuyệt thế. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đúng là trên giang hồ có rất nhiều truyền thuyết nói rằng ai đó nhận được trí bảo từ những hộp báu không đáng chú ý, nhưng dẫu sao đó chỉ là số ít, đa phần là hao tiền tốn của tỷ lệ thấp tới mức đáng thương. Có điều bản thân hắn là người bán hộp báu, thấy Lý Kinh cũng là người đáng thương mới lên tiếng nhắc nhở hai câu, nhưng nếu đối phương cứ khăng khăng muốn mua, chẳng lẽ hắn lại không bán. Ngay lúc hắn định cầm hộp báu lên, sở hưu đột nhiên nói, đợi chút trưởng quỹ ta mua hết chỗ hộp báu này. Ngay lúc trưởng quỹ gọi tên Lý Kinh, sở hưu đã nghĩ ngay ra thân phận hắn. Hắn chính là võ giả nhận được cơ duyên lớn tại Nguyên Bảo Trấn, vốn là nô bộc thế nhưng dựa vào thần công mở được từ hộp báu. Hắn tung hoành giang hồ, trở thành chúa tể một phương. Hơn nữa theo những lời lý kinh vừa nói cũng có thể thấy đối phương quả thật không cam lòng làm người bình thường, bằng không một kẻ kém cỏi không có chí khí cho dù mở được thần công tuyệt thế cũng chẳng cách nào làm được chuyện lớn, kết cục cuối cùng của người như vậy rất có thể là bản thân bị giết thần công bị cướp. Nghĩ tới đây, Sở Hưu cũng thầm nhủ may mắn mình tới thật đúng lúc, y chỉ biết có chuyện như vậy nhưng lại không biết chính xác thời gian. Nếu đến chậm một bước cơ duyên cũng chẳng còn. Lý Kinh nhíu mày nói, "Vị công tử này, ta nói mua trước mà." Sở Hưu đẩy hắn một cái nói, "Giờ ta nói ta mua hết ngươi có ý kiến gì?" Gương mặt Lý Kinh lộ rõ vẻ tức giận, hắn hừ lạnh nói, "Vị công tử này, ngài tưởng Lý Kinh ta chỉ là người làm thì dễ ức hiếp lắm à? Ta là người của Lý gia tại Thông Châu phủ, Thông Châu phủ là đại thành trong Ngụy quận, Lý gia lại là một trong tam đại gia tộc tại Thông Châu phủ." Người trước cửa phủ Tể tướng cũng là quan thất phẩm, MC dù hắn chỉ là một người làm của Lý gia nhưng một số gia tộc ở những nơi hẻo lánh còn cũng kém hơn so với hắn, thậm chí một số gia chủ của gia tộc nhỏ cũng phải khúng núm trước mặt quản sự của Lý gia. Sở Hưu nhìn hắn cười lạnh nói, trước thì còn bảo không muốn làm kẻ dưới cả đời, tới lúc gặp chuyện chẳng phải vẫn lôi Lý gia ra giờ trò cáo mượn oai hùm à. Một hạ nhân như ngươi mà cũng dám lấy Lý gia ra dọa ta? Sở Hưu vừa nói xong, đám hạ nhân phía sau lập tức vây quanh, nhìn chằm chằm vào Lý Kinh. Lý Kinh được tam công tử Lý ra để ý tới, cũng đã được học võ, nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là người làm, chỉ học được chút công phu thô thiển mà thôi, thực lực của hắn chỉ mới ở cảnh giới thối thể, đương nhiên không địch nổi nhiều người như vậy. Cho nên Lý Kinh chỉ có thể trơ mắt nhìn sở hưu lấy sạch 10 hộp báu trong cửa hàng, không biết vì sao ngoại trừ cảm giác bị sỉ nhục hắn còn thấy rất đau lòng, dường như có thứ gì rất quan trọng của bản thân bị người ta cướp mất. Sau khi sở hưu đi khỏi, Lý Kinh phẫn nộ cắn chặt răng, chuyện này tuyệt đối chưa xong đâu. Hắn làm việc tại Lý Gia bao năm như vậy, cho dù chỉ là một hạ nhân nhưng cũng là người của Lý Tam Công Tử, kết giao được không ít đại nhân vật. Lúc này sở hưu cũng đã cầm đống hộp báu về tới khách sạn, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, lần lượt xem xét từng hộp báu. Hộp báu vốn chỉ để cất giữ đồ vật cho nên phương pháp mở rất đơn giản, nhỏ máu tươi lên hộp báu, trận pháp sẽ tự động giải trừ. Do trận pháp phong ấn đã thất truyền nên khi hộp báu đã mở, nó cũng đã hỏng hoàn toàn, không cách nào sử dụng lại, điều này cũng ngăn cản những kẻ có ý đồ không trong sạch dùng hộp báu chống đi lừa đảo. Tổng cộng 10 hộp báu, sở hưu mở liền 8 cái thì có tới 7 là chống không, chỉ có một hộp để một quyển sách cũ nát không chịu nổi. Hơn nữa còn không phải công pháp, chỉ là sổ ghi chép tài sản tông môn, không có ích lợi gì. Mãi tới khi Sở Hưu mở hộp báu thứ 9, hộp báu đó dùng một loại đá màu nâu chế thành, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bên trên không có bất cứ hoa văn trang trí nào, dáng vẻ rất đơn sơ. Nhưng sau khi mở ra bên trong lại là một tấm thẻ ngọc cổ tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp. Thời kỳ thượng cổ, một số cường giả muốn bảo tồn lưu trữ công pháp tốt hơn, họ sẽ không viết công pháp lên giấy mà dùng tinh thần khắc dấu vào các loại ngọc thượng hạng chỉ cần không gặp vấn đề bất chắc gì, có qua ngàn vạn năm cũng không hư hỏng. Đúng nó rồi, sở hưu cực kỳ kích động nắm chặt thẻ ngọc, hàng loạt văn tự lập tức tràn vào đầu y. Đạo môn bí điển, tiên thiên công. Môn tiên thiên công mà sở hưu vừa nhận được là một chi nhánh của đạo môn thời thượng cổ, công pháp truyền thừa của toàn chân đạo, nó có tác dụng chống được bách bệnh, điều hòa hư thực, bồi dưỡng căn cơ, chân khí sinh sôi không ngừng. Công pháp đạo môn chú trọng nhất là căn cơ cũng là công chính bình thản nhất bộ tiên thiên công này mặc dù nhìn qua không có điểm đặc biệt gì nhưng trong đánh giá của trò chơi nó vào khoảng tứ chuyển người có mạnh có yếu công pháp cũng vậy mặc dù công pháp mạnh yếu ra sao liên quan mật thiết cùng người tu luyện có người tìa hoa tuyệt thế thậm chí chỉ dùng công pháp cấp thấp tung hoành giang hồ nhưng dẫu sao những người như vậy cũng chỉ là số ít cho nên giang hồ phân chia công pháp thành vài cấp bậc công pháp bình thường tổng cộng có cửu chuyển nhất chuyển thấp nhất cửu chuyển cao nhất công pháp từ tam chuyển trở xuống có thể trở thành truyền thừa của một môn phái nhỏ, bình thường thứ người trong giang hồ tập luyện chỉ có thể coi là kỹ năng quyền cước thậm chí không đủ tư cách xếp vào công pháp nhất chuyển. Công pháp tứ chuyển tới lục chuyển đã là bảo bối trong toàn bộ giang hồ, có thể khai tông lập phái. Về phần công pháp từ thất chuyển tới cửu chuyển thường đều nằm trong tay những môn phái lớn trên giang hồ. Rất ít khi xuất hiện trong tay người ngoài trên cửu chuyển còn hai cấp bậc trong đó một là công pháp trí tôn, ai nhận được có thể xưng bá giang hồ, trở thành võ lâm trí tôn. Còn một là công pháp tuyệt thế, đúng như cái tên, có một không hai, tuyệt thế vô song, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ngoại trừ những cấp bậc này trên giang hồ còn một số kỳ công không thể phân chia bằng đẳng cấp, có kẻ tu luyện rất yếu nhưng lại có người tu luyện rất mạnh, một số kỳ công khác lại có tác dụng kỳ quái đa dạng. Không thể xét theo uy lực được. Tiên Thiên Công này được hậu thế đánh giá là tứ chuyển, là công pháp có thể khai tông lập phái, đương nhiên có cái lý của nó. Công pháp đạo môn bồi dưỡng căn cơ Tiên Thiên Công cũng phát huy điểm này tới cực hạn, võ giả bình thường cần bồi dưỡng cơ sở từ nhỏ, tuổi tác càng lớn tiến bộ càng chậm, nhưng Tiên Thiên Công lại không như vậy, nó có thể nhanh chóng tẩy rửa tôi luyện thân thể võ giả, bất kể tuổi tác ngươi lớn đến đâu cũng có thể tái tạo căn cơ vốn trong cốt truyện gốc Lý Kinh nhận được tiên thiên công khi tuổi tác đã không nhỏ, không còn trong giai đoạn tập võ tốt nhất, chính nhờ tiên thiên công hắn mới có thể xây dựng lại căn cơ, cảnh giới tiến triển cực nhanh, thậm chí căn cơ còn tốt hơn những thiếu gia đệ tử tu luyện võ công từ nhỏ. Tình huống trước mắt của sở hưu cũng không khác lắm so với Lý Kinh, mặc dù y xuất thân sở ra nhưng thực tế khi còn bé không có ai định dạy dỗ y, không có đan dược bồi bổ. Cho nên căn cơ của y cũng cực kỳ kém cỏi. Nhưng giờ có môn Tiên Thiên Công này, Sở Hưu cũng có thể bù đắp khuyết điểm của mình, thậm chí khiến cho điểm xuất phát trên con đường võ đạo của y cao hơn so với võ giả cùng cấp một đoạn. Nhìn hộp báu còn thừa lại trước mắt, Sở Hưu đưa tay mở nốt, không ngờ trong hộp báu này lại là một môn công pháp, công pháp này chưa từng xuất hiện trong cốt truyện gốc, đương nhiên cũng có thể đã xuất hiện nhưng Sở Hưu không biết. Môn công pháp này không phải nội công mà là một môn đao pháp kỳ quái tên là tụ lý thanh long. Võ đạo của Sở Hưu chỉ vừa nhập môn, ngoại trừ những môn công pháp nổi danh trong cốt truyện, đại đa số công pháp khác có bày ra trước mặt y, y cũng không chẳng biết tốt xấu ra sao, có điều theo hắn thấy, tụ lý thanh long này đã khá hơn những võ kỹ nhất chuyển ra truyền trong sở ra rồi, ít nhất cũng là nhị truyền. Đao pháp tụ lý thanh long này giảng giải kỹ thuật ẩn giấu đao. Đao hình ẩn trong tay áo, đao ý giấu trong cơ thể, một đao chém ra sẽ như thanh long rời biển, uy thế vô cùng mạnh mẽ đao chính là thanh long, ống tay áo chính là biển rộng ẩn giấu thanh long. toàn bộ đao pháp hết sức đơn giản, thần vận chỉ có thanh long rời biển chém ra một đao mạnh nhất chỉ trong chớp mắt. nội công chủ tu của sở gia là hãn hải tâm pháp, nhưng võ công chiêu thức khác lại không có gì tốt. sở gia chỉ có những võ kỹ bình thường như quyền cước trường, đao thương côn bổng, cái gì cũng có lựa chọn loại nào tất cả do sở thích bản thân. Mặc dù sở hưu không nhìn ra tụ lý thanh long mạnh yếu thế nào nhưng chắc chắn công pháp này tốn hơn mấy đao pháp đơn sơ của sở ra nhiều. Ngay lúc sở hưu mở hộp báu, Lý Kinh không cam lòng bị sở hưu cướp đồ cũng đi tới một gian khách sạn khác tại Nguyên Bảo Trấn, tìm chỗ dựa của mình. chương 3, có cho người cơ hội, người cũng chẳng dùng được. Lý gia chính là một trong tam đại gia tộc tại Thông Châu Phủ. Gia sản rất lớn, mỗi năm bọn họ đều có vài đội buôn mang theo rất nhiều võ giả đề phòng giặc cướp lần này họ dám đi theo đường vắng tới nguyên bảo trấn cũng bởi họ mang theo nhiều người không e ngại lũ cướp ô hợp kia mặc dù lý kinh là người làm của lý ra nhưng hắn lại được tam công tử lý ra để mặt tới được điều vào đội buôn tuy hắn không phải quản sự nhưng cũng coi như trưởng một nhóm nhỏ lúc này trong một gian khách sạn khác của nguyên bảo trấn lý kinh đi tới trước cửa một gian phòng nghe tiếng chơi đùa ầm ĩ bên trong hắn gõ cửa một cái một giọng nói lười biếng vang lên vào đi Đẩy cửa ra, trong phòng là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi mặc áo gấm đang vừa ôm vừa trêu chọc một cô gái trang điểm đậm đà, dáng vẻ quyến rũ, trên mặt bàn có bày chút rượu thịt, hai quản sự đội buôn khác cũng đang ngồi bên tiếp đãi, bên cạnh mỗi người đều là một cô gái nhan sắc bình bình. Người trước mắt chính là thủ lĩnh đội buôn của Lý Gia Lý Thông là kẻ tham hoa háo sắc, năng lực thực lực của hắn đều rất bình thường, cứ nhìn dáng vẻ của hắn lúc này là đủ biết, tới nơi nhỏ như Nguyên Bảo Trấn cũng muốn hưởng thụ đầy đủ tử sắc, thậm chí tới loại gái phong trần này cũng chẳng chối từ. Tính cách như vậy mà cũng có thể trở thành thủ lĩnh đội buôn, tất cả đều là nhờ xuất thân của Lý Thông. Mặc dù hắn chỉ là chi thứ của Lý Gia, mặc dù tham hoa háo sắc, mặc dù năng lực kém cỏi, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể làm việc. Dù sao cũng tốt hơn đám rác rưởi việc thì không làm được chỉ giỏi phá người phối hợp cùng hắn là hai quản sự có năng lực cùng phụ trách quản lý đội buôn, bao năm nay quả thật không xảy ra vấn đề gì, cho nên địa vị của Lý Thông tại Lý ra ngược lại càng lúc càng cao. Nhìn Lý Thông, ánh mắt Lý kinh thoáng lộ vẻ không cam lòng cùng khinh thường. Tới cái hạng này cũng có thể trở thành thủ lĩnh đội buôn, hắn có tài ba hơn, tương lai có trở thành quản sự của Lý ra đi nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là người làm. Là nô bộc là phải tới hầu hạ loại rác rưởi này có điều tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng lý kinh vẫn cố dặn ra một nụ cười chắp tay nói xin chào thất gia lý thông xếp thứ bảy trong cùng thế hệ cho nên hạ nhân của lý gia đều gọi hắn là thất gia thấy lý kinh lý thông mỉm cười khoát tay nói lý kinh à tới đây tới đây ngồi xuống uống rượu đi để ta bảo trưởng quỹ gọi một cô nương lên đừng ghét bỏ nơi thế này có gái là tốt lắm rồi đợi sau khi về thông châu phủ nhận khen thưởng ta sẽ mời các ngươi tới tí hoa lâu hưởng thụ một phen tuy năng lực lý thông kém cỏi nhưng hắn không ngốc biết nếu chỉ có mình hắn chắc chắn không quản lý nổi đội buôn này cho nên hắn luôn đối xử rất tốt với hai vị quản sự của đội buôn khiến hai người chịu ơn với hắn bình thường nếu đội buôn xảy ra vấn đề gì sẽ do hai quản sự lên tiếng trách móc hắn thì đỡ lời cho nên ngược lại trong đội buôn uy tín của lý thông là cao nhất mặc dù lý kinh giờ chỉ là một trưởng nhóm nhỏ nhưng được tam công tử để ý tới xét theo trong cùng thế hệ, mặc dù hắn là anh họ của Tam Công Tử nhưng trên thực tế khi đứng trước mặt Tam Công Tử hắn chẳng khác gì những quản sự kia, cho nên trước nay hắn vẫn luôn đối xử không tệ với Lý Kinh. Gương mặt Lý Kinh lộ vẻ ấm ức nói, thất ra, vừa rồi tôi bị người ta cướp trên chấn, tôi đã nói mình là người của Lý Gia rồi, thế mà bọn chúng dám không nể mặt Lý Gia. Hả, có chuyện gì vậy? Còn có kẻ dám cướp người của Lý Gia ta? Lý Thông lập tức cau mày lý kinh bèn thêm mắm thêm muối kể lại mọi chuyện cho lý thông lý thông nghe xong bèn hừ lạnh một tiếng người yên tâm chuyện này chưa xong đâu cho dù là người làm của lý ra đi nữa không phải ai cũng động vào được nói xong lý thông lập tức phái một hạ nhân của đội buôn đi thăm dò xem đối phương rốt cuộc là ai nguyên bảo trấn vốn không lớn chuyện này rất dễ tra hỏi đa tạ thất gia đã đứng ra giúp tiểu nhân lý kinh vội vàng cảm tạ nhìn dáng vẻ cảm động tới rơi nước mắt của lý kinh lý thông hài lòng gật đầu hắn giỏi nhất là thủ đoạn như vậy chẳng bỏ mấy công sức mà thu mua được lòng người nửa canh giờ sau hạ nhân kia mới trở về nhỏ giọng nói thất gia đối phương là người của sở gia nghe xong câu này lý thông lập tức biến sắc hắn giả bộ già đời nói với lý kinh lý kinh à đối phương là người của sở gia chuyện này có phần phiền phức Thông Châu Phủ có gia tộc lớn nhất thẩm gia xứng với ngôi đầu, gia chủ thảm mặc của thẩm gia là đệ đệ song sinh của Lạc Vũ kiếm thẩm bạch đại đệ tử của đại phái Thương Lan kiếm tông tại Ngụy Quận. Có quan hệ như vậy, cho dù thẩm mặc chỉ vừa đến tuổi gây dựng sự nghiệp đã tiếp nhận vị trí gia chủ, cho dù hắn muốn lập uy nên giết liền bảy trưởng lão thẩm gia nhưng không ai dám nói một lời. Sở gia kia hơn 20 năm trước mới tới Thông Châu Phủ, nhưng thực lực lão gia gia chủ sở gia sở tông quang rất không đơn giản. Hắn đã vượt qua cảnh giới thối thể cùng ngưng huyết, đạt tới mức khí huyết cùng gân cốt trong cơ thể hòa làm một thể, không còn tạp chất. Đã đạt tới cảnh giới tiên thiên như đứa trẻ mới sinh, mặc dù hơn 50 tuổi nhưng dáng vẻ hắn chỉ như mới 40. Lúc lão gia chủ Lý gia ta còn tại thế cũng ngang với lão gia Sở tông quang kia, nhưng giờ lão gia chủ đã tạ thế, mặc dù đại công tử, nhị công tử cùng tam công tử ai cũng là rồng phượng trong chốn người, sau khi gia chủ qua đời ba người bọn họ hợp lực chống đỡ Lý gia, người ngoài gọi bọn họ là Lý gia tam hổ, nhưng vẫn kém hơn một chút so với Sở gia. Chuyện này đến đây thôi. Trong mắt Lý Kinh Lộ rõ vẻ không cam lòng, nhưng hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Lý Thông lại hỏi tiếp bên Sở gia có ai tới vậy? sao ta không nghe nói gần đây có đội buôn nào của sở gia qua đây mà từ trước đến nay đội buôn của sở gia đã bao giờ tới bên nguyên bảo trấn này đâu hạ nhân kia trả lời là nhị công tử sở gia sở hưu lý thông nghe vậy sửng sốt sau đó lại cười ha hả nói hóa ra là tên rác rưởi kia lý kinh ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ đứng ra giúp ngươi lý kinh kinh ngạc nói vị kia chẳng phải nhị công tử sở gia à hắn đâu phải quản sự chúng ta đâu đắc tội được Lý Thông cười lạnh một tiếng nói, nếu là quản sự sở ra ta còn chẳng dám trêu vào, trong sở ra cho dù là quản sự còn có chút thực quyền, nhưng tên sở hưu này ấy à, ta đây thật sự không sợ hắn. Đừng thấy hắn là nhị công tử sở ra mà ngại, hắn chỉ là con thứ, trong sở ra lại chỉ là hạng bà nội không thương chú bác không yêu. Trên tay hắn chẳng có chút quyền lực gì, tính cách còn hèn nhát nhu nhược, ngay cả quản sự lý ra ta còn chẳng để loại đó trong mắt nghe nói một năm trước hắn làm một việc ngu ngốc nên bị giáng chức tới hít bụi ở khu hầm mỏ nam sơn của lý gia cái loại rác rưởi đó ấy à cho dù chúng ta có làm gì đi nữa hắn cũng chẳng dám nói với sở tông quang khéo sở tông quang còn trách phạt hắn nặng hơn nói xong lý thông vung tay dẫn người đi định gây sự với sở hưu lý kinh đi theo sau đám người không biết vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác bất an Lý Thông nói nhị công tử sở ra tính cách nhu nhược chỉ là rác rưởi, nhưng lúc trước hắn cướp hộp báu của mình lại cực kỳ bá đạo, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hai kẻ này có thật cùng là một người ư. Trong khách sạn, sở hưu vút ve một thanh đoạn đao rồi giấu nó trong tay áo, trong đầu y không ngừng tưởng tượng mô phỏng cảnh tượng tụ Lý Thanh Long, thế đao rời vỏ như Thanh Long rời biển. Tụ Lý Thanh Long không quá mức phức tạp. Nhưng sở hưu có thể cảm giác được muốn tu luyện môn võ công này tới đại thành không phải chuyện dễ dàng, môn võ công này luyện tới cực hạn còn sâu xa hơn tưởng tượng của sở hưu. Đúng lúc này, sở hưu chợt nghe dưới khách sạn vang lên mắng chửi ẩm ý, hình như còn có người kêu tên mình. Y bước xuống xem thì thấy đám hộ vệ của mình đang rằng co cùng một đám người, thậm chí thị nữ Nguyệt Nhi nấp trong góc không dám lên tiếng. Thấy sở hưu đi xuống, Lý Thông cười lạnh một tiếng nói. Sở hưu, người uy phong nhỉ, dám cướp đồ của Lý Gia Ta cơ đấy. Nói người biết, cho dù là hạ nhân của Lý Gia Ta cũng dễ ức hiếp nổi đâu. Hắn vừa nói xong câu này, đám hạ nhân Lý Gia theo sau Lý Thông đều cực kỳ kích động, rõ ràng hành động ra mặt đối trọi với nhị công tử sở ra vì một người dưới như vậy đã khiến bọn họ cực kỳ cảm động. Thấy vẻ mặt đám người dưới, ánh mắt Lý Thông lộ vẻ đắc ý, thế nhưng hắn vẫn nói với giọng chính nghĩa, sở hưu. Mau đưa hộp báu người cướp của Lý Kinh ra đây rồi nói xin lỗi đi, chuyện này kết thúc ở đây, dẫu sao Lý gia cùng sở gia đều cùng trong tam đại gia tộc của Thông Châu Phủ, ta cũng không muốn làm mất hòa khí, nếu không ngươi tự biết hậu quả rồi đấy. Sở hưu ngẩng đầu nhìn tên Lý Thông này, trong trí nhớ của y đúng là có người như vậy, chỉ có điều trước kia sở hưu thậm chí không được chào đón trong nội bộ sở gia nói chi tới gia tộc khác. Bất luận Lý gia hay thẩm gia đều chỉ coi y như rác rưởi dẫu sao tương lai chắc chắn y không phải người thừa kế sở ra, vậy việc gì phải để ý tới. Điểm duy nhất sở hưu không hiểu là rốt cuộc trước đó mình sống uất ức tới mức nào mà một tên chi phụ của Lý gia cũng dám lớn lối với mình như vậy. Nhìn Lý Thông, sở hưu điềm nhiên đáp, nếu ta không đưa thì sao? Lý Thông cười lạnh một tiếng, đám hạ nhân Lý gia xông tới, khí thế hung hăng bao vây xung quanh. Mặc dù bên cạnh sở hưu cũng có tới mười mấy người, nhưng với địa vị của y tại sở gia, trong mười mấy người này chỉ có năm sáu người thật sự đạt tới thối thể cảnh còn lại chỉ là người hầu phục vụ sinh hoạt thường ngày cho sở hưu còn bên phe lý gia là đội buôn những hạ nhân gia nhập đội buôn của lý gia đều được luyện tập võ công quyền cước tất cả đều là võ giả cảnh giới thối thể lúc này một hạ nhân bên cạnh lý thông chỉ thẳng vào sở hưu quát lớn tất ra bảo ngươi giao đồ ra nói xin lỗi là đã nể mặt ngươi lắm rồi nếu hôm nay đám người các ngươi đừng hòng rời nguyên bảo trấn này Người đứng ra chính là tâm phúc của Lý Thông, lúc này không ra vẻ trung thành thì đợi đến lúc nào. Huống hồ thất gia đã nói tên Sở Hưu này không hề có thực quyền ở sở gia, thậm chí còn không bằng một quản sự, vậy việc gì phải sợ. Gương mặt Sở Hưu vẫn hết sức bình thản, y chỉ lạnh nhạt nói, đừng hòng rời nguyên bảo trấn. Ha ha, một tiếng cười nhạt chế nhạo vang lên, tên hạ nhân Lý gia kia đang định nói gì đó, đột nhiên tầm mắt hắn bị một ánh đao che kín một đao vô cùng nhanh chóng như sấm sét lướt qua bầu trời, đến lúc hắn nhận ra, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn, không thôi, một thanh đoạn đao đã cắm sâu vào trong lồng ngực hắn, tiếp đó sở hưu nhẹ nhàng rút thanh đao ra, từng tia máu không ngừng chảy ra, tên hạ nhân kia còn muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể mở to hai mắt, dần dần không còn hơi thở. Mọi người ở đây không ai thấy sở hưu xuất đao ra sao, cũng không ai phát giác rốt cuộc sở hưu giấu thanh đao ở nơi nào. Mãi tới lúc Nguyệt Nhi ở phía sau gào lên chói tay, đám người mới phản ứng lại, tên sở hưu này lại dám giết người. Không nói hai lời đã đâm chết một người. Lý Thông chỉ vào sở hưu, sắc mặt kinh hãi, ngươi. Ngươi dám, hắn còn chưa dứt lời, sở hưu đã rút xong thanh đoản đao khỏi ngực tên hạ nhân kia, chém thẳng về phía hắn. Cảnh tượng này càng ngoài suy nghĩ đám người, sở hưu giết một hạ nhân của Lý Gia thì cũng thôi, giờ còn muốn giết cả Lý Thông. Phải biết Lý Thông là quản sự của Lý Gia cũng là người trong chi thứ của Lý gia. Mọi người ở đây không ai ngờ Sở Hưu lại xuất thủ với Lý Thông, cũng không ai kịp phản ứng. Lý Thông muốn ngăn cản, nhưng lần này hắn chỉ định uy hiếp Sở Hưu, không cầm theo binh khí, huống hồ hắn quen sống trong nhung lụa, không mấy khi chiến đấu thật sự, cho dù có binh khí cũng không ngăn nổi. Chỉ có Lý Kinh bên cạnh hắn cắn răng, phản ứng lại nhanh nhất, hắn ném con dao đang cầm về phía Sở Hưu, muốn ngăn cản thế đao của y nhưng con dao lại bị sở hưu chém bay thế đao không hề thay đổi đâm thẳng tới cổ lý thông cảm nhận được lưỡi đao còn dính máu tươi trên cổ lại nhớ tới dáng vẻ hung ác tàn nhẫn của sở hưu khi giết người vừa rồi hai chân lý thông không khỏi run lên bần bật nhìn lý thông sở hưu nói với giọng rất bình thản hạng như ngươi mà dám tới gây sự với ta đúng là không biết chữ chết viết thế nào sở hưu ta cho dù không được chào đón ở sở gia thì vẫn là nhị công tử của sở gia sở tông quang là cha ruột của ta còn ngươi là cái thá gì một tên tri thứ mà thôi địa vị cũng chẳng cao hơn quản sự bao nhiêu ngươi kiếm đâu ra tự tin mà đòi đến đây gây sư ngươi có tin không giờ ta có giết ngươi ngay tại đây sau này cùng lắm chỉ bị phạt cấm túc quỳ trong từ đường mà thôi lý thông lại càng run rẩy kịch liệt lúc trước hắn chỉ nghĩ sở hưu hèn nhát dễ bắt nạt lại không nhớ tới tranh lệch thân phận hai bên hắn chỉ là người của tri thứ sở hưu giết hắn sẽ gây ra đại họa, nhưng thế thì sao? Dẫu sao hắn vẫn là con trai ruột của gia chủ sở gia sở Tông Quang, chẳng lẽ Lý Gia có thể vì hắn mà đòi kẻ giết người đền mạng ư? Tới giờ Lý Thông mới biết rốt cuộc mình làm một việc ngu xuẩn tới mức nào? Sở hưu từ từ nhấc thanh đoàn đao khỏi cổ Lý Thông, y đưa chuôi đao cho Lý Thông rồi thản nhiên nói, cầm lấy đao. Lý Thông sửng sốt, không biết sở hưu có ý gì. Ta nói, cầm lấy đao. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của sở hưu lúc này Lý Thông mới run run rẩy rẩy cầm lấy thanh đoàn đao. Sở hưu cầm thân đao, đưa lên ngực mình, ánh mắt chừng chừng nhìn Lý Thông, chẳng phải vừa rồi ngươi định gây sự với ta ư. Giờ đao trong tay ngươi rồi đấy, ta cho ngươi một cơ hội giết ta. Lý Thông vội vàng lắc đầu, đùa cái gì vậy? Sở hưu giết hắn không cần đền mạng, nhưng hắn mà giết sở hưu không chỉ phải đền mạng, thậm chí cả trên dưới lớn bé già trẻ nhà hắn đều phải đền mạng. Sở hưu bước một bước tới ép sát mũi đao vào ngực mình, nói với giọng vô cùng âm trầm, ta nói, người giết ta đi. Một tiếng cạch vang lên, đoạn đao rơi xuống đất, hai tay Lý Thông run lên lẩy bẩy không còn cầm nổi thanh đao. Gương mặt sở hưu lộ vẻ chế nhạo, y xoa xoa gương mặt Lý Thông cười lạnh nói, rác rưởi cho ngươi cơ hội ngươi cũng chẳng dùng được, đưa đao cho ngươi, ngươi cũng chẳng dám giết, thế thì ai cho ngươi lá gan tới gây sự với ta. Đối mặt với hành động sỉ nhục này của sở hưu, Nghe giọng điệu diễu cợt của y, Lý Thông vừa giận vừa hổ thẹn tới mức mặt mũi đỏ bừng, tuy nhiên hắn vẫn không dám trả lời. Sở hưu chỉ thẳng ra cửa khách sạn, lạnh nhạt nói, giờ cút ngay cho ta, mang cả thi thể tên ngu ngốc kia đi, thu dọn cho sạch sẽ, đừng gây phiền hà gì cho trưởng quỹ khách sạn. Sau khi nói xong, sở hưu trực tiếp xoay người lên lầu, đám hạ nhân sở ra cùng Nguyệt Nhi sắc mặt ngây ngốc, đây là sở hưu ư. Có điều hôm nay bọn họ đều đã bị dọa sợ không dám suy nghĩ nhiều, lập tức theo sở hưu lên lầu. Lúc này ngoài đường cạnh khách sạn, Lý Kinh tới cạnh Lý Thông, thận trọng nói, thất ra. Chẳng qua hắn còn chưa nói dứt lời đã bị Lý Thông đạp thẳng một cái, ngã lăn xuống mặt đất. Gương mặt Lý Thông đỏ bừng vì tức giận nói, con mẹ ngươi, chỉ vì tên ngu xuẩn nhà ngươi nên mới rước lấy nhiều chuyện như vậy, ngươi chờ đó, lúc về Lý ra cho dù tam công tử có che chở ngươi đến đâu, ta cũng sẽ cho ngươi biết tay. Mọi người xung quanh lạnh lùng nhìn Lý Kinh nằm trên mặt đất sắc mặt đờ đẫn, chỉ vì hắn nên hôm nay Lý Thông mới mất mặt như vậy, e rằng cuộc sống sắp tới của Lý Kính tại Lý Gia sẽ chẳng hề dễ chịu. chương 4, Sống chết có số, giàu sang nhờ trời. Trong khách sạn, Sở Hưu đứng trước gương đồng xoa xoa gương mặt mình, vừa rồi y giết người cực kỳ nhanh chóng tàn nhẫn, tuy nhiên y lại không hề thấy khó chịu. Kiếp trước Sở Hưu muốn tìm kiếm kích thích đã từng đi xem đánh hắc quyền trong thế giới ngầm, xem trò chơi giết người, nhưng y chưa từng tự tay giết ai. Biểu hiện vừa rồi của y chắc hẳn do ký ức kiếp này. Trước đó khi trong sở ra, cuộc sống của sở hưu thật sự rất uất ức, nhưng khi đến khu mỏ Nam Sơn, đối mặt với đám tội phạm hung đột tính cách nguyên bản của y cũng bị hoàn cảnh ảnh hưởng, từ nhu nhược hèn nhát trở thành ngang ngược điên cuồng, thậm chí trong ký ức, hình như y đã từng đánh chết vài tên tội phạm không nghe lời tại khu hầm mỏ Nam Sơn. Giờ sở hưu đã dần dần hiểu được vì sao trong thế giới nguyên bản thân thể này lại từ một đứa con thứ vô cùng nhu nhược trong gia tộc trở thành chùm phản diện trong chương 3, thời gian trong khu hầm mỏ Nam Sơn ảnh hưởng rất lớn tới tính cách sở hưu. Có lẽ ngay sở ra cũng không ngờ nổi chỉ vì tranh đấu nội bộ trong gia tộc bọn họ kết quả lại tạo ra một đại ma đầu gây họa khắp thiên hạ. Đêm xuống, sở hưu đột nhiên gọi một hạ nhân dưới chướng mình tên Cao Bị tới. Cao Bị là người phụ trách quản lý hơn 10 hạ nhân của Y, danh nghĩa là trưởng nhóm nhỏ, đương nhiên mặc dù danh nghĩa là trưởng nhóm nhưng thực tế vẫn chỉ là hạ nhân, địa vị trong nội bộ sở ra cũng rất thấp, nếu không hắn đã chẳng bị phái đi theo sở hưu. Trong trí nhớ của sở hưu, Cao Bị năng lực bình thường, mười mấy tuổi đã tới sở ra làm hạ nhân, vẫn luôn làm việc vặt tuy không biết nịnh bợ nhưng hành xử thận trọng, làm việc suốt 10 năm mới được truyền thụ một chút võ công nông cạn đạt tới cảnh giới thối thể, đã từng theo đội buôn vài lần, tuy nhiên hắn vẫn chẳng có chút tiếng tăm gì trong sở ra. Một năm trước, sở hưu bị tam đệ hãm hại phạm phải sai lầm lớn, bị đuổi tới khu mỏ Quảng Nam Sơn, chẳng qua dẫu sao y cũng là nhị công tử của sở gia, cho dù không được coi trọng đến đâu đi nữa thì cũng phải chuẩn bị cho y một người hầu đáng tin cậy, chính vì vậy cao bị trước nay vẫn luôn làm việc cẩn thận bị ném tới cạnh sở hưu. Dẫu vậy hắn là người thành thật không oán hận gì một năm qua hắn làm việc bên sở hưu cũng không khác gì hồi còn ở sở ra. Công tử, ngài tìm tôi. Cao bị thận trọng đi tới, nhìn sở hưu, trong mắt còn lộ rõ ý sợ, hiển nhiên chuyện ban ngày khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Sở hưu nhìn Cao bị thản nhiên nói, Cao bị, ngươi tới sở ra hơn 10 năm, làm việc cẩn thận, kết quả vẫn chỉ là hạ nhân, mỗi tháng lương hai lượng bạc, chỉ cao hơn tên sai vặt quét xác một chút. Những người vào sở ra cùng thời với ngươi hoặc đã được điều vào đội buôn hoặc đã thành trưởng quỹ các cửa hàng thậm chí có người còn thành quản sự của sở ra người có cảm thấy ấm ức không cao bị mím môi hắn không phải kẻ ngốc hắn đã chứng kiến những người vào sở ra cùng thời với mình đều đi xa hơn mình tất cả đều là bởi hắn ngốc nhất không biết nịnh bợ lại hay đắc tội người khác cho nên thân phận luôn dưới tầng chót đương nhiên trong lòng hắn không được thoải mái chẳng qua ưu điểm duy nhất của cao bị là tự biết lấy mình hắn cười khổ nói công tử cao bị tôi nói năng vụng về suy nghĩ ngốc nghếch đã bao năm như vậy rồi mà sở ra không đuổi tôi đi còn thăng cho tôi từ kẻ quét rác sai vật thành thị vệ hầu hạ nhị công tử tôi đã thỏa mãn lắm rồi sở hưu nhìn thẳng vào mắt cao bị nói không người chưa biết đủ cho dù là một con chó người cho nó ăn thịt một năm nó cũng chẳng muốn ăn đồ thừa trộn cơm nữa chó còn thế nói chi là người người vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn ánh mắt sở hưu như xuyên thấu nhân tâm, soi tận đáy lòng hắn, cao bị bát giác lui lại một bước, miệng giật giật nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Sở hưu rời ánh mắt đi rồi mới chậm rãi nói, chắc ngươi cũng biết địa vị của ta tại sở ra ra sao, ngươi được phái tới bên cạnh ta, vậy chúng ta đã là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Cao bị vội vàng nói, tiểu nhân hiểu. Sở hưu lắc đầu nói, không, ngươi không hiểu, sống chết có số, giàu sang nhờ trời. Mọi thứ đều phải do bản thân đi tranh, đi đoạt. Những hạ nhân vào sở ra cùng thời với ngươi, có người thành trưởng quỹ, có kẻ thành quản sự, nhưng phần nhiều lại chết trong đội buôn, chết trong tranh đấu nội bộ gia tộc sở gia ta. Nói tới đây, giọng điệu sở hưu dần trở nên lạnh lẽo, tiền đồ, phú quý, tất cả đều phải lấy mạng ra cực, trước kia ngươi thậm chí không có cả cơ hội liều mạng. Giờ ta cho ngươi một cơ hội, tới thương mang sơn ngoài nguyên bảo chấn tìm thủ lĩnh toán cướp ở đó, giúp ta chuyển một lời, làm được, một trăm lượng bạc sẽ là của ngươi, sau này cao bị nhà ngươi sẽ là tâm phúc của ta. Nói xong sở hưu trực tiếp đặt ngân phiếu một trăm lượng lên mặt bàn, thản nhiên nói, với lương của ngươi tại sở ra cho dù không ăn không uống, một năm tiết kiệm được mấy lượng bạc. Ta nhớ cha mẹ ngươi đều đã mất nhưng ngươi vẫn còn em trai nhỏ tuổi ở nhờ trong nhà thúc thúc, giờ chắc nó cũng đã lớn rồi phải không? Ở thông châu phủ này, muốn lấy vợ tốn không ít tiền đấy. Gương mặt cao bị thoáng hiện vẻ do dự, Thương Mang Sơn ngoài nguyên bảo trấn chẳng phải nơi tốt lành gì, nơi đó chỉ có núi hoang, không có đường lớn, lại lắm cướp bóc, lũ cướp đó đều là kẻ nói một lời không hợp lập tức ra tay giết người, giờ nhị công tử lại muốn mình tới tìm bọn họ. Có điều cái giá sở hưu đưa ra lại khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn là người thành thật, nhưng chính vì thành thật cho nên càng không nhìn ra cơ hội hay hy vọng đổi đời. Giờ sở hưu đặt một cơ hội trước mặt hắn, cho dù nguy hiểm tới tính mạng cao bị cũng không nỡ từ bỏ. Cuối cùng hắn vẫn cắn răng, cầm ngân phiếu trăm lượng trong tay. Nếu là sở hưu lúc trước chắc chắn cao bị sẽ không đáp ứng, thế nhưng hôm nay thấy được mặt tàn nhẫn của sở hưu, trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa kính nể, không dám làm trái lời. Sở hưu hài lòng gật nhẹ đầu, hắn gọi cao bị lại gần, nhỏ giọng nói bên tai hắn vài câu, bảo hắn xuất phát ngay trong đêm nhìn bóng lưng cao bị rời khỏi, ánh mắt sở hưu trầm tư, thoải mái để mặc cao bị cầm tiền đi khỏi, y không sợ cao bị bỏ trốn. Một trăm lượng bạc có mất y cũng chịu nổi, dẫu y cũng là nhị công tử của sở gia, quản sự của khu hầm mỏ Nam Sơn, mỗi tháng sở gia đều phát cho y chừng mấy trăm lượng. Một phần nữa là hắn dám chắc cao bị không dám. Hắn có em trai ở thông châu phủ, được hắn nuôi lớn, thân thiết chẳng khác gì con trai, nếu hắn dám trốn, sở gia cũng chẳng phải người hiền lành gì. Câu nói tai họa không lan tới người nhà chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi. Sáng sớm hôm sau, lúc đám người Sở Hưu xuất phát, hạ nhân không thấy Cao bị bèn hỏi, "Công tử Cao bị đâu?" Sở Hưu thuận miệng đáp, "Cao bị về Thông Châu phủ trước báo tin về phủ chúng ta đã sắp về." Nguyệt Nhi không dám nghi ngờ, dù sao Sở Hưu cũng là nhị công tử của Sở gia, trước khi về gia tộc đúng là nên thông báo trước vị trí hiện giờ của mình. Chẳng qua Nguyệt Nhi lại âm thầm cười lạnh lần này ngươi có về được thông châu phủ hay không còn chưa chắc đâu. xe ngựa đi trên con đường nhỏ của thương mang sơn so với đường lớn con đường qua thương mang sơn này quả thật gần hơn rất nhiều có thể tiết kiệm được mấy ngày. có điều nơi này đầy rẫy cướp bóc một số đội buôn có hộ vệ mạnh mẽ còn đỡ nếu là một số người đi buôn nhỏ lẻ hay những đội buôn hơi yếu đám giặc cướp kia thường là giết người rồi mới cướp của thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm. Trong xe ngựa, có lẽ do biết mọi chuyện sắp bắt đầu, gương mặt Nguyệt Nhi bất giác lộ vẻ mất tự nhiên. Lúc này sở hưu vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở choàng mắt nói một câu khiến người ta giật nảy mình. Nguyệt Nhi, ngươi nói xem liệu chúng ta có bị cướp không? Sở hưu thần sắc bình tĩnh hỏi. Nguyệt Nhi khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười, công tử đừng nói mấy lời suối quẩy như vậy chứ, mà có gặp cướp thì đã sao? Chúng làm gì dám động vào công tử? Dẫu sao công tử cũng là người của sở gia mà. Lúc này đột nhiên gương mặt Sở Hưu lại như cười mà như không nói, là phúc thì chẳng phải là họa, là họa thì có tránh cũng không được, nên tới rồi cũng sẽ tới, huống hồ có một số lúc thiên tai không đáng sợ, nhân họa mới kinh khủng. Không đợi Nguyệt Nhi lên tiếng, bên ngoài vang lên tiếng ha hét, Sở Hưu vừa xuống xe vừa nói, ngươi xem, chẳng phải nhân họa đã tới ư? Chương 5, khoái đao rời vỏ tụ lý thanh long. Ngoài xe ngựa hơn trăm tên cướp tay cầm binh khí sắc mặt hung ác bao vây xung quanh mười mấy thủ hạ của sở hưu ai nấy vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng bọn họ đều là hạ nhân bình thường của sở gia chỉ biết một ít công phu quyền cướp khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới thối thể những hạ nhân này đánh nhau một trọi một với những tên cướp giàu kinh nghiệm thực chiến đã rất khó khăn nói chi tới chuyện giờ phải đối mặt với hơn trăm người sở hưu bước xuống xe ngựa thản nhiên nói, chư vị hảo hán nếu chư vị muốn cướp tiền chỗ ta còn mấy ngàn lượng bạc, các vị cứ việc lấy đi, còn lại thì các vị cũng đã thấy rồi đấy, bên ta không phải đội buôn, không có đồ gì tốt. Thủ lĩnh toán cướp là một gã cao to đầu tóc rối bụt, tay cầm một thanh hổ đầu đoạt kim đao tạo hình dữ tợn, thân đao rất lớn bị hắn kéo trên mặt đất, phần đầu hổ trên chuôi đao đầy vết máu, hiển nhiên thanh đao này đã uống không ít máu tươi. Mấy ngàn lượng bạc đúng là không ít đáng tiếc tính mạng của ngươi còn đáng giá hơn mấy ngàn lượng ấy nhiều, tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết ra sao? Sở hưu nhìn thủ lĩnh toán cướp, hết sức bình tĩnh nói, dẫu sao cũng là dùng tiền mua mạng, có người dùng tiền mua mạng của ta, vậy giờ ta cũng có thể dùng tiền mua mạng mình chứ? Ngươi đã biết thân phận của ta, giờ tránh ra, tương lai muốn bao nhiêu bạc cứ nói ra là được. Thủ lĩnh toán cướp vẫn kéo đao bước tới, cười ha hả nói, ai cũng nói con chia thứ hai của sở ra là đồ bỏ đi, nhưng giờ ta thấy ngươi to gan phết, đáng tiếc ngươi nói chậm mất một bước rồi, ông đây đây tuy là giặc là cướp nhưng vẫn coi trọng chữ tín, cho nên ngươi cứ an tâm lên đường đi. Sở Hưu lắc đầu thở dài nói, dù sao cũng là dùng tiền, nếu không mua được mạng của ta, vậy chỉ có thể mua mạng của các ngươi thôi. Sắc mặt tên thủ lĩnh trầm xuống, có điều không đợi hắn nói tiếp lời nào, Sở Hưu đã lao thẳng tới như chuẩn bị bắt giặc bắt vua trước. Đi chết đi ánh mắt tên thủ lĩnh lóe lên vẻ tàn nhẫn, chém thẳng hổ đầu đoạt kim đao trong tay ra, thế đao bá đạo, tiếng xé gió ầm ầm. Hắn là võ giả xuất thân dân dã, chỉ học được một số ngoại công thô thiển tôi luyện gân cốt, thậm chí không biết đao pháp nghiêm trình. Tuy vậy hắn có sức mạnh thiên bẩm, tay cầm binh khí nặng như hổ đầu đoạt kim đao mà vẫn múa vù vù, đao này chém xuống cho dù có mặc áo giáp cũng bị trẻ thành hai nửa. Cùng là cảnh giới thối thể, giữa các võ giả có tranh lệch rất lớn, Lý Thông mà Sở Hưu gặp ở Nguyên Bảo trấn cũng ở cảnh giới thối thể, hắn còn là chi thứ của Lý gia, tu luyện nội công của Lý gia, tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu lại rất ít ỏi. Còn tên thủ lĩnh giặc cướp này không có chút nội lực nào trong người, nhưng ra tay lại cực kỳ quả quyết tàn nhẫn, nếu đổi thành Lý Thông giao thủ cùng hắn rất có thể bị hắn cho một đao chém thành hai nửa. Nhưng Sở Hưu không phải Lý Thông, đối mặt với chiêu đao đầy uy lực này, Sở Hưu lại cực kỳ tỉnh táo sức mạnh của y không bằng tên thủ lĩnh này, nếu đối đầu với hổ đầu đoạt kim đao cực kỳ mạnh mẽ kia, e rằng y không đỡ nổi một đao. Cho nên khi đao kia chém tới, sở hưu đột nhiên hành động, chân khí tiên thiên công trong cơ thể lưu chuyển, tuy chỉ có một luồng rất mỏng tác dụng không lớn, nhưng chỉ ít có vẫn hơn không, tối thiểu sở hưu mới tu luyện vài ngày nhưng tổng lượng chân khí còn nhiều hơn hãn hải tâm pháp mà y tu luyện nhiều năm. Sở hưu đấm thẳng tới nắm đấm đánh vào thân đao to dày, khiến hổ đầu đoạt kim đao hơi lệch sang, lướt sát qua bên cạnh sở hưu. Ánh mắt tên thủ lĩnh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, có vẻ hắn không ngờ tên công tử rác rưởi này lại thoát được một đao của mình. Có điều sau đó tên thủ lĩnh giặc cướp này trực tiếp vận sức cổ tay, đổi chém thành quét ngang, vung vào giữa người sở hưu, nhưng sở hưu lại thuận thế lăn một vòng, nhìn như chật vật, song vẫn tránh được đòn quét ngang vừa rồi. Tiếp tục giao thủ, mặc dù tên thủ lĩnh đánh rất hung ác, sở hưu né tránh cũng cực kỳ chật vật, nhưng trên thực tế y không hề chịu thương tổn gì lớn. Mười mấy chiêu qua đi vẫn không làm gì được đối phương, tên thủ lĩnh đã hơi nóng này, không phải hắn sợ không giết được sở hưu mà thấy mất mặt. Đang có rất nhiều thủ hạ chứng kiến vậy mà hắn thậm chí không làm gì được một tên công tử rác rưởi thế chẳng phải là mình còn rác rưởi hơn cả rác rưởi Trong lòng hắn đã loạn, động tác tay cũng loạn theo, hắn tấn công cực kỳ điên cuồng, bỏ qua cả phòng ngự. Xong đúng lúc này, ánh mắt sở hưu lại bừng sáng, sau khi né được một đao, y trực tiếp cúi thấp người, đột nhiên áp sát tên thủ lĩnh toán cướp, một luồng sáng bạc lóe lên từ tay áo y, vạch thẳng tới cổ tên thủ lĩnh toán cướp kia. Khoái đao rời vỏ tụ lý thanh long. Tên thủ lĩnh lũ cướp cũng là kẻ thân kinh bách chiến, ngay khi chứng kiến ánh đao màu bạc, hắn chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Một cảm giác nguy hiểm tới cực hạn sộc thẳng lên đầu, thân thể hắn cưỡng ép vạn mình, lui lại phía sau, tránh né nhát đao tất sát của sở hưu nhưng ai ngờ đao thế của sở hưu lại biến đổi uốn lượn như du long chém thẳng xuống dưới một đao này chém lên vai hắn thiếu chút nữa chặt đứt cánh tay hắn tên thủ lĩnh che lấy cánh tay đầy máu lui lại phía sau ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nếu hắn né tránh nhanh một đao vừa rồi sợ rằng đã khiến hắn mất mạng sở hưu tay cầm đoàn đao đứng yên tại chỗ không hề có cảm giác gì y biết mình nhận được tụ lý thanh long chưa lâu chưa được luyện tập đầy đủ nếu cho y thêm vài ngày làm quen chắc chắn tên thủ lĩnh kia đã không thoát khỏi đau vừa rồi ánh mắt tên thủ lĩnh lũ cướp lộ vẻ hung ác nói giết lên hết đi giết sạch bọn chúng cho ta chữ giết vừa ra khỏi miệng một loạt tiếng hô hào đã vang lên có điều lại không phải bên lũ cướp mà bên nhóm người khác nhóm người kia chỉ có vài chục số lượng chỉ bằng nửa lũ cướp nhưng ai nấy xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, vừa xuất hiện đã chém gục vài người. Thủ lĩnh của đám người vừa xuất hiện là một người đàn ông tầm 30 tuổi, sắc mặt vàng như nến, vóc dáng hắn không thấp nhưng lại khá gầy, tay hắn kéo theo một thanh kiếm to cực kỳ đối lập với hình thể của hắn. Lúc này Cao Bị không biết từ đâu chui ra đi tới bên cạnh Sở Hưu, hắn thận trọng nói: "Công tử tiểu nhân không tới chậm chứ?" Sở Hưu quan sát chiến trường vừa lơ đãng đáp: "Cũng được, vừa vặn." Mặc dù sở hưu chỉ vừa nhập môn võ đạo nhưng dẫu sao y cũng là người trong thế gia võ đạo kiến thức cao hơn đám võ giả xuất thân dân dã một chút chỉ từ bộ pháp kéo kiếm bước đi của gã đàn ông mặt vàng có thể nhìn ra người này tuyệt đối không như tên thủ lĩnh toán cướp không xuất thân dân dã hắn là võ giả có truyền thừa võ đạo chính tông. Thủ lĩnh lũ cướp chứng kiến cảnh tượng này, hai mắt đỏ bừng tức giận hét lớn, mã khoát. Con mẹ nó, người định làm gì? Mã khoát nhếch môi cười lạnh nói, làm gì? đương nhiên là làm thịt ngươi rồi, liên lão tam, ngươi luôn giữ chặt cái thương mang sơn này, đã mấy lần đoạt mối làm ăn của ông đây rồi, giờ ông đây đến tiễn ngươi tới gặp Diêm Vương. Dứt lời thanh kiếm lớn trong tay mã khoát ầm ầm chém xuống, từ dậm chân, kéo kiếm, nhấc kiếm, chém, từng động tác liên tiếp liền mạch, mọi hành động đều phát huy kinh lực tới cực hạn. Chỉ là một nhát chém thẳng bình thường. Một phần lực lượng lại được hắn phát huy thành ba phần, quả thật mạnh hơn tên thủ lĩnh giặc cướp xuất thân dân dã kia nhiều một kiếm này đánh xuống bả vai tên thủ lĩnh đã bị sở hưu làm bị thương hắn không thể cầm đao bằng hai tay thanh hổ đầu đoạt kim đao bị nhát kiếm chém bay tên thủ lĩnh định bỏ trốn nhưng thân pháp mã khoát cực kỳ linh hoạt nhanh chóng đuổi theo một kiếm chém ngang bồi thêm chặt đứt người hắn vẩy vẩy máu tươi trên thân kiếm mã khoát quay đầu lại nhìn sở hưu đột nhiên cười một tiếng cao bị bên cạnh sở hưu bị cảnh tượng mã khoát chém kiếm chia người thành hai nửa dọa cho hoảng sợ thấy nụ cười này thậm chí run lên cầm cập Sở Hưu lại chỉ chắp tay với Mã Khoát nói, đa tạ hảo hán xuất thủ tương trợ lần này. Mã Khoát kéo thanh kiếm lớn tới gần nói, tiểu tử, ngươi không sợ ta giở trò đen ăn đen à? Sở Hưu nhún vai nói, mã trại chủ chắc cũng biết thân phận ta, trại chủ cũng đã biết điều kiện ta hứa rồi đó. Giết ta cùng lắm trại chủ chỉ lấy được vài ngàn lượng bạc, nhưng không giết ta các ngươi sẽ nhận được đủ loại khoáng thạch tinh luyện, ít nhất cũng giúp đám thủ hạ của trại chủ đổi đống đồng nát sắt vụn trong tay đi. Trước đó Nguyệt Nhi cố ý bảo sở hưu tới nguyên bảo trấn, lúc đó y đã đoán ra mọi chuyện, vị nhị nương kia ra tay cũng thật tàn nhẫn, cho dù y là đứa con thứ gần như không thể kế thừa vị trí gia chủ, bà ta cũng không hề lưu tình, không muốn y trở lại sở ra. Cho nên trước đó sở hưu đã bảo cao bị tới thương mang sơn một chuyến, nhị nương của y có thể dùng tiền thuê lũ giặc cướp tới giết y, vậy sở hưu cũng có thể thuê lũ cướp này bảo vệ mình, dù sao cũng là dùng tiền mua mạng. Chỉ có điều Sở Hưu không mang theo nhiều bạc cho nên y chỉ hứa với đám cướp sẽ cho chúng một ít khoáng thạch tinh luyện, đây là đặc sản của Sở gia tại khu hầm mỏ, cũng là một chút quyền lực ít ỏi tới đáng thương mà Sở Hưu đang nắm giữ. Mã Khoát Hồ nghi nói, ngươi không lừa ta đấy chứ? Theo ta được biết Sở gia các ngươi cũng chỉ khai thác được đôi chút khoáng thạch tinh luyện mà thôi, ngươi nỡ bỏ ra cho ta? Làm giặc làm cướp cũng phải có trang bị, dưới tay hắn có không ít binh khí, nhưng hầu hết chỉ là đao kiếm bình thường do thợ rèn chế tạo, còn những khoáng thạch tinh luyện tại khu mỏ Nam Sơn lại thật sự là chân phẩm, cực kỳ thích hợp để rèn đao rèn kiếm. Lý do hắn ra tay lần này ngoại trừ vì kẻ tới giết Sở Hưu là đối thủ lâu năm của mình, còn là bởi điều kiện Sở Hưu đưa ra quả thật khiến hắn động tâm sở hưu thản nhiên đáp mã trại chủ chắc ngươi cũng biết vì sao hôm nay những người này lại tới giết ta trong sở ra có người muốn giết ta như vậy việc gì ta phải tiếc thay cho sở ra nói xong sở hưu trực tiếp lấy một tờ giấy ra giao cho mã khoát đây là giấy lệnh của ta bên trên có con dấu do ta đóng mã trại chủ phái người cầm nó tới khu mỏ nam sơn đến đó ngươi có thể dùng giá thấp mua một ít khoáng thạch tinh luyện Đương nhiên ngươi phải làm nhanh lên, giờ ta vẫn còn là quản sự của khu mỏ Nam Sơn, nhưng không khéo đến lúc nào đó lại không phải nữa đâu. Nhận được thứ này mã khoát mới hài lòng gật đầu, lẩm bẩm đám đại tộc các ngươi rõ lắm chuyện suối quẩy, có điều tiểu tử nhà ngươi cũng thật quả quyết, sau này có chuyện tốt như vậy lại có thể tìm ta, dẫu sao cũng là giết người, kỳ liên. Mã khoát ta có rất nhiều thuộc hạ, ai ai cũng là người nhanh nhẹn giết người lưu loát. Nói xong câu đó, Mã Khoát trực tiếp kéo theo thanh kiếm lớn, gọi những người đang truy sát lũ cướp kia trở lại rồi nhanh chóng bỏ đi. Sở Hưu đứng phía sau nhìn bóng lưng Mã Khoát, ánh mắt trầm tư kỳ liên. Giặc cướp, có lũ cướp nào có võ công truyền thừa? Một lát sau, Sở Hưu đột nhiên nghĩ ra điều gì, có vẻ y đã biết thân phận của đối phương, tiểu tử cao bị này cũng thật may mắn, bảo hắn tùy tiện mời một lũ cướp tới, không ngờ kẻ hắn mời tới lại có lai lịch không nhỏ. Đợi đám người mã khoát đi khuất, sở hưu mới đưa mắt nhìn sang phía xe ngựa, khóe miệng nở một nụ cười khiến người ta khiếp sợ. chương 6, tàn nhẫn. Trong xe ngựa, Nguyệt Nhi run lẩy bẩy, có thế nào à cũng không ngờ nổi rõ ràng nhị phu nhân đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, giờ lại xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi như vậy. Trước đây trong sở gia, sở hưu nổi tiếng rác rưởi thiên phú võ đạo cũng không tốt, vậy mà giờ y lại dễ dàng đánh trọng thương tên thủ lĩnh giặc cướp dáng vẻ hung ác kia còn đám người tới lúc sau, sao bọn họ lại giúp sở hưu? Những chuyện này Nguyệt Nhi nghĩ thế nào cũng không ra nổi. Cửa xe đột nhiên bật mở, nhìn sở hưu leo lên xe ngựa, Nguyệt Nhi lập tức đổi lại bộ dáng dịu dàng đáng yêu. Công tử, lũ cướp kia đều bị đánh lui rồi à? Sở hưu đưa tay đặt lên mặt Nguyệt Nhi, vuốt ve gương mặt Mỹ miều tinh tế nói, đương nhiên, đều bị đánh lui rồi. Đang lúc Nguyệt Nhi thở vào một hơi, cánh tay sở hưu lại trượt thẳng từ gương mặt xuống dưới, bóp lấy cổ ả à, chậm rãi siết lại, sở hưu áp sát mặt mình về phái nguyệt nhi, thản nhiên nói: lũ cướp bị đánh lui, ta cũng không chết, ngươi thất vọng lắm phải không? nhìn gương mặt tuy quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ gần trong gang tấc nguyệt nhi khó khăn lắm mới nở một nụ cười nói: công tử lại đùa rồi, lũ cướp bị đánh lui là chuyện tốt, sao nô gia lại thất vọng được chứ? sở hưu cười lạnh một tiếng, cánh tay bóp cổ nguyệt nhi càng lúc càng siết chặt. Mãi tới khi sắc mặt đối phương đỏ bừng dãy ruộng liên hồi mà không nhả nổi một lời, y mới buông lỏng tay lạnh lùng nói, người tưởng ta ngu thật à. Mau nói đi, vị nhị nương tốt của ta tiêu bao nhiêu bạc mời lũ cướp này tới. Gương mặt Nguyệt Nhi đầy hoảng sợ, à run lẩy bẩy nói, công, công tử, ngài biết hết rồi à. Cảm giác bàn tay sở hưu lại bắt đầu xiết lại, Nguyệt Nhi vội vàng nói, tôi nói, công tử, tôi nói hết, nhị phu nhân bỏ một vạn lượng bạc mới mời được đám cướp này tới. Sở hưu cười lạnh một tiếng nói, một vạn lượng bạc, một khoản lớn thật, sao nhị nương kia của ta lại hận ta như vậy? Chỉ vì không muốn ta trở lại sở ra mà sẵn sàng bỏ cả vạn lượng bạc thuê đám cướp tới giết ta. Nguyệt Nhi thận trọng nói, nhị phu nhân nói công tử vẫn luôn có lòng đứng bên phía đại công tử, sớm muộn gì cũng làm hỏng chuyện, lại thêm gần đây bà ấy vừa lôi kéo được tứ công tử, vừa hay diệt trừ ngài loại bỏ hậu hoạn. Sở hưu nghe vậy cũng phải im lặng. Đúng là cái tên sở hưu trước kia đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn gia chủ sở gia sở tông quang có bốn con trai, cho dù sở hưu là con thứ, tỷ lệ y được kế thừa vị trí gia chủ rất thấp nhưng dẫu sao vẫn cơ hội, tội gì phải tỏ thái độ chọn phe sớm như vậy. Chính vì tên sở hưu trước kia chọn phe quá sớm nên mới khiến cậu cả sở gia sở khai cùng đại nương của hắn không coi y ra gì, lúc y bị cậu ba trong sở gia sở sinh hãm hại, đám người này cũng ngại phiền toái không ra tay giúp đỡ. Nếu y luôn giữ nguyên thái độ không chọn phe, ngược lại y sẽ thành đối tượng được lôi kéo cũng như cậu tư của Sở Gia Sở Thương hiện giờ, mặc dù hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã được nhị nương trả giá lớn lôi lôi kéo kéo, nào có như y, bị người ta trả giá lớn thuê người đến giết. Tên Sở Hưu trước kia đã sớm từ bỏ chuyện tranh đoạt vị trí gia chủ, có lẽ do tuyệt vọng cũng có thể thật sự không có dã tâm, nhưng Sở Hưu hiện giờ lại thấy hứng thú đối với vị trí này. Thật ra sở hưu cũng chẳng mấy để ý tới vị trí gia chủ một gia tộc nhỏ như vậy, dẫu sao theo như cốt truyện gốc tương lai y sẽ trở thành giáo chủ ma giáo gây họa cho cả giang hồ. Nhưng vấn ở chỗ đó là cốt truyện gốc, còn giờ sở hưu là kẻ chuyển sinh từ thế giới khác, có trời mới biết mọi chuyện sẽ phát triển ra sao, cho nên cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, trước hết cứ chiếm lấy vị trí người thừa kế gia chủ sở ra đã rồi tính từ trước đến giờ vẫn luôn là nghèo văn giàu võ, từ tôi luyện gân cốt tới cô động khí huyết có cái nào không tốn tài nguyên, tốn thời gian. Sau khi trở thành người thừa kế gia chủ, chưa chắc mọi tài nguyên trong sở gia đã là của y nhưng ít nhát y cũng nắm giữ phân nửa, có thể khiến sở hưu tiến bộ nhanh hơn trên con đường võ đạo. Sở hưu đưa mắt nhìn sang phía Nguyệt Nhi, thản nhiên nói, không ngờ vị nhị nương kia của ta lại mời cả đám giặc cướp tới giết ta. Chẳng lẽ bà ta không sợ bị người của sở gia phát hiện hay sao? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh bà ta cấu kết với lũ cướp kia không? Sở Hưu đã chọn tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ, như vậy ba huynh đệ kia đều là chướng ngại, nếu giờ lấy được chứng cứ, y hoàn toàn có thể loại trước một người. Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, không có chứng cứ, nhị phu nhân trực tiếp phái hạ nhân tâm phúc của bà ta tới tìm bọn cướp, bọn cướp cũng chỉ biết kẻ tới tìm bọn chúng là người của Sở gia. Thậm chí cụ thể là ai cũng không biết, không có bất cứ chứng cứ gì lưu lại trên giấy tờ. Nói xong những lời này, Nguyệt Nhi làm một vẻ mặt cực kỳ đáng thương nhìn Sở Hưu, "Công tử, cái gì cần nói tôi đều đã nói, ngài có thể tha mạng cho tôi được không?" Sở Hưu mỉm cười nói, "Yên tâm đi, ta không giết nữ nhân." Nguyệt Nhi nghe vậy mỉm cười như chút được gánh nặng, nào ngờ Sở Hưu trực tiếp phát lực bóp nát cổ ả. À? Nhìn Nguyệt Nhi đã không còn hơi thở hai mắt vẫn đầy kinh ngạc. Sở Hưu thản nhiên nói, "Lừa ngươi thôi mà ngươi cũng tin, ngây thơ như vậy còn đòi làm nội ứng cho người ta?" Sở Hưu kéo thi thể Nguyệt Nhi ném ra ngoài xe ngựa, ra lệnh cho Cao Bị chôn ả đi. Cao Bị cùng các hạ nhân khác đều run rẩy, có điều không ai dám nhiều lời. Nguyệt Nhi là thị nữ mà sở ra dùng tiền mua được, mạng của nàng là của sở ra, muốn chơi thì chơi, muốn giết thì giết. Hơn nữa hai ngày nay rõ ràng nhị công tử có điểm gì đó rất lạ, tàn nhẫn tới mức như biến thành người khác. Bọn họ nào dám nhiều lời. Bảy ngày sau, cuối cùng thì sở hưu cũng ra khỏi thương mang sơn, phía cuối con đường, một châu phủ náo nhiệt xuất hiện trước mắt sở hưu, đây là nơi sở ra cư trú, thông châu phủ, một trong những đại châu phủ hiếm có tại ngụy quận. Nói tới lai lịch ngụy quận cũng rất thú vị. Ngụy quận trước kia là một vương quốc nhỏ tên là Ngụy quốc, nó ở giữa hai trong ba đế quốc lớn đương thời, Bắc Yến cùng Đông Tề, Ngụy quốc đã từng trợ giúp Tề quốc đánh Yến quốc nhưng cuối cùng lại bị Yến quốc tiêu diệt. Yến quốc cam thù Ngụy quốc tấn công Yến quốc nên áp dụng chính sách áp chế tại Ngụy quận, khiến cho bách tính cùng giới võ lâm tại Ngụy quận lao nhau làm phản, thậm chí ngay cả người Yến quốc phái tới chấn thủ tại Ngụy quận, thượng tướng quân Hoành Sơn Bá Kiếm, Phương Long Tuyền cũng bị một người thần bí đánh trọng thương, phế đi một cánh tay. Thời điểm đó Ngụy quận đại loạn, Yến quốc lại không dám diệt sạch cả thành, buộc phải tạm thời rút quân. Cuối cùng Yến quốc đạt thành hiệp nghị cùng Ngụy quận, Yến quốc sẽ không phái quân tới trú trong Ngụy quận nhưng vẫn phái quan văn tới quản lý. Cho nên Ngụy quận theo danh nghĩa là thuộc sự quản lý của Yến quốc, thu thuế cũng phải nộp lên Yến quốc, nhưng thực tế lại là một vùng tự trị. Đương nhiên chuyện đại sự triều đình này chẳng liên quan gì tới loại gia tộc nhỏ như Sở gia, không có người của triều đình quản lý, đám người giang hồ tại Ngụy quận đều tự do tự tại. Một số thế lực võ lâm cũng sống rất thoải mái. Sở gia thân là một trong tam đại gia tộc tại Thông Châu phủ, nguyên một con đường ở phía nam thành đều là địa bàn của Sở gia. Xe ngựa dừng lại trước cửa sở ra, sở hưu vừa xuống xe đã thấy cánh cửa được đẩy ra, một vị phu nhân trung niên tuổi tác khoảng 40 ăn mặc hoa lệ, bà ta thư thái dẫn theo một đám nhà hoàn hạ nhân bước ra, vừa thấy sở hưu đứng trước xe ngựa, vị phu nhân này hơi cau mày. Nhìn người trước mặt, sở hưu mỉm cười thản nhiên chắp tay nói, xin chào nhị nương, một năm không gặp nhị nương càng lúc càng trẻ ra. Vị phu nhân trước mặt chính là mẫu thân của cậu ba trong sở gia sở sinh, nhị phu nhân sở gia là người thủ đoạn độc ác. Lúc trước, mặc dù kẻ hại y bị đầy tới hầm mỏ là sở sinh, nhưng chắc chắn người bày mưu tính kế sau lưng chính là vị nhị phu nhân này. Hơn nữa, lai lịch vị nhị phu nhân này cũng không nhỏ, bà ta là con gái duy nhất của liệt kim thủ Đinh Khai Sơn. Quán chủ võ quán Khái Sơn tại Thông Châu Phủ. Đinh Khai Sơn là người bản địa rất có thế lực tại Thông Châu Phủ, mặc dù thực lực hắn còn chưa tới cảnh giới tiên thiên nhưng cũng đã đạt tới đỉnh cao trong cảnh giới ngưng huyết, rất được hoan nghênh tại Thông Châu Phủ. Hơn 20 năm trước, Sở Gia vừa tới Thông Châu Phủ, chính nhờ phụ thân Sở Hưu, Sở Tông Quang cưới con gái Đinh Khai Sơn nên mới nhanh chóng cắm dễ phát triển được ở Thông Châu Phủ. Nhị phu nhân nhìn Sở Hưu đang mỉm cười trước mặt mình. Không khỏi nhíu mày, rõ ràng mình đã bố trí xong xuôi, sao tên Sở Hưu này vẫn sống về đến đây? Chẳng lẽ con nha đầu ngu ngốc Nguyệt Nhi kia làm hỏng việc, Sở Hưu không đi theo lối nguyên bảo chấn? Nhị phu nhân nhìn quanh, không thấy bóng dáng Nguyệt Nhi bèn hỏi, thị nữ Nguyệt Nhi của ngươi đâu? Sở hưu ra vẻ tiếc nuối lắc đầu nói, Nguyệt Nhi thân thể quá yếu, bị ta bất cẩn chơi chết rồi, nghe nói bên nhị nương còn vài nha hoàn nhan sắc không tệ, hay là ban thưởng một người cho ta. Nói xong, ánh mắt sở hưu không chút kiêng kỵ nhìn đám nha hoàn sau lưng nhị phu nhân, khiến cả đám đồng loạt biến sắc. Thần sắc nhị phu nhân cũng lập tức biến đổi, Nguyệt Nhi chết rồi. Vậy rốt cuộc sở hưu có biết chuyện mình bố trí lũ cướp giết hắn không? Hơn nữa, mới một năm không gặp mà bà ta đã cảm thấy sở hưu trước mặt như hóa thành người khác, một năm trước hắn đâu dám nói với mình như vậy. Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói. Đã về rồi thì vào đi, lão gia đang đợi ngươi đấy. Sở hưu nhíu mày, để cao bị dẫn người xuống nghỉ ngơi trước, y đi theo nhị phu nhân bước vào phòng họp của sở gia. chương 7, cuộc họp của sở gia. Căn biệt Việt của sở gia nguy nga lộng lẫy, mặc dù không sánh nổi đại tộc đã cắm dễ tại thông châu phủ vài trăm năm như thẩm gia nhưng trong thông châu phủ này sở gia cũng đã là đại thế gia chân chính. Sở hưu đi theo nhị phu nhân vào phòng họp của sở gia, lúc này trong phòng có rất nhiều người ngồi. Trên ghế cao nhất là một người trung niên thân hình cao lớn, khuôn mặt chính trực, thân mặc áo gấm, khép hờ hai mắt. Người đàn ông trung niên này chính là phụ thân của sở hưu, gia chủ sở gia, sở tông quang. Những gì Sở Tông Quang từng trải qua cũng có thể coi là một câu chuyện mang tính truyền thuyết, hơn 20 năm trước hắn dẫn theo vài chục người của Sở gia tới Thông Châu phủ, dùng hai bàn tay trắng đặt chân gây dựng cơ nghiệp tại Thông Châu phủ, tới nay Sở gia đã trở thành một trong ba gia tộc lớn tại Thông Châu phủ. Thậm chí còn cường thịnh hơn Lý gia cắm rễ tại Thông Châu phủ trên trăm năm. Chỉ có điều theo trí nhớ của Sở Hưu, vị phụ thân này vô cùng lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn y mới gặp người cha này được vài lần đương nhiên sở tông quang không chỉ lạnh lùng với riêng mình y hắn đối xử với những đứa con khác cũng hệt như vậy chỉ đối tốt hơn một chút với lão tứ sở gia cũng là đứa con nhỏ nhất của sở tông quang sở thương trước kia sở hưu không nghĩ nhiều như vậy nhưng sau sống lại từ thế giới khác sở hưu cảm thấy ông bố của mình có nhiều điểm kỳ lạ Thực lực chân chính của sở tông quang là cảnh giới thiên tiên, đã vượt qua cảnh giới thối thể cùng cảnh giới ngưng huyết, đạt tới mức nội khí huyết mạch gân cốt hòa thành một thể, không còn tạp chất, chẳng khác gì đứa trẻ mới sinh ra. Thực ra giờ sở tông quang đã hơn 50 tuổi nhưng vẻ ngoài còn trẻ hơn nhị phu nhân mới 40 tuổi. Võ giả cảnh giới tiên thiên đã coi như đăng đường nhập thất trên võ đạo. Đặt ra bên ngoài cũng không phải hạng vô danh, trong thông châu phủ này hắn cũng xứng danh cao thủ. Chỉ có điều theo như trí nhớ của sở hưu, ông bố này của y này vẫn luôn bế quan tu luyện, thậm chí ông ta bế quan tới mức bất kể tình cảnh nội bộ sở ra, chỉ tỏ ý kiến ở một số việc lớn, nếu không phải thực lực của hắn mạnh nhất trong sở ra hiện giờ, không khéo ngay quyền lực trong sở ra cũng đã giảm sút. Thật ra có thích bế quan cũng không sao, sở ra coi như thế ra võ lâm. Mặc dù chỉ là gia tộc loại nhỏ nhất, nhưng trên giang hồ thực lực là trên hết, so với việc phí công phí sức luồn cuối chẳng bằng trực tiếp dùng sức ép người nhưng vấn đề là Sở Tông Quang đã khổ sở tu luyện hơn 20 năm nhưng thực lực ông ta lại chẳng thay đổi mấy, đúng là lãng phí thời gian, không có thiên phú ngộ tính, có bế quan đến chết cũng chẳng thành cao thủ được. Phía dưới Sở Tông Quang là năm ông lão, nhìn vẻ ngoài thì tuổi tác ít nhất cũng phải trên 60. Năm ông lão này đều là trưởng lão sở gia, cũng là bậc cha chú của Sở Tông Quang, nắm giữ một chút quyền lực trong sở gia bên cạnh những trưởng lão này còn có một số người đang đứng đám người này là quản gia và quản sự của sở gia một số còn là con cháu của những trưởng lão này bọn họ cũng một số quyền lực trong sở gia ngoại trừ những trưởng lão cùng quản sự này ra hai bên sở tông quang là các vị phu nhân cùng huynh đệ của sở hưu đại phu nhân sở gia nghe nói xuất thân đại tộc được gả cho sở tông quang trước khi hắn tới thông châu phủ Cậu cả sở ra sở khai thân hình cao lớn, gương mặt luôn luôn mang vẻ ngạo mạn, hắn là người có thực lực mạnh nhất trong bốn huynh đệ sở ra, đã đạt tới cảnh giới ngưng huyết. Còn cậu ba sở ra sở sinh thân hình lại hơi gầy gò, gương mặt luôn mang nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt nhìn về phía sở hưu lại mang theo chút âm độc, rõ ràng hắn cũng không ngờ sở hưu lại có thể sống sót trở về. Tam phu nhân sở ra lại là một nữ nhân hơn 30 tuổi phong thái yểu điệu là người được sở tông quang yếu thích nhất. Cậu tư sở ra sở thương năm nay mới 16 tuổi, dung mạo tuấn tú, nghe nói trông rất giống sở tông quang hồi trẻ, cho nên cũng được sở tông quang yêu ái nhất. Sở ra có bốn đứa con trai, nhưng lại chỉ có ba vị phu nhân, mẹ đẻ sở hưu chỉ là thị thiếp, đương nhiên không tính là phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng. Sở hưu đi tới thi lễ với những người trong phòng họp kính chào phụ thân, đại thúc tổ, tam thúc tổ, thất thúc tổ, bát thúc tổ, cửu thúc tổ, đại nương, nhị nương, tam nương. Sở Tông Quang khẽ gật đầu một cái, chỉ thản nhiên nói, "Về rồi thì ngồi đi." Dẫu sao ông bố này của y còn mở miệng, năm vị thúc tổ của Sở Hưu thậm chí còn chẳng thèm nhìn tới một cái. Thân phận bọn họ cao hơn Sở Hưu hai bậc, đương nhiên không để ý tới đứa cháu như y, quan trọng nhất là ai cũng biết thực chất địa vị của Sở Hưu trong sở gia như thế nào, cũng không cần phải để ý đến. Sở Tông Quang ho khan một tiếng rồi nói, Sở gia ta tới Thông Châu phủ đã hơn 20 năm, giờ coi như đã có nền móng vững chắc tại đây, giờ bọn nhỏ cũng đã lớn, mấy vị thúc phụ đều nóng lòng thúc dục đến lúc Sở gia ta quyết định vị trí người thừa kế gia tộc rồi. Lúc này đại phu nhân Sở gia đột nhiên lên tiếng, còn quyết định cái gì? Sở Khai là con trưởng trong Sở gia, thực lực cũng mạnh nhất, không để Sở Khai làm người thừa kế thì để ai? Nghe câu này, nhị phu nhân Sở gia lập tức cười lạnh một tiếng nói: Đại tỷ nói vậy không đúng rồi, vì sao con trưởng lại được thừa kế vị trí gia chủ? Sở ra chúng ta đâu phải hoàng thất đâu nhất định phải là con trưởng mới được thừa kế, tỷ xem những thế gia võ lâm khác đi, vị trí người thừa kế gia chủ trước giờ luôn là người có năng lực. Ánh mắt đại phu nhân sở ra lạnh băng, ý ngươi là con trai ta không bằng con trai ngươi. Nhị phu nhân đáp lời không nhanh không chậm, muội đâu có nói vậy, muội chỉ biết chúng ta đều là nữ nhân. Chuyện đại sự này phải do lão gia quyết định nói xong nhị phu nhân đưa mắt nhìn sang tam phu nhân muội 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 thấy đúng không tam phu nhân chỉ mỉm cười nói khẽ nô gia chỉ là hạng nữ lưu đương nhiên không hiểu những chuyện thế này lão gia nói thế nào chính là thế đó nghe xong lời này sắc mặt đại phu nhân lập tức sám ngắt mặc dù tam phu nhân không nói rõ nhưng nghe lời là biết rõ ràng cô ta đã đứng về phía nhị phu nhân sở tông quang vỗ bàn một cái quát lớn đủ rồi Thấy sở tông quang nổi giận mấy người phụ nữ mới thôi không lên tiếng. Sở tông quang đau đầu xoa xoa trên chán, hắn ghét nhất là xử lý mấy chuyện loạn cao cao thế này. Đừng nói nữa, chuyện người thừa kế lớn như vậy, đương nhiên phải được suy tính cẩn thận, hôm nay mấy vị thúc phụ đều có mặt ta cũng đặt ra quy củ luôn. Trong thời gian một năm tới, sở khai, sở hưu, sở sinh, sở thương, bốn người các ngươi mỗi người giữ một phần chuyện làm ăn của gia tộc. Ai xử lý công việc gia tộc tốt nhất chính là người thừa kế, sở ra chúng ta chỉ có từng đó chuyện làm ăn chỉ nhìn là biết ai làm tốt nhất rồi nói đến đây sở tông quang nhìn thoáng qua sở thương tuổi tác nhỏ nhất nói mặc dù sở ra ta là thế gia võ lâm nhưng tuổi tác các ngươi tranh nhau hơi nhiều tạm thời không khảo sát thực lực chỉ xem năng lực các ngươi có đồng ý không sở tông quang vừa nói xong câu này sắc mặt đại phu nhân cùng lão đại sở ra sở khai lập tức trầm xuống Rõ ràng sở tông quang đang thiên vị sở thương nhỏ tuổi nhất chỉ một câu nói đã biến ưu thế lớn nhất của sở khai thành ra không còn gì. Nhị phu nhân mỉm cười nói, lão gia đã nói vậy, đương nhiên thiếp đồng ý. Tam phu nhân cũng nói theo, nô no gia cũng tán thành. Chỉ mình đại phu nhân xanh mặt hừ lạnh nói, ta không đồng ý, sở gia ta thân là thế gia võ lâm, kết quả khi chọn người thừa kế gia chủ lại không khảo nghiệm thực lực như thế khác nào cho cười. Sở hưu híp mắt nhìn mọi người xung quanh chỉ qua mấy lời nói vừa rồi y cũng đã hiểu sơ tính cách đám người ở đây trong sở ra mấy lão già kia chỉ xếp vào cho có chỉ dám tính toán lặt vặt không dám làm trái ý sở tông quang còn vị đại ca cùng đại phu nhân đúng là cùng một tính cả hai đều cực kỳ kiêu ngạo không để ai vào mắt nghe nói đại phu nhân xuất thân đại tộc giờ xem ra là thật không ngờ bà ta dám khiêu khích sở tông quang có điều đại phu nhân làm vậy là cực kỳ ngu ngốc cho dù địa vị gia tộc của bà ta lớn đến đâu đi nữa thì nơi này cũng không phải trong gia tộc nhà bà ta nơi này là thông châu phủ là sở gia đại phu nhân càng chống đối sở tông quang như vậy sở tông quang lại càng căm ghét vị nhị phu nhân kia càng không cần phải nói tâm địa độc ác tuy nhiên sở sinh con của bà ta lại kém hơn mẹ nhiều lúc đi vào sở hưu có thể cảm nhận được sát khí từ người vị đệ đệ này Vị tam phu nhân cuối cùng lại là người thông minh, sau khi đại phu nhân, nhị phu nhân nhiều tuổi nhan sắc xa sút, một mình vị phu nhân này độc chiếm tình cảm Sở Tông Quang. Nhưng bà ta lại ra vẻ vô hại, tuy nhiên không tranh chính là tranh, sở thương là đứa con được Sở Tông Quang ưa thích nhất. Về phần Sở Tông Quang, Sở Hưu có thể cảm giác được vị phụ thân này của y là người rất sợ phiền phức, cho dù ông ta luôn miệng nói việc lựa chọn người thừa kế gia tộc là đại sự, nhưng có vẻ chính ông cũng chẳng mấy để ý. Đây cũng là điểm sở hưu lấy làm lạ, chẳng lẽ ông bố này của y bế quan tới tàu hỏa nhập ma, chuyện lớn như vậy cũng xử lý qua loa quyết luyết. Đúng lúc này đại phu nhân sở ra đột nhiên lên tiếng, sở hưu, mặc dù ngươi là con thứ nhưng dẫu sao cũng thuộc chi chính trong sở ra chúng ta, ngươi thấy những lời lão gia nói thế nào? Lúc này mọi người mới để ý tới Sở Hưu, nhị phu nhân lập tức cau mày, bà ta vẫn luôn sợ chuyện như vậy, mặc dù nhị phu nhân lôi kéo được tam phu nhân cùng Sở Thương, nhưng tên ngu ngốc Sở Hưu kia vẫn luôn đứng về phía đại phu nhân cùng Sở Khai. Đại phu nhân cũng biết điểm này, bà ta cực kỳ đắc ý đánh mắt sang phía nhị phu nhân. Hai đấu hai, nếu Sở Tông Quang vẫn còn thiên vị Sở Thương trắng trợn vậy mọi chuyện sẽ không ổn. Nào ngờ sở hưu lại chỉ mỉm cười chắp tay với sở tông quang nói, phụ thân đại nhân đã quyết, hài nhi làm sao dám nhận xét gì. Đương nhiên là phụ thân đại nhân nói thế nào, hài nhi sẽ làm thế đó. Lời này vừa thốt lên, mọi người đều kinh ngạc. Đại phu nhân cùng sở khai cũng không thể tin nổi nhìn sở hưu, đặc biệt là sở khai, hắn nhớ tiểu tử này trước kia vẫn luôn theo sau mông hắn làm người hầu. Sao giờ lại dám đối nghịch với hắn? Còn nhị phu nhân lại nhíu mày, không đoán nổi sở hưu đang suy nghĩ điều gì? Giờ bà ta đã có thể xác định, sở hưu biết chuyện mình bố trí giết y, nhưng sao y vẫn coi như không biết, lại còn đứng về phía mình, rốt cuộc sở hưu có ý gì? Thật ra ý tứ của sở hưu rất đơn giản, y cũng muốn tranh đoạt vị trí gia chủ này, nếu đứng về phía đại phu nhân thì làm sao tranh được nữa? Sở hưu trước kia không muốn tranh đoạt, nhưng nếu sở hưu bây giờ không tranh đoạt vị trí gia chủ, chẳng lẽ để tất cả tài sản sở ra lại làm lợi cho đám huynh đệ kém cỏi kia ư? Lúc này ngay cả Sở Tông Quang phải ngạc nhiên nhìn Sở Hưu, ông cảm thấy đứa con trai vốn luôn nhu nhược này có vẻ đã khác hẳn một năm trước, chẳng lẽ bên khu mỏ Nam Sơn rèn luyện con người tốt đến vậy sao? Chương 8: Không hiểu quy củ. Lựa chọn của Sở Hưu khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, chỉ có nhị phu nhân cùng tam phu nhân hết sức vui mừng. Cho dù là lý do gì khiến Sở Hưu đứng đối lập với đại phu nhân đi nữa, người được lợi vẫn là hai vị phu nhân bọn họ, như vậy là đủ. Sở Khai hạ giọng hung hăng nói với Sở Hưu bên cạnh, Sở Hưu, ngươi có biết rốt cuộc mình đang nói gì không? Ta cho ngươi một cơ hội nữa, có dám nói lại lần nữa không? Từ lúc Sở Hưu bước vào đến giờ, Sở Khai vẫn không buồn nhìn đến Sở Hưu, giờ lần đầu tiên tên anh cả này nhìn tới y chỉ bởi y đứng đối lập với mình, thái độ của hắn vẫn giữ vẻ kiêu ngạo với Sở Hưu như lúc trước. Sở Hưu đẩy nhẹ hắn ra cao giọng nói, "Đại ca, huynh làm gì vậy? Đệ nghe lời phụ thân đại nhân mà thôi, chẳng lẽ lại sai à?" Đại ca, giờ huynh còn chưa phải gia chủ huynh đã quản nhiều như vậy rồi, có phải đến lúc huynh thành gia chủ thật, huynh định đuổi hết mấy đệ đệ chúng ta ra khỏi sở ra đi ăn xin không? Ngươi, sở khai bị chọc tức tới mức đứng bật dậy, có điều sắc mặt sở tông quang lập tức trầm xuống, hử lạnh nói, ngồi xuống, nhìn ngươi kìa, còn chút uy nghiêm nào của đại ca không? Đừng quên ta còn chưa chết đâu. Giờ sở ra còn chưa chọn gia chủ, mới chỉ chọn người thừa kế mà thôi mặc dù sở tông quang không muốn lo nghĩ chuyện trong sở ra chỉ một lòng muốn bế quan nhưng hắn cũng có giới hạn của mình sở khai làm vậy là đã vượt quá giới hạn hắn không thể bỏ mặc không để ý tới sở khai hậm hực ngồi xuống đại phu nhân sở ra cũng sạm mặt không hề lên tiếng sở tông quang ho khan một tiếng nói được rồi chuyện này quyết định như vậy đã không được phép làm loạn nữa chẳng qua ngay lúc này sở hưu lại đột nhiên đứng lên nói phụ thân đại nhân hài nhi còn có lời muốn nói sở tông quang cau mày nói ngươi còn chuyện gì sở hưu thản nhiên nói các huynh đệ đều đã quản lý một số việc làm ăn của gia tộc nhưng trong tay con đâu có gì phụ thân đại nhân nếu người đã đặt ra quy củ lựa chọn người thừa kế gia chủ vậy đâu thể đặt nặng bên này coi nhẹ bên kia được y vừa nói xong câu này mọi người ở đây ngoại trừ sở tông quang đều biến sắc ý của sở hưu rất rõ ràng y muốn một phần việc làm ăn của gia tộc y cũng muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ này Lúc này nhị phu nhân mới hiểu vì sao Sở Hưu lại đứng về phía bọn mình, nói chính xác hơn, Sở Hưu chỉ đứng về phía bản thân y. Sở Khai nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Ngay tên rác rưởi này cũng dám tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ. Đối với hắn, uy hiếp của Sở Hưu thậm chí còn chẳng bằng đứa em út Sở Thương mới mười mấy tuổi. Lúc này một người trung niên đứng phía sau đột nhiên nói với giọng mỉa mai, trong tay nhị công tử chẳng có khu mỏ Nam Sơn rồi à, còn cần việc làm ăn gì nữa. Người này chính là đại quản gia của Sở gia, họ Liễu, là anh họ cùng tộc với đại phu nhân. Trong Sở gia, quản gia cùng quản sự là hai loại chức vị, quán sự chủ yếu phụ trách một số việc làm ăn buôn bán cùng sản nghiệp bên ngoài của Sở gia, còn quản gia lại chỉ phụ trách quản lý một số sự vụ nội bộ Sở gia. Tương đối thân cận với người của Sở gia, các quản gia đều là thân thích của các vị phu nhân, cho nên dù không biết võ công cũng có thể đảm nhiệm. Liễu quản gia vừa lên tiếng, mọi người đều nhìn về phía hắn, ai cũng biết Liễu quản gia làm vậy là nhắm vào Sở Hưu Ai bảo vừa rồi Sở Hưu đứng lên đối nghịch với đại phu nhân. Mặc dù khu hầm mỏ Nam Sơn cũng coi là nơi làm ăn của Sở gia, chẳng qua khu mỏ quặng chỉ có lớn vậy, người có bản lãnh đến đâu đi chăng nữa cũng không biến thêm được gì trông coi việc làm ăn bên khu hầm mỏ Nam Sơn chẳng khác gì từ bỏ vị trí thừa kế gia chủ. Nhưng lúc này sở hưu lại đột nhiên đứng dậy nói với liễu quản gia, liễu quản gia, tới đây một chút ta có chuyện cần nói với ngươi. Liễu quản gia kia sửng sốt, chẳng qua hắn vẫn đi tới, miệng lẩm bẩm có chuyện gì nhị công tử cứ nói thẳng là được, chẳng lẽ còn sợ ta đứng xa quá không nghe được hay sao? Nhưng ngay khi hắn vừa tới bên cạnh, sở hưu lại đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh thẳng vào bụng Liễu quản gia, lực đấm mạnh tới mức khiến Liễu quản gia ôm bụng phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn trên mặt đất. Vậy còn chưa hết, vẻ mặt Sở Hưu vẫn lạnh băng hung hăng giơ chân đạp thẳng lên người Liễu quản gia, chỉ trong chốc lát đầu Liễu quản gia đã đầm đìa máu tươi kêu gào thảm thiết. Giờ đang là lúc họp bàn của gia tộc, không ai ngờ Sở Hưu lại đột nhiên xuất thủ như vậy, đến lúc đám người phản ứng lại, Liễu quản gia đã bị Sở Hưu dẫm cho thoi thóp. Chỉ có hơi ra mà không có hơi vào đám người nhị phu nhân nhìn gương mặt lạnh băng của sở hưu, không khỏi dùng mình. Không chỉ bởi sự tàn nhẫn của sở hưu mà còn bởi lúc này y như biến thành người khác khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dầm, sở tông quang tức giận đập tay xuống, cái bàn bên cạnh hắn lập tức chia năm xẻ bảy. Đủ rồi, sở hưu, ngươi muốn làm gì, dám ra tay trước mặt mọi người như vậy, ngươi có còn để người cha ta đây này vào mắt không? Thấy sở tông quang nổi giận, sở hưu mới ngừng tay, ánh mắt lấp lóe sắc thái lạ xem ra trước đó lão cha già này cũng chẳng ưa gì mình. Vừa rồi sở khai ngang nhiên vượt quá giới hạn trước mặt hắn, hắn cũng chỉ quát lớn một tiếng, giờ tới phiên y giáo huấn một kẻ dưới, sở tông quang lại tức tới mức vỗ nát cả bàn. Sở hưu chậm rãi chắp tay với sở tông quang, phụ thân đại nhân xin hãy bớt giận, hài nhi chỉ nhất thời không khống chế nổi thôi, từ bao giờ chủ nhân nói chuyện lại cho phép một hạ nhân tùy ý chen miệng vào. Một năm rồi con không về sở ra, chẳng lẽ sở ra không còn quỷ củ nữa à? xin người tha cho Hải Nhi nói thẳng, phụ thân đại nhân, ngày thường người quá hiền lành nên mới khiến đám hạ nhân này chẳng để ý gì tới quỷ củ nữa rồi. Sở hưu lạnh lùng gầy gầy liễu quản ra dưới chân mình, nếu là ở khu hầm mỏ Nam Sơn, cái hạng thế này con đã sớm vứt ra ngoài đốt đèn trời, phụ thân đại nhân nhân từ, nhưng con không dễ tính như vậy đâu. Lời giải thích của sở hưu lặng lẽ tân bốc sở tông quang vài câu. Ngược lại khiến lửa giận của hắn tiêu tan phân nửa mặc dù liễu quản gia kia là thân thích của đại phu nhân nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là một hạ nhân chẳng lẽ hắn lại để con trai mình đi xin lỗi một hạ nhân mặc dù đây chỉ là đứa con trai hắn không ưa nhất huống hồ hắn bế quan lâu ngày rất ít khi quản lý chuyện trong gia tộc đúng là đã khiến đám hạ nhân được nước lấn tới sở tông quang tùy ý khoát tay áo nói được rồi lần sau nhớ đừng có tái diễn là được nơi này là sở gia không phải ở khu mỏ nam sơn có chuyện gì thì nói thôi phạt ngươi tiền tiêu ba tháng tới đưa cho liễu quản gia dưỡng thương sở hưu lập tức chắp tay đáp hài nhi xin tuân lệnh có điều thưa phụ thân đại nhân chuyện con vừa nói giờ sao đây ạ à? không thể coi khu mỏ nam sơn là một chuyện làm ăn được nếu không mọi người gọi con về bàn chuyện thừa kế gia chủ cũng đâu nghĩa lý gì sở tông quang nhíu mày mặc dù trước nay ông chưa bao giờ có suy nghĩ chuyển ghế gia chủ cho đứa con trai mà mình không hề ưa thích này nhưng đang trước mặt nhiều người như vậy, ông cũng không thể làm gì quá đáng. Đúng lúc này, đại phu nhân bất mãn mở miệng nói, lão ra, làm sao lại bỏ qua chuyện này như vậy được. Sở hưu hành hung người khác ngay trước mặt mọi người, rõ ràng là không để lão ra trong mắt. Nghe đại phu nhân nói vậy, sắc mặt sở tông quang lập tức trầm xuống, hắn hử lạnh, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa? Bảo nó đền mạng cho liễu quản gia à? Ta đã nói rồi, chuyện này đến đây thôi từ nay trở đi giao cho sở hưu trông coi một đội buôn của chúng ta đi yến quốc giờ đội buôn đang trên đường trở về lúc nào về đến sở ra sẽ do sở hưu tiếp quản sở hưu cúi người hành lễ với sở tông quang mỉm cười đáp đa tạ phụ thân đại nhân lúc đứng dậy sở hưu còn chứng kiến sắc mặt tái xanh của đại phu nhân cùng sở khai y không buồn để ý hai mẹ con nhà này thật quá ngu xuẩn đại phu nhân kia xuất thân đại tộc nhưng lại chẳng tự biết mình Nơi này là Thông Châu phủ, là Sở gia, không phải gia tộc trước kia của bà ta, đối chọi với Sở Tông Quang như vậy chỉ khiến hắn càng ngày càng căm ghét. Còn Sở Khai kia, hắn hơn Sở Hưu tới 8 tuổi, có ưu thế lớn như vậy còn không thành người thừa kế gia chủ từ sớm, giờ lại phải tranh đoạt cùng đám đệ đệ của mình, đúng là kém cỏi. Sở Tông Quang xua tay, "Được rồi, mọi việc đã quyết định xong, mọi người giải tán." Sở Tông Quang đi trước, đám người theo đó rời khỏi phòng họp chẳng qua trước khi đi ai nấy đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sở hưu một lượt. Đặc biệt là hai mẹ con nhị phu nhân, trước đó kẻ địch lớn nhất của họ là đại phu nhân cùng sở khai, không ngờ chỉ trong một năm mà sở hưu này lại thay đổi nhiều như vậy, còn nảy sinh dã tâm rất lớn. Sau khi rời phòng họp, nhị phu nhân cùng sở sinh về tới phòng mình, sở sinh không nhịn được hỏi, mẹ, chẳng phải mẹ đã bố trí người xử lý tên sở hưu kia rồi à? Sao nay hắn còn sống về đây? Nhị phu nhân sắc mặt âm trầm, tính sai rồi. Ai ngờ tên sở hưu ở khu mỏ Nam Sơn một năm thôi mà thay đổi nhiều như vậy. Biết trước thế này lúc đó ta nên khuyên lão gia đuổi hắn tới những nơi khác. Khu mỏ Nam Sơn chỉ có đám tội phạm hung đồ, tuy hoàn cảnh ác liệt nhưng cũng là nơi rèn luyện con người. Sở hưu kia ở đó một năm mà như biến thành người khác. Nhưng không sao, sinh nhi con không cần lo lắng, con cứ nhìn biểu hiện của sở hưu hôm nay là biết dám ra tay trước mặt lão gia như vậy đúng là không coi ai ra gì. Tên sở hưu kia quá điên cuồng, vốn dĩ lão gia đã không ưa nó, giờ lại còn như vậy, sở gia sẽ không chọn một tên điên làm người thừa kế gia chủ. Cho nên con không cần phải lo, trong số các huynh đệ của con, sở khai trí lớn nhưng tài mọn, chỉ giỏi kiêu ngạo, sở hưu làm việc điên cuồng, lão gia vốn đã không ưa. Sở thương kia mới 17 tuổi, còn quá nhỏ, mặc dù lão gia yêu quý nó nhưng nó no không thể uy hiếp được con, chỉ cần con trở thành người thừa kế gia chủ, chẳng lẽ còn sợ không ép được nó sở sinh gật đầu sắc mặt lạnh lùng theo hắn thấy toàn bộ sở gia này chỉ mình hắn xứng với chức gia chủ tương lai tên sở khai ngoại trừ sinh sớm hơn hắn vài năm còn điểm nào tốt hơn hắn đúng rồi mẹ ơi hôm nay phụ thân giao cho sở hưu một đội buôn nếu con nhớ không nhầm có vài quản sự trong thương đội này là người của mẹ đúng không hay mẹ tìm cơ hội ngáng chân tên sở hưu kia đi sắc mặt nhị phu nhân lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, yên tâm đi, lúc trước mẹ bỏ bao công sức mới lung lạc được quản sự trong đội buôn đó. Cho dù sở hưu có nhận được đội buôn, mẹ cam đoan nó chẳng chỉ huy được ai đâu. Chương 9, Phòng chế thuốc Khu biệt Việt của sở gia rất lớn, nhưng sở hưu vốn là con thứ bình thường lại không được coi trọng cho nên nơi ở của y chẳng hề lớn, sở gia chỉ cấp cho y một gian nhà bình thường, quy mô kém hẳn so với ba huynh đệ còn lại. Sở Hưu dung hợp ký ức hai đời, ngoại trừ một số việc quan trọng, những thứ khác ấn tượng của Sở Hưu đều khá mơ hồ, ra khỏi phòng họp y phải nghĩ mất một lúc mới nhớ ra gian nhà của mình ở đâu. Đẩy cửa bước vào gian nhà nhỏ của mình, Cao Bị đã đứng chờ trong đó, thấy Sở Hưu trở về hắn tiến tới nghênh đón, "Công tử, họp bàn xong rồi à? Ngài có muốn ăn cơm không, tiểu nhân đi chuẩn bị cho ngài nhé." Sở Hưu lại lắc đầu nói, "Không vội, phòng chế thuốc chuyên cấp tài nguyên tu luyện gia tộc ở đâu?" Một năm rồi ta không nhận tài nguyên tu luyện, chắc cũng tích lại không ít." Cao bị khóe miệng giật giật, đang định nói gì đó nhưng lại nén trở lại. Sở Hưu thản nhiên nói, "Ta biết ngươi định nói gì. Có phải ngươi muốn nói trước kia ta không có tư cách đến nhận, giờ có đến cũng chưa chắc người ta đã cho đúng không?" Cao bị cười cười xấu hổ, không dám nói tiếp, thực tế Sở Hưu cũng biết mọi chuyện ra sao thân là con thứ, từ nhỏ sở hưu đã không được coi trọng, khi tu luyện y không được bề trên trong gia tộc dạy bảo, tới lúc y bỏ qua thời kỳ tu luyện tốt nhất sở ra mới tùy ý phái một hộ vệ tới dạy y luyện võ. Con cháu chi chính của sở ra mỗi tháng đều có tư cách tới nhận một chút tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều từ nhỏ những thứ này chưa từng rơi xuống tay sở hưu, tất cả đều bị người khác lấy đi, mà người khác này chính là đại công tử sở ra, sở khai. Chuyện này chính sở hưu cũng chẳng dám tới tố cáo với sở tông quang, người của dược phòng đương nhiên càng không nhiều lời, cứ như vậy mọi người đều ngầm thừa nhận chuyện chuyển phần tài nguyên tu luyện của sở hưu cho sở khai. Có thể nói hiện giờ thực lực sở khai mạnh hơn đám đệ đệ một cấp cũng là nhờ công lớn của sở hưu khi xưa. Sở hưu nhìn thẳng vào cao bị nói, nhớ lấy, đó là quy củ trước kia, giờ có một số quy củ cần phải thay đổi rồi. Cao bị bị cái nhìn của sở hưu làm cho hoảng sợ, vội vàng gật nhẹ đầu. Dẫn đường đi, phòng chế thuốc của sở gia rất náo nhiệt, có hẳn một khu riêng cho để chế thuốc. Thật ra tuy tên là phòng chế thuốc nhưng chỉ sản xuất hai loại thuốc. Một loại là kim sang dược chuyên bán cho người trong giang hồ trị thương, do người của phòng chế thuốc chế tạo. Sau khi chế thuốc xong cầm tới cửa hàng của sở gia trong thông châu phủ buôn bán. Còn một loại là đan dược phụ trợ võ giả tu luyện như bổ khí tán, ngưng huyết đan. Vật liệu chế tạo loại đan dược này cực kỳ quý giá, hơn nữa có một số vật liệu không có tại Thông Châu phủ cần nhờ đội buôn thu mua bên ngoài, tỷ lệ chế thuốc thất bại lại khá cao, cho nên loại đan dược này không bán ra bên ngoài, chỉ cung cấp cho nội bộ sở ra sử dụng. Lúc này Cao bị dẫn sở Hưu tới trong phòng chế thuốc. Một số hạ nhân cùng quản sự trong phòng chế thuốc nhìn sở Hưu với ánh mắt kỳ quái, dù sao trước nay bọn họ chưa từng gặp vị nhị công tử này ở đây, hôm nay y tới phòng chế thuốc làm gì? Sở hưu đẩy cửa một gian nhà, bên trong là một quản sự tuổi khoảng 40, thân mặc áo gấm. Phòng chế thuốc chỉ có vài người, hiện giờ phụ trách cung cấp tài nguyên tu luyện cho đệ tử sở ra không phải tổng quản sự. Lúc này nghe tiếng người đẩy cửa bước vào, hắn vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Đến lúc thấy người tới là sở hưu hắn lại lập tức dựa lưng vào ghế, hờ hững nói, hóa ra là nhị công tử, chẳng hay nhị công tử tới phòng chế thuốc của ta có chuyện gì lúc này cao bị sau lưng sở hưu cười ha hả nói chu quản sự là thế này công tử tới nhận tài nguyên tu luyện một năm vừa rồi của ngài ấy chu quản sự nghe vậy sửng sốt một hồi rồi lập tức bật cười nói nhị công tử đang đùa với ta đấy à tài nguyên tu luyện của ngươi vẫn luôn do đại công tử nhận giúp ngươi đòi ta làm gì sở hưu thản nhiên nói vậy sao tài nguyên tu luyện của ta mà ngươi lại đưa cho đại công tử ta nói hay phụ thân đại nhân của ta nói Chu quản sự nghe vậy sửng sốt chuyện này còn cần ai nói ư? Lúc trước đại công tử cầm tài nguyên tu luyện của ngươi, ngươi còn chẳng dám thả cái rắm, đương nhiên bọn họ cũng sẽ chẳng lắm mồm. Giờ sở hưu lại chạy tới chất vấn hắn. Chuyện này khiến chu quản sự cảm thấy sở hưu đang tới gây chuyện, có điều đối phương chỉ là nhị công tử luôn không được coi trọng trong gia tộc. Hắn cũng chẳng buồn để ý chu quản sự hừ lạnh một tiếng đáp nếu nhị công tử không nhờ đại công tử lấy tài nguyên tu luyện giúp vậy mời nhị công tử trực tiếp tới hỏi đại công tử đi việc gì phải lấy ta ra chút giận ánh mắt sở hưu có vẻ đã tức giận đúng lúc này một người đột nhiên chạy vào tát chu quản sự kia ngã lăn ra đất mắng to to gan dám nói vậy với nhị công tử ngươi còn biết tôn ti trên dưới không chu quản sự che mặt không thể tin nổi đại quản sự sao ngài lại im ngay nơi này không có chỗ cho ngươi nói Đại quản sự phòng chế thuốc quát lên chói tai, ngắt lời hắn. Vị đại quản sự phòng chế thuốc này dáng dấp hơi béo, hắn quay người lại đối mặt với Sở Hưu, gương mặt lập tức đổi từ vẻ hung ác vừa rồi thành ấm áp hòa nhã. "Thủ hạ tôi không hiểu chuyện, kính mong nhị công tử thứ lỗi, phòng chế thuốc ta vẫn luôn cất giữ tài nguyên tu luyện của ngài, không ít đi chút nào, gần đây luyện đan sư còn vừa luyện được một lò ngưng huyết đan chất lượng khá tốt. Tôi cũng chọn cho ngài một bình đã sắp xếp gọn gàng cho ngài rồi." Nói xong, đại quản sự phòng chế thuốc lập tức sai người lấy đồ sắp xếp gọn gàng, cung kính giao cho sở hưu, đồng thời tự mình tiễn bọn họ ra cửa. Xoay người đóng cửa lại, đại quản sự nhìn chu quản sự còn đang ôm mặt ngây ngốc, hắn thở dài một tiếng nói, vừa rồi ta tát ngươi một cái là vì tốt cho ngươi, nếu ta không đánh hôm nay ngươi đã gặp xui rồi. Phòng chế thuốc có vài quản sự, chu quản sự này chính là tâm phúc của hắn. Chính vì vậy nên vừa rồi chu quản sự mới càng bất ngờ đương nhiên hiện giờ chu quản sự cũng không dám oán hận gì hắn chỉ lấy làm lạ đại quản sự vừa rồi sao ngài lại đối xử với tên sở với nhị công tử khách khí như vậy thật ra chu quản sự nói vậy đã là đỡ dáng vẻ vừa rồi của đại quản sự nên nói là khúm na khúm núm đại quản sự lắc đầu nói nhớ cho kỹ sau này phải khách khí một chút với nhị công tử thậm chí phải khách khí hơn so với ba vị công tử khác vị nhị công tử này không còn là nhị công tử trước kia nữa nói xong đại quản sự thuật lại chuyện trong phòng họp cho hắn. Đại quản sự quản lý phòng chế thuốc cũng coi như người có chức có quyền trong số những quản sự tại sở ra, vừa rồi hắn có mặt trong phòng họp chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Lúc đó tên sở hưu này hành động cực kỳ điên cuồng, trước mặt mọi người mà thiếu điều đánh chết liễu quản gia, chuyện này khiến hắn không rét mà run. Còn chu quản sự nghe xong toàn thân run lên bần bật. Quản sự với quản gia cũng có phân chia cao thấp, hắn là loại thấp nhất còn Liễu quản gia lại là đại quản gia của Sở gia, là một trong những người chức vị cao nhất, ngày thường hắn gặp Liễu quản gia cũng phải cúi đầu hành lễ. Thế nhưng ngay cả Liễu quản gia cũng thiếu chút nữa bị vị nhị công tử này đánh cho tàn phế, còn vừa rồi mình lại dám vô lễ với y như vậy, giờ Chu quản sự mới thấy hành động vừa rồi của mình rõ ràng là tự tìm đường chết. Chu quản sự vội vàng cảm ơn đại quản sự. Nước mắt lưng tròng, khóc không ra tiếng, lần này nếu không nhờ đại quản sự ngài, tiểu nhân suối quẩy thật rồi. Đại quản sự thở dài một tiếng nói, nhớ cho kỹ, mặc dù chúng ta đều là quản sự của sở gia, nhưng hạ nhân dẫu sao cũng chỉ là hạ nhân mà thôi, nếu quên thân phận của mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cũng như Liễu quản gia kia quên mất thân phận mình, kết quả chẳng những mất hết thể diện còn phải nằm liệt giường vài tháng. Bước trên đường về gian nhà của mình, Cao Bị không nhịn được nói với Sở Hưu, công tử vừa rồi ngài thật uy phong, đại quản sự phòng chế thuốc cũng phải khách khí với ngài. Khách khí? Sở Hưu lắc đầu nói, đó không phải khách khí, đó là kính sợ thiện ác điên đảo, nếu ngươi không thể thiện tới mức khiến người người đều tôn kính, vậy ngươi chỉ có thể ác tới mức tất cả mọi người đều kinh sợ. Cao Bị mê mang lắc đầu nói, không hiểu. Sở Hưu đẩy cửa gian nhà nói, đương nhiên ngươi không hiểu rồi. Nếu ngươi hiểu đã chẳng phải làm công nhiều năm như vậy mà chẳng lết được tới chức quản sự. Nhìn gian nhà có vẻ trống vắng, Sở Hưu nói với Cao Bị tìm mấy cái cọc gỗ xếp trong sân. Công tử cần cọc gỗ làm gì? Ánh mắt Sở Hưu lóe sáng, luyện đao. Con đường võ đạo phải bước đi liên tục cần có thiên phú nghị lực cơ duyên ngộ tính, những thứ này không phân trước sau, muốn lên tới đỉnh cao thì không thể thiếu thứ nào. Đối với Sở Hưu giờ, thiên phú của y chỉ có thể nói là hạng trung. Ngộ tính tạm thời không rõ, cơ duyên à, sở hưu có biết không ít nhưng y không có thực lực, chẳng thể giành nổi. Cho nên giờ sở hưu chỉ có thể bỏ công bỏ sức vào hai chữ, nghị lực. Cao bị đi chuẩn bị cọc gỗ, thấy sắc trời đã sắp tối, còn bảo người đưa cơm tối tới. Mặc dù Cao bị năng lực hơi kém, nhưng làm việc khá thận trọng, cũng rất cẩn thận. Trở lại trong phòng của mình, sở hưu lấy đan dược nhận từ phòng chế thuốc ra, trong đó bổ khí tán một tháng hai túi một năm hẳn là 24 túi, nhưng đại quản sự dược phòng cho y hẳn 30 túi. Còn ngưng huyết đan, một năm ba viên nhưng trong bình của sở hưu có tới 10 viên, chất lượng đều là thượng đẳng. Bổ khí tán này điều chế tương đối đơn giản, chỉ là vài loại thảo dược được mài thành bột trộn theo tỷ lệ nhất định là được có thể bổ khí cường thân, phụ trợ tu luyện, chỉ có điều vài vị thuốc trong đó tương đối quý giá, tại thông châu phủ có muốn mua cũng chẳng được. Về phần ngưng huyết đan, tên cũng như ý nghĩa, nó có thể trợ giúp võ giả cô động khí huyết trong cơ thể, dùng để sung kích cảnh giới ngưng huyết. Đan dược này cần luyện đan sư chuyên môn luyện chế, quá trình phức tạp, tỷ lệ thất bại cao, khiến cho ngay cả sở ra mỗi tháng cũng chỉ dám luyện chế một lò. Cầm một túi bổ khí tán, hòa vào nước uống vào, chỉ trong chốc lát sở hưu đã cảm thấy một luồng hơi ấm dâng lên trong cơ thể, y vội vàng vận hành tiên thiên công. Luyện hóa luồng dược lực này, chương 10, không nghe lời, đều đã chết. Công pháp đạo môn chú trọng nhất là căn cơ, còn môn bí điển Tiên Thiên Công của phái Toàn Chân này mặc dù không có chiêu thức gì về thực chiến nhưng lại có thể khiến căn cơ Sở Hưu trở nên cực kỳ kiên cố, thậm chí nó còn bù đắp những sơ hở do không rèn luyện từ nhỏ của y. Kỳ kinh tự nối, bát mạch câu thông, luồng chân khí ít ỏi của Tiên Thiên Công di chuyển trong kinh mạch của Sở Hưu. Hàng cao cấp quả nhiên khác biệt, Sở Hưu có thể cảm nhận được chân khí đang di chuyển lớn mạnh trong cơ thể y, tẩy rửa thân thể y. Còn trước kia Sở Hưu từng tu luyện Hãn Hải Tâm Pháp của Sở gia, y hầu như không có cảm giác gì, chân khí chỉ là một luồng khí nóng yếu ớt cực kỳ mơ hồ. Tu luyện một đêm, Sở Hưu trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường chìm vào giấc ngủ, hôm sau tỉnh lại y hoàn toàn không thấy khó chịu. Công pháp đạo môn vốn công chính bình thản, càng tu luyện tinh lực càng dồi dào, điểm này hơn xa những công pháp khác. Sở Hưu đẩy cửa, trong sân đã được dựng sẵn 10 cái cọc gỗ, đêm qua Cao Bị đã dẫn người tới làm những thứ này cầm đoạn đao tùy thân của mình lên, thân đao tỏa ra khí thức sắc bén, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Võ công có đẳng cấp, binh khí đương nhiên cũng được phân chia đẳng cấp. Binh khí trên giang hồ cũng giống như công pháp, được chia làm cửu chuyển. Trong đó tiền tam chuyển là phàm binh, trung tam chuyển là bảo binh, hạ tam chuyển là thần binh, trên thần binh còn có tuyệt thế thần binh trong truyền thuyết. Võ giả bình thường chỉ có thể cầm phàm binh phổ thông do thợ rèn bình thường chế tạo thành, chỉ có những đại sư luyện khí hay chú kiếm sư có danh vọng nhất định trên giang hồ tự tay chế tạo binh khí, đó mới là bảo binh có tên riêng của mình. Thanh đoản đao trong tay Sở Hưu được chế bằng khoáng thạch tinh luyện sản xuất từ khu hầm mỏ Nam Sơn của Sở gia. Cấp bậc khoảng nhị chuyển, có thể coi là tương đối sắc bén trong số binh khí bình thường ẩn giấu đao trong ống tay áo, sở hưu không sử dụng chân khí, từng đao từng đao luyện tập thủ pháp xuất đao tụ lý thanh long. Chiêu thức cho dù có đơn giản có bình thường đến đâu, người kiên trì không ngừng tập luyện 100 lần, 1000 lần, một vạn lần, thậm chí 10 vạn lần, nó cũng sẽ trở nên bất phàm, nói chi tới tụ lý thanh long vốn là võ kỹ khoái đao phi phàm, sở hưu vừa tu luyện vừa không ngừng tưởng tượng cảnh thanh long rời biển trong đầu. Đao của y giờ chỉ có hình mà không có ý, lúc nào sở hưu có thể chém ra đao ý, tụ lý thanh long của y mới thật sự đăng đường nhập thất. Sở hưu luyện đao suốt một ngày, y cũng không biết suốt cuộc mình chém bao nhiêu đao, dù sao chỉ cần cánh tay không chịu đựng nổi y sẽ chuyển sang luyện tiên thiên công dưỡng khí, sau đó lại tiếp tục luyện đao. Hiện giờ sở hưu không có thiên phú, không có ngộ tính, không giành được cơ duyên, y cũng chỉ có thể bỏ công bỏ sức theo phương diện nghị lực tới khuya cao bị đưa cơm tới cho sở hưu hắn do dự một chút rồi nói công tử tôi nghe được một tin gia chủ đã giao một đội buôn đi yến quốc cho ngài phải không nhưng trong đội buôn kia quản sự đầu lĩnh đều là người của nhị phu nhân bọn họ nói là đợi đội buôn về đến nơi sẽ cho công tử ngài một bài học sở hưu nhíu mày đối phương dám trắng trợn tuyên truyền việc này như vậy à cao bị nói không phải trắng trợn tin này do một nha hoàn của nhị phu nhân đưa tới nha hoàn đó cũng là thị thiếp của tam công tử Sở Hưu cười lạnh, hai mẹ con này đúng là không để mình vào trong mắt, có lẽ theo như kế hoạch của bọn họ, cho dù mình có biết đám thủ lĩnh quản sự kia là người của bọn họ, mình cũng chẳng làm gì được. Đáng tiếc hai mẹ con các người đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của Sở Hưu ta, kẻ không nghe lời khác gì người chết đâu. Cao Bị, sáng mai ra khỏi thành với ta, tới Thương Mang Sơn, tìm thủ lĩnh toán cướp mã khoát mà ngươi mời tới lần trước." Sở Hưu nói, Cao Bị nghe vậy lại run rẩy, lại phải tới chỗ đó cảnh tượng đám giặc cướp giết người lúc trước đã lưu lại không ít ám ảnh trong lòng cao bị. Sở hưu liếc hắn một cái nói, sợ cái gì? Lũ cướp ấy cũng là người, lại không ăn thịt người, huống hồ lần trước ngươi đã tới một lần sao giờ còn sợ như vậy? Cao bị nghe vậy cười khổ, lũ cướp không ăn thịt người nhưng sẽ giết người. Sáng sớm hôm sau, Cao bị chuẩn bị xong xe ngựa cùng sở hưu tới thương mang sơn thật ra từ thông châu phủ tới thương mang sơn không xa lần trước bọn sở hưu đi mất vài ngày là do nhiều người lại ngồi xe ngựa đi trong đường núi khó khăn hơn giờ chỉ có hai người sở hưu cùng cao bị cưỡi ngựa phi nước đại chỉ mất một ngày đã đến nơi bên phía sở ra chẳng hề nghi ngờ vì trước kia sở hưu cũng thường xuyên ra ngoài chơi bời trong sở ra ngoại trừ sở hưu cậu cả sở ra sở khai cùng cậu ba sở sinh đều xử lý việc làm ăn trong thông châu phủ còn cậu bốn sở thương ở lại trong tộc luyện võ bồi dưỡng căn cơ chỉ mình sở hưu không việc gì chơi chán trong thông châu phủ lại ra ngoài du ngoạn vài hôm dẫu sao chỉ cần y không gây ra chuyện lớn gì sở ra cũng chẳng buồn quản thúc cao bị từng tới thương mang sơn một lần trí nhớ của hắn cũng không tệ hắn rẽ trái rẽ phải trong chỗ núi non dày đặc này nhanh chóng tìm ra sơn trại của tên thủ lĩnh mã khoát đây là một trại nhỏ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ có vẻ hết sức đơn sơ Vừa tới cửa sơn trại đã có hai tên lâu la cầm cung nhảy ra chỉ vào Sở Hưu quát lớn ai. Sở Hưu cười nhạt nói, không cần căng thẳng, ta là bạn cũ của trại chủ các ngươi, tới bàn chuyện làm ăn với hắn. Lúc này một tên lâu la trong đó mới nhận ra Sở Hưu, lập tức hiểu ra, nhớ ra rồi, ngươi chẳng phải tên công tử bị Liên lão tam cướp lần trước à. Ngươi chờ chút đã ta đi bẩm báo trại chủ. Một lát sau mã khoát dẫn người đi ra, có điều lần này hắn không mang theo thanh kiếm lớn của mình. Thấy sở hưu, mã khoát cười ha hả nói, tiểu tử sở ra, chỗ khoáng thạch kia không tệ, binh khí tốt nhất chế tạo được còn lên tới tam chuyển, lần này lại có vụ mua bán gì hay à? Sở hưu nghe vậy con mắt nhíu lại, suy đoán lúc trước của y quả không sai, mã khoát là một thành viên của đám người đó. Chất lượng khoáng thạch của sở ra không tệ, nhưng cho dù là bản thân sở ra dùng khoáng thạch tốt nhất của mình chế tạo cũng không rèn ra được binh khí tam chuyển, nhị chuyển đã là cao nhất người có thể dùng loại khoáng thạch cấp bậc này chế tạo ra binh khí tam chuyển đã không thể gọi là thợ rèn nữa phải gọi là chú binh sư hay luyện khí sư một thế lực cướp bóc chỉ có vài chục người mà lại có cả một luyện khí sư có nghĩ thế nào cũng thấy lạ sở hưu chắp tay tới mã khoát nói mã trại chủ tại hạ sở hưu đúng là ta có một vụ làm ăn muốn bàn với trại chủ hơn nữa còn là vụ làm ăn lớn mã khoát thần sắc nghiêm nghị đáp bản trại đơn sơ mời sở công tử vào trong trao đổi Lần trước khi Mã Khoát nhìn Sở Hưu còn có vẻ trêu chọc, tuy nhiên lần này hắn có thể cảm giác được tên công tử nhìn như bình thường này thật sự không đơn giản. Có thể đánh trọng thương liên lão tam khá nổi danh tại Thương Mang Sơn này, có thể mặt không đổi sắc bàn chuyện làm ăn cùng đám giặc cướp bọn họ, đâu thể nào là hạng đơn giản. Cho nên sau khi nghe Sở Hưu nói muốn bàn chuyện làm ăn với mình, Mã Khoát cũng lập tức thay đổi thái độ. Mã Khoát nói trại của hắn rất đơn sơ không phải khiêm tốn, sơn trại không lớn thì cũng thôi, nhưng ngay cả một gian phòng ra dáng cũng không có, phòng họp cũng chỉ dùng gỗ tùy ý dựng lên. Sở Hưu cũng chẳng buồn để ý, y chỉ nói với Mã Khoát, "Mã trại chủ chuyện ta muốn bàn với ngài hơi lớn, có thể bảo người tránh chút được không?" Mã Khoát thản nhiên nói, "Không cần, nơi này đều là huynh đệ kết giao bằng cả tính mạng với ta, không việc gì phải giấu." Nhìn Mã Khoát Sở hưu trầm giọng nói, thật ra chuyện này ta muốn nói chuyện với người sau lưng mã trại chủ, còn mong mã trại chủ giới thiệu giúp. Lời vừa nói ra, thần sắc mã khoát lập tức biến đổi, có điều hắn chỉ cười to hai tiếng, người sau lưng ta. Sau lưng ta ngoại trừ các huynh đệ của ta làm gì có ai? Sở hưu chậm rãi nói, mã trại chủ, ngài không cần lừa ta, ta biết ngài không phải giặc cướp. Mã khoát thu liễm nụ cười trên mặt, để tay ra sau kiếm, lặng lẽ cầm thanh trọng kiếm đặt bên cạnh thản nhiên nói, nực cười, ông đây thế này chẳng phải giặc cướp thì là gì? Sở hưu nhìn thẳng vào mắt mã khoát, trầm giọng nói, các ngươi là cự khấu, dư nghiệt của bắc địa tam thập lục cự khấu. Sở hưu vừa nói xong, không riêng gì mã khoát toàn bộ lũ cướp biến sắc, mã khoát còn dơ thẳng trọng kiếm trên tay lên, định chém xuống đầu sở hưu. Có điều không đợi hắn chém kiếm xuống, đao của sở hưu đã nhanh hơn một bước. Một ánh đao bạc lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người mã khoát một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Khoảng cách gần như vậy, mã khoát thậm chí không thể thu kiếm phòng ngự, hắn đá nát lưng ghế phía sau định lùi lại, nhưng lúc này đoạn đao của sở hưu đã đặt lên cổ hắn. Cảm nhận được lưỡi đao lạnh băng trên cổ, mã khoát không dám nhúc nhích. Đám giặc cướp còn lại lao nhau quát mắng rút binh khí đe dọa sở hưu và cao bị, cảnh tượng này khiến cao bị sợ hãi thiếu chút nữa tè ra quần. Gương mặt sở hưu vẫn bình tĩnh như thường nói, Mã trại chủ, đừng kích động như vậy, ta không có ác ý, nếu ta có ý đồ gì về thân phận các ngươi, ta đã nói thẳng cho triều đình Bắc Yên, cho dù Ngụy quận thực tế không nằm trong quản lý của Bắc Yên, nhưng chỉ cần một câu nói một lệnh treo thưởng của triều đình Bắc Yên, các ngươi sẽ bị thế lực võ lâm bản xứ Ngụy quận tiêu diệt mà ta cũng nhận được một phần thưởng giá trị. Chương 11: Bắc Địa Tam thập lục cự khấu, bị gác đao trên cổ, Mã Khoát có không muốn tỉnh táo cũng không được hắn xua tay, lệnh cho những người khác buông binh khí, rồi nhìn thẳng vào sở hưu hỏi, mau nói đi, làm sao người biết lai lịch của chúng ta? Sở hưu thản nhiên đáp, đoán, công phu của mã trại chủ không tệ, xem ra không phải kẻ xuất thân dân dã, hơn nữa hành động cử chỉ của các ngươi mặc dù giống giặc cướp nhưng thực chất cực kỳ nghiêm chỉnh có kỷ luật, không có vẻ tản mạn của lũ cướp bình thường. Lại thêm lần trước mã trại chủ nói hớ hai chữ kỳ liên càng khiến ta nghi ngờ. Sơn Tạc thổ phỉ có liên hệ với hai chữ kỳ liên, ta chỉ nghĩ ra kỳ liên thiết kỵ trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu. Mã Khoát nghe vậy không khỏi cười khổ, mẹ nó, hóa ra là do ông đây không quản được cái miệng của mình. Mặc dù ngoài miệng Sở Hưu nói là đoán dựa trên những chi tiết quan sát được nhưng thật ra y xác định được thân phận của đối phương là do cốt truyện gốc có đề cập tới Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu. Đánh cướp nhỏ gây loạn nhỏ là giặc cướp, nhưng giặc cướp phát triển tới cực hạn chính là cự khấu, cự khấu cướp bóc cả thiên hạ. Tam đại cường quốc đương thời là Bắc Yên, Đông Tề, Tây Sở, hiện giờ thực lực ba bên không tranh lệch nhiều, nhưng vài chục năm trước Bắc Yên lại cực kỳ yếu đuối, bị Đông Tề liên thủ với Tây Sở giáp công, còn không đỡ được bên ngoài nói chi quản lý nội bộ. Trong thời loạn lạc, quần hùng trong dân gian cũng nổi lên, ở phía Bắc Yến quốc một thế lực giặc cướp nhanh chóng lớn mạnh trở thành Bắc Địa Tam thập lục cự khấu. Thậm chí dám cướp bóc triều đình Bắc Yên cùng môn phái lớn trên giang hồ. Chẳng qua sau này Bắc Yên quật khởi trở lại, nghe nói Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu chọc giận Cực Bắc Phiêu Tiết Thành, một trong số những môn phái lớn của Võ Lâm Bắc Yên, nhóm cự khấu này bị triều đình Bắc Yên cùng Cực Bắc Phiêu Tiết Thành liên thủ đánh bại, những thủ lĩnh Tam Thập Lục Cự Khấu kẻ chết thì chết, kẻ tàn đã tàn, không còn năng lực gây chuyện. Trong cốt truyện gốc có một đoạn nói rằng dư nghiệt Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu xuất hiện tại Ngụy Quận. Chính nhờ thông tin này Sở Hưu mới dám xác định thân phận của bọn mã khoát sở hưu thu đao lại thản nhiên nói ta biết xuất thân của mã trại chủ nhưng lại không công bố giờ chắc mã trại chủ đã hiểu thành ý của ta rồi chứ mã khoát xoa xoa cổ lẩm bẩm đao của ngươi nhanh lắm nhưng nếu khoảng cách xa hơn chút nữa ta sẽ không cho ngươi cơ hội áp sát nói một câu vãn hồi thể diện xong mã khoát mới hỏi ngươi tìm lão đại của ta làm gì nói trước với ta cũng được Sở hưu trầm giọng nói, ta biết tin tức về đại đương gia kỳ liên thiết kỵ trong tam thập lục cự khấu, biết xích diên thiên vương bằng hổ hiện đang ở đâu, chẳng hay tin tức này có đủ giao dịch không? Mã khoát nghe vậy lập tức giật mình quát, ngươi biết đại đương gia đang ở đâu thật ư? Ngươi không lừa ta đấy chứ? Sở hưu thản nhiên nói, ngươi cứ dẫn ta tới gặp vị sau lưng ngươi, hắn sẽ biết lời ta nói là thật hay giả, huống chi đến đó ta cũng không dám nói láo. Mã Khoát suy nghĩ một chút rồi nói, "Được, vậy ngươi đi theo ta, lão đại ta đang ở bên phía Bắc Thương Mang Sơn, phải đi vài ngày mới đến được." Thương Mang Sơn vốn không phân nam bắc, chỉ là một vùng núi, có điều dãy núi ở giữa hơi nhỏ, Thông Châu phủ lại ở vào khoảng giữa, cho nên dân bản xứ Ngụy quận gọi là Bắc Thương Mang Sơn cùng Nam Thương Mang Sơn. Vị trí hiện tại của Sở Hưu chính là Nam Thương Mang Sơn, nó dẫn tới khu mỏ Nam Sơn, còn Bắc Thương Mang Sơn lại là phía Bắc Thông Châu phủ. Đi về phía Yến Quốc, Mã Khoát dẫn Sở Hưu đi về phía Bắc Thương Mang Sơn, cho dù đi theo lối nhỏ trong rừng cũng phải mất tới 5 ngày mới tới phía Bắc Thương Mang Sơn. Trong Bắc Thương Mang Sơn, một sơn trại quy mô không nhỏ xuất hiện trước mắt Sở Hưu, xung quanh sơn trại này còn có tháp canh nhiều tầng, bộ dáng chỉnh chu chính quy hơn cái sơn trại nhỏ rách nát của Mã Khoát nhiều. Mã Khoát giải thích sau khi tới Ngụy Quận, lão đại của ta thành lập sơn trại ở đây. Tuy nhiên để đề phòng có gì bất chắc xảy ra, chúng ta nhỏ ra phân bổ bên ngoài, n sơn trại nhỏ của ta chẳng hạn. Mã khoát thổi mấy tiếng sáo kỳ quái, vài tên cướp lập tức đi tới chắp tay với mã khoát nói, mã lão đại, sao hôm nay ngươi rảnh rỗi trở về? Tiểu tử này là ai? Mã khoát nói, một người quen, ta dẫn hắn tới gặp lão đại. Mấy tên cướp kia chỉ khẽ gật đầu rồi không quản nữa, hiển nhiên mã khoát khá có uy tín tại đây, ít nhất cũng đủ khiến mấy tên này tin tưởng. Sau khi dẫn Sở Hưu vào một phòng tiếp khách, Mã Khoát lập tức đi khỏi, rõ ràng là đi tìm gặp người sau lưng hắn. Sở Hưu không gấp chỉ yên tĩnh ở đó uống trà, một lát sau, Mã Khoát cùng một người cao lớn cường tráng chừng 30 tuổi, gương mặt sắc bén như con báo bước vào. Người vừa tới có thực lực mạnh hơn Sở Hưu nhiều, đã đạt tới cảnh giới ngưng huyết, hơn nữa theo của Sở Hưu thấy đối phương thậm chí đã đạt tới cảnh giới ngưng huyết đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút là bước vào cảnh giới tiên thiên. Người kia nhìn sở hưu, một luồng khí hung ác ập thẳng vào mặt, hắn trầm giọng nói, ngươi là kẻ đã nói biết đại đương gia đang ở đâu. Mã khoát vội vàng nói, vị này là hàn bảo hàn lão đại, một trong những cận vệ của đại đương gia trước kia. Sở hưu đứng dậy chắp tay nói, đúng vậy, sở hưu từng gặp đại đương gia. Hàn báo trực tiếp phung tay rồi hừ lạnh một tiếng, đừng nói nhảm nữa, mau nói thẳng đi rốt cuộc ngươi muốn cái gì đương nhiên ngươi cũng đừng có tham lam nếu không ta cũng có thể cậy tin của đại đương ra từ trong miệng ngươi ra sở hưu lắc đầu nói hàn lão đại không cần dọa ta thật ra vốn ta không định lấy tin tức này ra giao dịch giờ xin giao lại coi như lễ gặp mặt hàn lão đại theo ta được biết đại đương ra bàng hổ sau khi bị người của triều đình bắc yên đánh trọng thương đã trốn vào rừng hoang núi thẳm trong liêu đông quận đang khôi phục thực lực mong có ngày đông sơn tái khởi Sở hưu không lừa bọn họ, sau này vị xích diện thiên vương bàng hổ này khôi phục thực lực thật sự tạo thành phiền toái cho triều đình Bắc Yên, đáng tiếc chỉ là phiền toái nho nhỏ mà thôi, bị triều đình Bắc Yên tùy ý giải quyết. Hàn báo nghi ngờ nói, ngươi không lừa ta đấy chứ. Lúc trước trong số kẻ người tham gia tiêu diệt Bắc Địa Tam thập lục cự khấu chúng ta có cả người của cực Bắc Phiêu Tiết Thành, cực Bắc Phiêu Tiết Thành ngay tại Bắc Địa, đại đương giả còn ở lại Bắc Địa được sao? Sở Hưu thản nhiên nói, vùng núi Liêu Đông rừng sâu nước độc, bất luận Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hay Triều Đình Bắc Yên đều không đi sâu vào trong, chỉ có một số người hái thuốc thi thoảng mới tiến vào. Đại đương gia Bàng Hổ chỉ muốn khôi phục thực lực chứ không phải phát triển thế lực, còn nơi nào thích hợp hơn? Huống hồ chư vị cũng biết đạo lý nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà, ngay chính các vị cũng không nghĩ Đại đương gia Bàng Hổ còn lưu lại tại Bắc Đia. Triều Đình cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành càng không thể tưởng tượng nổi nếu hàn lão đại không tin có thể phái người tự mình tới liêu đông quận xem xem, nơi đó chắc chắn có ám hiệu mà đại đương ra bàng hổ lưu lại cho các người, từ đây cưỡi ngựa phóng nhanh tới liêu đông quận chắc chỉ mất hơn tháng. Hàn bảo nghe xong sắc mặt đã hơi hòa hoãn lại, chắp tay với sở hưu nói, nếu thật sự tìm được đại đương ra, hàn bảo ta xin nhận ơn này, ni đi, đi, người muốn cái gì? Sở hưu không nói mình muốn gì mà hỏi ngược lại, đợi sau khi tìm được đại đương ra bàng hổ, hàn lão đại chuẩn bị làm thế nào? Hàn báo trả lời đương nhiên, tất nhiên là dẫn người của Sơn trại gia nhập dưới trướng đại đương gia. Sở hưu lắc đầu nói, ngài nói vậy là sai rồi, hàn lão đại, đại đương gia bằng hổ giờ đang nghỉ ngơi lấy lại sức, ngài tới nương tựa vào đại đương gia chẳng hề có tác dụng gì, ngược lại hành động của ngài sẽ làm bại lộ đại đương gia. Khiến đại đương gia càng thêm nguy hiểm, cho nên ta đám cam đoan sau khi ngài phái người gặp được đại đương gia, đại đương gia chắc chắn sẽ lệnh cho ngài tạm thời lưu lại tại ngụy quận, nghe theo mệnh lệnh ngài ấy cho nên việc hàn lão đại nên làm bây giờ chính là tích lũy lương thảo, tài nguyên tu luyện ở ngụy quận, chờ tương lai đại đương ra quật khởi trở lại. Hàn báo chớp mắt, hắn là người thô kịch, lúc đi theo dưới trướng bàng hổ chỉ là một cận vệ bình thường. Chỉ có lòng trung thành và vũ dũng, nhưng hắn không phải kẻ ngốc cho dù sở hưu nói rất dễ nghe xong hắn sẽ không dễ dàng tin lời một người ngoài. Hàn báo trực tiếp nói, tiểu tử sở hưu, người suy nghĩ thay ta như vậy là muốn điều gì? mặc dù sở ra các ngươi dù chỉ có chút thế lực tại thông châu phủ thế nhưng dẫu sao cũng là bá chủ tại bản xứ không phải ngươi định gia nhập bắc địa tam thập lục cự khấu cùng chúng ta đấy chứ sở hưu trầm giọng đáp thứ ta muốn rất đơn giản ta không muốn giao dịch một lần cùng hàn lão đại mà muốn hợp tác hợp tác lâu dài hợp tác hợp tác thế nào Sở Hưu chỉ vào dãy núi Thương Mang nói, Ngụy quận là nơi không ai quản lý, sự thống trị của Bắc Yên tại Ngụy quận chỉ là hữu danh vô thực, cho nên trong Ngụy quận giặc cướp hoành hoành khắp nơi, kể cả Thương Mang sơn này cũng có tới vài chục thế lực giặc cướp. Có điều đám giặc cướp này làm việc rất quá đáng, cướp tiền còn cướp cả mạng, không hề nương tay với những đội buôn qua lại nơi này. Hàn Báo cười lạnh nói, chúng ta là cướp, bọn chúng là con buôn, sao phải nương tay với chúng? Sở Hưu lắc đầu nói, nhưng chính vì vậy những đội buôn kia sợ giặc cướp, bọn họ có thể không đi theo đường tắt qua Thương Mang Sơn, đổi sang đi đường lớn, mặc dù tốn thời gian nhưng lại an toàn. Hoặc họ sẽ bố trí rất nhiều võ giả đi theo bảo vệ, khiến giặc cướp không thể ra tay, tình huống như vậy càng lúc càng nhiều, cũng dẫn tới việc làm ăn trong Thương Mang Sơn càng lúc càng kém. Hàn Báo nghe vậy lập tức cau mày, ngày trước Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu quy mô rất lớn, có người chuyên bày mưu bố trận, những thứ này hắn quả thật chưa từng nghĩ tới, Hàn Báo không khỏi hỏi tiếp vậy phải làm sao giờ? Sở Hưu trầm giọng đáp, không có quy củ thì không lâu dài được, không có quy củ thì chúng ta định ra quy củ, đội buôn có thể tùy ý ra vào Thương Mang Sơn, nhưng phải nộp lên một phần tiền bạc, Hàn lão đại sau khi cầm tiền có thể chủ động hộ tống đội buôn đi qua Thương Mang bất cứ ai có ý đồ với đội buôn này cũng là kẻ địch của Hàn Lão Đại Ngài. Đến khi quy củ đã định, thanh danh của Hàn Lão Đại Ngài sẽ vang vọng bên ngoài, đội buôn qua lại sẽ chủ động tới tìm Ngài giao bạc. Hàn báo suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chẳng phải chúng ta sẽ thành kẻ địch của toàn bộ giặc cướp Thương Mang Sơn. Sở hưu thản nhiên nói, Thương Mang Sơn này chỉ cần một tiếng nói thôi là đủ, chẳng lẽ Hàn Lão Đại không tự tin đối phó được đám tạp nham kia à? Hàn báo cười gần một tiếng nói, đương nhiên là có, nếu không vì giờ ta đang thụ thương chưa lành, ta đã sớm giải quyết đám rác rưởi kia rồi. Sở hưu kinh ngạc nhìn hàn báo, xem ra thực lực đỉnh phong của vị này hẳn là tiên thiên, y đã nhìn lầm. chương 12, lá mặt lá trái. Hàn báo là người thô kịch nhưng không phải ngu ngốc kế hoạch của sở hưu tốt xấu ra sao hắn cũng có thể nhìn ra. Ngày trước trong Bắc Địa Tam thập lục cự khấu có kẻ chuyên bày mưu tính kế cho họ thậm chí vài vị thủ lĩnh trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu cũng là người tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính toán. Nếu không phải lúc trước Mã Khoát đã nói cho hắn thân phận của Sở Hưu, Hàn Báo thậm chí có lòng muốn mời chào Sở Hưu gia nhập sơn trại của họ. Mặc dù Sở Hưu này thực lực kém cỏi, nhưng chỉ với những lời y nói ngày hôm nay, Sở Hưu đã có tư cách ra điều kiện với Hàn Báo hắn. "Đúng rồi, tiểu tử Sở Hưu, ngươi đã cho ta ý kiến như vậy nhưng đến giờ ta vẫn chưa biết ngươi muốn cái gì." Sở hưu trầm giọng nói, rất đơn giản, ở sở gia ta cũng có một đội buôn, ta hy vọng đội buôn của ta có thể thoải mái ra vào thương mang sơn, còn nữa, nếu ta đã hợp tác với hàn lão đại, vậy ta cũng hy vọng lúc ta cần hàn lão đại ngài giúp ta giết người, hàn lão đại cũng có thể ra tay hỗ trợ. Gương mặt hơi hung ác của hàn báo lộ ra vẻ như cười như không, điều thứ nhất không vấn đề, Bắc địa tam thập lục cự khấu chúng ta tuy bản chất là giặc cướp nhưng vẫn giảng đạo nghĩa giang hồ. Ngươi đã đưa ra ý tưởng hay cho ta, đương nhiên ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng điều thứ hai, ngươi coi Hàn báo ta như tay chân hay sao? Chỉ một tin tức đó còn chưa đủ. Sở Hưu thản nhiên đáp, có qua có lại mới là hợp tác chứ, ta có thể cho Hàn lão đại nhiều hơn thế nhiều. Sở gia ta là thế lực bản địa tại Thông Châu phủ, trong Thông Châu phủ cũng có làm ăn về quán trọ, đại đa số đội buôn qua lại Thông Châu phủ đều phải ở lại trong quán trọ của Sở gia ta. Ta có thể tìm hiểu tình báo của bọn họ kể cả con đường họ định đi, những thứ họ mang theo. Ánh mắt hàn báo lập tức sáng lên, nếu có những tình báo này vậy một khi sơn trại của hắn ra tay chắc chắn sẽ không vô hụt. Đúng lúc này, sở hưu đột nhiên nói, đúng rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đưa tin về một đội buôn của sở ra cho các vị hàn lão đại, các vị ra tay cướp của giết người, coi như quà ra mắt ta tặng cho hàn lão đại. Hàn báo cau mày nói, người bảo ta cướp của đội buôn của sở ra các ngươi thế là sao? ánh mắt sở hưu lạnh băng, đó là đội buôn của sở gia chứ không phải đội buôn của ta. Hàn báo cùng mã khoát liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng chấn động. Nếu nói về mức độ tàn nhẫn, đám giặc cướp bọn họ chẳng thể sánh nổi đám đệ tử thế gia này, hạ thủ với người mình còn ác độc như vậy nói chi với người khác. Hàn lão đại lập tức đáp ứng điều kiện hợp tác của sở hưu, sau khi trao đổi ước định phương thức liên lạc song phương, sở hưu trở về thông châu phủ. Cao bị cũng được mã khoát cho thủ hạ đưa về khi gặp lại sở hưu, Cao bị thiếu chút nữa khóc giống lên. Mấy ngày nay ở cùng đám giặc cướp, Cao bị chỉ thấy một ngày dài bằng một năm, chỉ sợ làm gì khiến đối phương mất hứng, bị đối phương chém chết. Chứng kiến bộ dáng này của Cao bị, sở hưu không khỏi lắc đầu, mặc dù Cao bị này làm việc cẩn thận nhưng lá gan lại quá nhỏ. Sau khi vào thành, sở hưu về thẳng sở ra, nhưng lúc này trước cổng của sở ra đang có một đám người bận rộn. Chất từng dương hàng hóa lên xe như đang chuẩn bị xuất phát thấy cảnh này, thần sắc sở hưu lập tức trầm xuống. Gần đây sở ra không có đội buôn nào ra vào, chỉ có đội buôn đi về phía Yến quốc, không cần hỏi cũng biết những người này là ai. Nhưng vấn đề là giờ đội buôn này đã thuộc quản lý của sở hưu, kết quả khi sở hưu không có mặt, đám người này lại chuẩn bị lên đường, đúng như Cao Bị đã nói, e rằng từ đầu người trong đội buôn này đã không định nghe lời y. Ai bảo các ngươi đi, sở hưu sắc mặt âm trầm hỏi một quản sự đội buôn hơn 40 tuổi chậm rãi bước tới, mỉm cười khiêm tốn thi lễ với sở hưu nói, tiểu nhân Trương Toàn, là quản sự đội buôn, ra mắt nhị công tử. Thái độ của Trương Toàn này không thể tính là phách lối, thậm chí có phần nịnh nọt, có điều sở hưu vẫn lạnh lùng nói, giờ đội buôn này do ai quản lý? Trương Toàn cười nói, đương nhiên là do nhị công tử ngài quản lý. Ánh mắt sở hưu nhìn thẳng vào Trương Toàn. Giọng nói lạnh lùng, nếu là do ta quản lý, vậy bây giờ ai cho phép ngươi chuyển hàng hóa lên đường? bên trên phê duyệt hàng hóa bán bao nhiêu bạc mang về những thứ gì nhóm hàng này chuẩn bị vận chuyển ra sao mấy thứ này ngươi đã bàn bạc với ta chưa trương toàn cúi đầu ra vẻ khiêm tốn nói xin nhị công tử thứ tội có điều lúc đó nhị công tử không có trong phủ tiểu nhân không tìm được ai bàn bạc cho nên đã đi báo cho gia chủ được gia chủ đồng ý tiểu nhân mới dám đi Thời gian không đợi người, đội buôn chậm trễ thời gian cũng chính là tổn thất vàng bạc, chẳng qua nhị công tử cứ yên tâm, tiểu nhân quản lý đội buôn bao năm nay chưa từng gặp sự cố gì. Đương nhiên nếu ngài thấy bất mãn, vậy đợi tiểu nhân đi xong xong chuyến này về, xin để nhị công tử xử trí. Lúc này ngoài cửa lớn sở ra đã có không ít người sở ra, mọi người đều dùng ánh mắt trêu cợt nhìn sở hưu. Có là kẻ ngu cũng nhận ra được, mặc dù thái độ của trương toàn hết sức khiêm nhượng nhưng rõ ràng không nể mặt sở hưu cũng không cho y cơ hội nhúng tay vào đội buôn. Chẳng qua so với thái độ phách lối của liễu quản gia lúc trước, trương toàn này mặc dù chỉ là quản sự đội buôn nhưng từng vào Nam ra Bắc thái độ đưa đẩy cực kỳ khéo léo, là kẻ hết sức lõi đòi khó đối phó. Lúc này ngay trước mặt mọi người, hắn đã tỏ thái độ khiêm nhượng như vậy, còn đưa cả sở tông quang cùng lợi ích của toàn bộ đội buôn ra nói, sở hưu làm gì được hắn. Chẳng lẽ đánh hắn một trận? hắn không phải liễu quản gia không nói sai gì bị sở hưu tóm được nhược điểm huống hồ cho dù sở hưu thật sự phát điên lên động thủ với hắn mà không cần lý do mọi người xung quanh sẽ ra tay ngăn cản còn sở hưu có thể vì chuyện này mà mất đi vị trí quản lý đội buôn của mình ánh mắt sở hưu hết sức lạnh lùng y vỗ vỗ lên vai trương toàn rồi nhỏ giọng nói trương quản sự đúng không tốt lắm ngươi làm tốt lắm chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận là được ánh mắt trương toàn lóe lên vẻ đắc ý nhưng hắn vẫn khiêm tốn cười nói đa tạ nhị công tử khích lệ tiểu nhân làm việc vì sở ra vĩnh viễn không hối hận sở hưu thản nhiên nói không hối hận thì tốt trương quản sự chúc ngươi lên đường bình an trương toàn nhíu mày bốn chữ lên đường bình an sao nghe khó chịu như vậy chẳng qua hắn không buồn để ý hắn đã sớm là người bên phe tam công tử đã định sẵn không cùng đường với vị nhị công tử không được sùng ái này đắc tội thì đắc tội chẳng có gì to tát Đám hạ nhân sở ra vây xem cũng âm thầm cười nhạo lắc đầu, sở hưu này vẫn quá non, bị loại già đời như trương toàn ép cho không nói nên lời. Sau khi đám người giải tán, sở hưu mang vẻ mặt âm trầm theo cao bị về tiểu viện của mình. Cao bị đang muốn nói gì đó, đã thấy sắc mặt âm trầm của sở hưu lập tức khôi phục như thường, gọi cao bị, ngươi có nghe ngóng được tuyến đường của đội buôn không? Cao bị sửng sốt một chút rồi mới gật đầu nói đương nhiên là được, mỗi lần đội buôn xuất phát đều phải ghi chép lại trong hồ sơ của sở ra, có vậy chúng ta mới tính được thời gian qua lại của mỗi đội buôn, một khi quá thời gian chúng ta phải cho người đi tìm, thứ này không phải bí mật gì, rất dễ tra ra được. Sở hưu lấy một tờ giấy ra, viết một bức thư, đóng một con dấu kỳ quái lên giao cho Cao Bị, lấy bản đồ hành trình đội buôn, đặt vào đống đá ở vùng phía bắc cách thành ba dặm. Cao Bị là người thành thật nhưng hắn không phải kẻ ngốc ngốc. Lập tức đoán ra Sở Hưu Định làm gì, suy nghĩ này khiến hắn không khỏi run rẩy. Nhưng hắn đã là người bên phía Sở Hưu, Sở Hưu bảo hắn làm gì, hắn chỉ có thể làm theo, nếu không, hắn có thể cảm giác được hậu quả từ phương thức hành xử tàn nhẫn của Sở Hưu. Lúc này đội buôn của Trương Toàn đã khởi hành, một quản sự đi tới cạnh Trương Toàn cau mày nói: "Lão Trương, hôm nay ngươi đã làm mất lòng Nhị công tử rồi đấy, ta nghe người ta kể lại lúc trước Nhị công tử đối phó với Liễu quản gia trong buổi nghị sự gia tộc như thế nào." sau khi trở về từ khu hầm mỏ Nam Sơn, vị nhị công tử này đã không còn là nhị công tử trước kia nữa. Trương Toàn chẳng hề để ý nói ta biết rồi. Có điều người cũng đừng quên mấy năm nay chúng ta nhận bao nhiêu lợi lộc từ chỗ Tam công tử, kể cả lần chúng ta bị người ta lừa gạt mua về một đống thuốc giả, chuyện đó cũng do Tam công tử cùng nhị phu nhân giúp chúng ta che giấu. Chúng ta đều là người làm của Sở Gia, nhưng Sở Gia tương lai là Sở Gia của ai còn chưa biết được. Nếu đã chọn phe vậy không thể trần trừ được, nếu xảy ra chuyện, nhị phu nhân cùng tam công tử sẽ tiếp tục chống đỡ giúp chúng ta. Cũng như hôm nay, thái độ của ta làm gì có sơ hở gì, sở hưu hắn dám giết ta ư. Sở ra là đại gia tộc, đã là đại gia tộc vậy phải làm theo quy củ, chỉ cần chúng ta không phá hỏng quy củ, sở hưu kia cũng chẳng làm gì được chúng ta. Quản sự kia khẽ gật đầu, có điều trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Lên đường bình an, chương 13, bác địa tam thập lục cự khấu đao gác trên cổ, mã khoát có không muốn tỉnh táo cũng không được. Hắn trực tiếp phung tay lên, lệnh cho những người khác buông binh khí, ánh mắt nhìn thẳng vào sở hưu nói, mau nói đi, làm sao người biết lai lịch của chúng ta. Sở hưu thản nhiên đáp đoán, công phu của mã trại chủ không tệ, xem ra không phải xuất thân dân dã, hơn nữa từ hành động cử chỉ của các ngươi, mặc dù giống giặc cướp nhưng thực chất cực kỳ nghiêm chỉnh có kỷ luật. Không có vẻ tàn mạn của lũ cướp bình thường. Lại thêm lần trước mã trại chủ ngươi nói ra hai chữ kỳ liên, như vậy càng khiến người ta nghi ngờ, giặc có liên hệ với hai chữ kỳ liên, ngoại trừ kỳ liên thiết kỵ trong bắc địa tam thập lục cự khấu, ta không nghĩ ra gì khác. Mã khoát nghe vậy không khỏi cười khổ nói, mẹ nó, hóa ra là do ông đây không quản được cái miệng của mình. Thật ra mặc dù ngoài miệng sở hưu nói là đoán dựa trên những chi tiết quan sát được nhưng thật ra y xác định được thân phận của đối phương la do kịch bản gốc có đề cập tới bắc địa tam thập lục cự khấu đánh cướp nhỏ gây loạn nhỏ là giặc cướp, nhưng giặc cướp phát triển tới cực hạn chính là cự khấu, cự khấu cướp bóc cả thiên hạ. Tam đại cường quốc đương thời, Bắc Yên, Đông Tề, Tây Sở thực lực hiện cách biện không nhiều, nhưng vài chục năm trước Bắc Yên lại cực kỳ yếu đuối, bị Đông Tề liên thủ với Tây Sở giáp công, phía ngoài còn không đỡ được nói chi quản lý nội bộ. Trong thời loạn lạc, quần hùng dân gian cũng nổi lên, tại phía Bắc Yến quốc. Một thế lực giặc cướp nhanh chóng lớn mạnh trở thành Bắc Địa Tam thập lục cự khấu ngày trước, thậm chí dám cướp bóc triều đình Bắc Yên cùng đại phái giang hồ. Có điều về sau Bắc Yên quật khởi trở lại, Bắc Địa Tam thập lục cự khấu nghe nói cũng chọc phải Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành trong số võ lâm đại phái Bắc Yên, bị triều đình Bắc Yên cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành liên thủ đánh tan, thủ lĩnh Tam thập lục cự khấu kẻ chết thì chết, kẻ tàn đã tàn. Không còn thành tựu gì trong kịch bản gốc có tin tức dư nghiệt bắc địa tam thập lục cự khấu xuất hiện tại ngụy quận chính nhờ có tin này sở hưu mới dám xác định thân phận của bọn mã khoát sở hưu lấy đao ra thản nhiên nói ta biết xuất thân của mã trại chủ nhưng lại không tuyên dương giờ chắc mã trại chủ đã hiểu thành ý của ta rồi mã khoát xoa xoa cổ lẩm bẩm đao của ngươi đúng là rất nhanh nhưng nếu khoảng cách xa hơn chút nữa ta sẽ không cho ngươi cơ hội áp sát nói một câu vãn hồi thể diện mã khoát mới hỏi ngươi tìm lão đại của ta làm gì nói trước với ta cũng được sở hưu trầm giọng nói ta biết tin tức về đại đương gia kỳ liên thiết kỵ trong tam thập lục cự khấu xích diên thiên vương bằng hổ hiện đang ở đâu chẳng hay tin tức này có đủ giao dịch không mã khoát nghe vậy lập tức giật mình quát ngươi biết đại đương gia đang ở đâu thật ư không lừa ta đấy chứ sở hưu thản nhiên nói ngươi cứ dẫn ta tới gặp vị sau lưng ngươi hắn sẽ biết lời của ta là thật hay giả huống hồ đến đó ta cũng không dám nói láo Mã khoát suy nghĩ một chút rồi nói, được, vậy ngươi đi theo ta, lão đại ta đang ở bên phía bắc Thương Mang Sơn, phải đi vài ngày mới đến được. Thương Mang Sơn vốn không phân Nam Bắc, chỉ là một vùng núi, có điều dãy núi ở giữa hơi nhỏ, thông châu phủ lại ở Trung ương, cho nên đơn bản xứ ngụy quận gọi là Bắc Thương Mang Sơn cùng Nam Thương Mang Sơn. Vị trí hiện tại của sở hưu chính là Nam Thương Mang Sơn. Đi thông về phía khu mỏ Nam Sơn, còn Nắc Thương Mang Sơn lại là phía Bắc Thông Châu Phủ, đi về phía Yến Quốc. Mã Khoát dẫn Sở Hưu đi về phía Bắc Thương Mang Sơn, đi theo lối nhỏ trong rừng cũng phải mất tới 5 ngày mới tới phía Bắc Thương Mang Sơn. Trong Bắc Thương Mang Sơn, một sơn trại quy mô không nhỏ xuất hiện trước mắt Sở Hưu, xung quanh còn có tháp canh cao tầng, bộ dáng chỉnh chu chính quy hơn cái sơn trại nhỏ của Mã Khoát nhiều. Mã Khoát giải thích sau khi tới Ngụy Quận, lão đại của ta thành lập sơn trại ở đây, có điều vì đề phòng có chuyện xấu, chúng ta còn chia nhỏ ra phân bổ bên ngoài, như sơn trại nhỏ của ta chẳng hạn mã khoát thổi mấy tiếng sáo kỳ quái vài tên cướp lập tức đi tới chắp tay với mã khoát nói mã lão đại sao hôm nay ngươi rảnh rỗi trở về tiểu tử này là ai mã khoát nói một người quen ta dẫn hắn tới gặp lão đại mấy tên cướp kia chỉ khẽ gật đầu rồi không quản nữa hiển nhiên mã khoát khá có hy vọng tại đây tối thiểu cũng đủ để mấy tên cướp này tin tưởng sau khi an bài sở hưu tại một phòng tiếp khách mã khoát trực tiếp đi khỏi rõ ràng là đi tìm gặp người sau lưng hắn Sở Hưu cũng không gấp chỉ yên tĩnh ở đó uống trà, một lát sau, mã khoát cùng một hán tử chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn uy mãnh, gương mặt sắc bén như con báo bước vào. Người tới thực lực mạnh hơn Sở Hưu không ít, đã đạt tới cảnh giới ngưng huyết, hơn nữa theo của Sở Hưu thấy đối phương thậm chí đã đạt tới cảnh giới ngưng huyết đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút là bước vào cảnh giới tiên thiên. Người kia nhìn Sở Hưu, một luồng khí hung ác ập thẳng vào mặt hắn trầm giọng nói: "Ngươi là người nói biết nơi hạ lạc của đại đương gia?" mã khoát vội vàng nói vị này là hàn bảo hàn lão đại một trong những thân vệ của đại đương gia trước kia sở hưu đứng dậy chắp tay nói đúng vậy sở hưu từng gặp đại đương gia hàn báo trực tiếp phung tay rồi hừ lạnh một tiếng đừng nói nhảm nữa mau nói thẳng đi rốt cuộc ngươi muốn cái gì đương nhiên ngươi cũng đừng mong tham lam nếu không ta cũng có thể cậy tin của đại đương gia từ trong miệng ngươi ra Sở hưu lắc đầu nói, hàn lão đại không cần dọa ta, thật ra vốn ta không định lấy tin tức này ra giao dịch, giờ xin thuật lại coi như lễ gặp mặt hàn lão đại ngài. Theo ta được biết, đại đương gia bàng hổ sau khi bị người của triều đình Bắc Yên đánh trọng thương đã trốn vào rừng hoang núi thẳm trong liêu đông quận. Đang khôi phục thực lực mong có ngày đông sơn tái khởi. Sở hưu không lừa bọn họ, sau này vị xích diện thiên vương bàng hổ này khôi phục thực lực còn thật sự tạo thành phiền toái cho triều đình Bắc Yên, đáng tiếc cũng chỉ là phiền toái nho nhỏ mà thôi, bị triều đình Bắc Yên tùy tiện giải quyết. Hàn báo nghi ngờ nói, ngươi không lừa ta đấy chứ. Lúc trước khi tham gia tiêu diệt tam thập lục cự khấu chúng ta còn có cả người của cực Bắc phiêu tiết thành, người của cực Bắc phiêu tiết thành ngay tại Bắc Địa. Đại đương giả còn ở lại Bắc Địa được sao? Sở Hưu thản nhiên nói, vùng núi Liêu Đông rừng sâu nước độc bất luận Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hay Triều Đình Bắc Yên đều không đi sâu vào trong, chỉ có một số người hái thuốc thi thoảng mới tiến vào. Đại đương gia Bàng Hổ chỉ muốn khôi phục thực lực chứ không phải phát triển thế lực còn nơi nào thích hợp hơn. Huống hồ chư vị cũng biết đạo lý nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà, ngay chính các vị cũng không nghĩ Đại đương gia Bàng Hổ còn lưu lại tại Bắc Đia. Triều Đình cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành càng không thể tưởng tượng nổi nếu hàn lão đại không tin có thể phái người tự mình tới liêu đông quận xem xem, nơi đó chắc chắn có ám hiệu mà đại đương ra bàng hổ lưu lại cho các người, từ đây cưỡi ngựa phóng nhanh tới liêu đông quận chắc chỉ mất hơn tháng. Hàn bảo nghe xong sắc mặt đã hơi hòa hoãn lại, chắp tay với sở hưu nói, nếu thật sự tìm được đại đương ra, hàn bảo ta xin nhận chuyện này, nói đi, người muốn cái gì? Sở hưu không nói mình muốn gì mà hỏi ngược lại, đợi sau khi tìm được đại đương ra bàng hổ, hàn lão đại chuẩn bị làm thế nào? hàn báo trả lời đương nhiên tất nhiên là dẫn người của sơn trại đầu nhập vào đại đương gia sở hưu lắc đầu nói lời này của ngài sai rồi hàn lão đại đại đương gia bàng hổ giờ đang nghỉ ngơi lấy lại sức ngài tới nương tựa vào ngài ấy chẳng hề có tác dụng gì ngược lại hành động của ngài sẽ làm bại lộ đại đương gia khiến ngài ấy càng thêm nguy hiểm cho nên ta đám cam đoan sau khi ngài phái người gặp được đại đương gia đại đương gia chắc chắn sẽ lệnh cho ngài tạm thời lưu lại tại ngụy quận nghe theo mệnh lệnh ngài ấy cho nên việc hàn lão đại nên làm bây giờ chính là tích lũy lương thảo, tài nguyên tu luyện ở ngụy quận, chờ tương lai đại đương ra một lần nữa quật khởi. Hàn báo chớp mắt, hắn là người thô kịch, lúc đi theo dưới trướng bàng hổ cũng chỉ là một thân vệ bình thường mà thôi. Chỉ có lòng trung thành và vũ dũng, nhưng hắn không phải kẻ ngốc mặc dù sở hưu nói rất dễ nghe nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng tin lời một người ngoài như vậy. Hàn báo trực tiếp nói, tiểu tử sở hưu, người suy nghĩ thay ta như vậy rốt cuộc là muốn gì? sở ra ngươi mặc dù chỉ có chút thế lực tại thông Châu Phủ Thế nhưng dẫu sao cũng là bá chủ một phương tại bản xứ không phải ngươi định ra nhập Bắc Địa Tam thập lục cự khấu chúng ta đấy chứ sở hưu trầm giọng đáp thứ ta muốn rất đơn giản ta không muốn giao dịch một lần cùng hàn lão đại mà muốn hợp tác hợp tác lâu dài hợp tác hợp tác thế nào Sở Hưu chỉ vào dãy núi Thương Mang nói, Ngụy quận là nơi không ai quản lý, sự thống trị của Bắc Yên tại Ngụy quận chỉ là hữu danh vô thực, cho nên trong Ngụy quận giặc cướp hoành hoành, cho dù trong Thương Mang Sơn này cũng đã có vài chục thế lực giặc cướp. Có điều đám giặc cướp này làm việc rất quá đáng, cướp tiền còn cướp cả mạng. Không hề lưu tình với những đội buôn qua lại nơi này. Hàn Báo cười lạnh nói, chúng ta là cướp, bọn chúng là con buôn, sao phải lưu tình với chúng? Sở hưu lắc đầu nói, nhưng chính vì vậy những đội buôn kia sợ giặc cướp, hoặc dứt khoát không đi theo đường tắt qua thương mang sơn, đổi sang đi đường lớn, mặc dù tốn thời gian nhưng lại an toàn. Hoặc an bài đại lượng hộ vệ theo bảo vệ, khiến giặc cướp không thể ra tay, tình huống như vậy càng lúc càng nhiều, cũng dẫn tới việc làm ăn trong thương mang sơn càng lúc càng kém. Hàn Báo nghe vậy lập tức cau mày, ngày trước Bắc Địa Tam Thập Lục cự khấu quy mô rất lớn, có người chuyên bày mưu bố trận, những thứ này hắn quả thật chưa từng nghĩ tới, Hàn Báo không khỏi hỏi tiếp vậy phải làm sao giờ? Sở Hưu trầm giọng đáp, không có quy củ thì không lâu dài được, không có quy củ thì chúng ta định ra quy củ, đội buôn có thể tùy ý ra vào Thương Mang Sơn, nhưng phải nộp lên một phần tiền bạc, Hàn lão đại sau khi cầm tiền có thể chủ động hộ tống đội buôn đi qua Thương Mang. Bất cứ ai có ý đồ với đội buôn này cũng là kẻ địch của Hàn lão đại ngài. Đến khi quy củ đã định thanh danh của Hàn lão đại ngài sẽ vang vọng bên ngoài, đội buôn qua lại sẽ chủ động tới tìm ngài giao bạc. Hàn báo suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chẳng phải chúng ta sẽ thành kẻ địch của toàn bộ giặc cướp Thương Mang Sơn? Sở Hưu thản nhiên nói, toàn bộ Thương Mang Sơn chỉ cần một tiếng nói thôi là đủ, chẳng lẽ Hàn lão đại không có lòng tin đối phó với đám tạp nham kia? Hàn báo cười gần một tiếng nói, đương nhiên là có, nếu không phải giờ ta đang thụ thương chưa lành, ta đã sớm giải quyết đám rác rưởi kia rồi. Sở hưu kinh ngạc nhìn hàn báo một chút, xem ra thực lực đỉnh phong của vị này hẳn là tiên thiên, y đã nhìn lầm. Lá mặt lá trái, chương 14, lá mặt lá trái. Hàn báo là người thô kệch nhưng không phải ngu ngốc kế hoạch của sở hưu tốt xấu ra sao hắn cũng có thể nhìn ra. Ngày trước trong Bắc Địa Tam thập lục cự khấu có kẻ chuyên bày mưu tính kế cho họ, thậm chí vài vị thủ lĩnh trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu cũng là người tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính toán. Nếu không phải lúc trước Mã Khoát đã nói cho hắn thân phận của Sở Hưu, Hàn Báo thậm chí có lòng muốn mời chào Sở Hưu gia nhập sơn trại của họ. Sở Hưu này mặc dù thực lực không đáng nhắc tới, nhưng chỉ bằng những lời y nói ngày hôm nay, Sở Hưu đã có tư cách ra điều kiện với Hàn Báo hắn. "Đúng rồi, Sở Hưu tiểu tử, ngươi đã cho ta ý kiến như vậy nhưng đến giờ ta vẫn chưa biết ngươi muốn cái gì đấy?" Sở hưu trầm giọng nói, rất đơn giản, ta ở sở ra cũng có một đội buôn, ta hy vọng đội buôn của ta có thể ra vào thương mang sơn thoải mái, còn nữa, nếu ta đã hợp tác với hàn lão đại, vậy ta cũng hy vọng lúc ta cần hàn lão đại ngài giúp ta giết người, hàn lão đại cũng có thể ra tay. Gương mặt hơi hung ác của hàn báo lộ ra vẻ như cười như không, điều thứ nhất không vấn đề, Bắc địa tam thập lục cự khấu chúng ta tuy thực chất là giặc cướp nhưng vẫn giảng đạo nghĩa giang hồ, Ngươi đã đưa ra ý tưởng hay cho ta, đương nhiên ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng điều thứ hai, ngươi coi Hàn báo tay như tay chân hay sao? Chỉ một tin tức đó còn chưa đủ. Sở Hưu thản nhiên đáp, có qua có lại mới là hợp tác chứ, thứ ta có thể cho Hàn lão đại đương nhiên không chỉ có vậy. Sở gia ta chính là thế lực bản địa tại Thông Châu phủ, trong Thông Châu phủ cũng có làm ăn về khách sạn, đại bộ phận thương đội lui tới Thông Châu phủ đều phải ở lại trong khách sạn của Sở gia ta. Ta có thể tìm hiểu tình báo của bọn họ, kể cả con đường họ định đi, những thứ họ mang theo. Ánh mắt hàn báo lập tức sáng lên, nếu có những tình báo này vậy một khi sơn trại của hắn xuất thủ chắc chắn sẽ không vô hụt. Đúng lúc này, sở hưu đột nhiên nói y, đúng rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đưa tin về một hương đội của sở ra cho các vị hàn lão đại, các vị xuất thủ cướp của giết người, coi như quà ra mắt ta tặng cho hàn lão đại. Hàn báo cau mày nói, người bảo ta cướp của thương đội sở ra các người. Thế là sao? ánh mắt sở hưu lộ ra ý lạnh, đó là đội buôn của sở gia chứ không phải đội buôn của ta. Hàn báo cùng mã khoát liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng chấn động. Bàn về xuất thủ ngoan độc, đám giặc cướp bọn họ chẳng thể sánh nổi đám đệ tử thế gia này, hạ thủ với người mình còn ác độc như vậy nói chi với người khác. Hàn lão đại lập tức đáp ứng điều kiện hợp tác của sở hưu, sở hưu sau khi trao đổi ước định phương thức liên lạc song phương, bèn về thông châu phủ. Cao bị cũng được mã khoát cho thủ hạ đưa về khi gặp lại sở hưu, Cao bị thiếu chút nữa khóc giống lên. Mấy ngày nay ở cùng đám giặc cướp, Cao bị chỉ thấy một ngày dài bằng một năm, chỉ sợ làm gì khiến đối phương mất hứng, bị đối phương chém chết. Chứng kiến bộ dáng này của Cao bị, sở hưu không khỏi lắc đầu, Cao bị này mặc dù làm việc cẩn trọng nhưng lá gan lại quá nhỏ. Sau khi vào thành, sở hưu trực tiếp trở lại sở ra, nhưng lúc này trước cổng của sở ra đang có một đám người bận rộn. Cất từng dương hàng hóa lên xe như đang chuẩn bị xuất phát thấy cảnh này, thần sắc sở hưu lập tức trầm xuống. Gần đây sở ra không có đội buôn nào ra vào, chỉ có đội buôn đi về phía Yến quốc, những người này là ai không cần hỏi cũng biết. Nhưng vấn đề hiện tại là đội buôn này giờ đã thuộc quản lý của mình, kết quả mình không có mặt, đám người này lại chuẩn bị lên đường, đúng như Cao Bị nói, người trong đội buôn này sợ rằng từ đầu đã không định nghe lời mình rồi. Ai bảo các ngươi đi, sở hưu sắc mặt âm trầm hỏi một quản sự đội buôn hơn 40 tuổi chậm rãi bước tới, gương mặt mỉm cười khiên tốn thi lễ với sở hưu nói, tiểu nhân Trương Toàn, là quản sự đội buôn, ra mắt nhị công tử. Thái độ của Trương Toàn này không thể tính là phách lối, thậm chí có phần nịnh nọt, có điều sở hưu vẫn lạnh lùng nói, giờ đội buôn này do ai quản. Trương Toàn cười nói, đương nhiên là do nhị công tử ngài quản rồi. Ánh mắt sở hưu nhìn thẳng vào Trương Toàn. Điềm nhiên nói, nếu là do ta quản, vậy bây giờ ai cho phép ngươi chuyển hàng hóa lên đường? bên trên phê duyệt hàng hóa bán bao nhiêu bạc, mang về những thứ gì, nhóm hàng này chuẩn bị vận chuyển ra sao. Mấy thứ này ngươi đã bàn bạc với ta chưa? Trương Toàn cúi đầu ra vẻ khiêm tốn nói, xin nhị công tử thứ tội, có điều lúc đó nhị công tử không có trong phủ, tiểu nhân không tìm được ai bàn bạc cho nên đã đi báo cho gia chủ, được gia chủ đồng ý mới dám đi. Thời gian không đợi người. Thương đội bị chậm trễ thời gian cũng chính là mất đi vàng bạc có điều mong nhị công tử yên tâm, tiểu nhân quản lý thương đội tới giờ chưa từng gặp sự cố gì. Đương nhiên nếu ngài thật sự bất mãn, vậy đợi tiểu nhân xong việc lần này trở về, xin để nhị công tử xử trí. Lúc này ngoài cửa lớn sở ra đã có không ít người sở ra, mọi người đều dùng ánh mắt trêu cợt nhìn sở hưu. Có là kẻ ngu cũng có thể nhận ra, mặc dù thái độ của trương toàn hết sức khiêm cung nhưng rõ ràng không nể mặt sở hưu, cũng không cho y cơ hội nhúng tay vào đội buôn. Có điều so với thái độ phách lối của liễu quản gia lúc trước, trương toàn này mặc dù chỉ là quản sự thương đội nhưng từng vào Nam ra Bắc thái độ đưa đẩy cực kỳ khéo léo, là kẻ cực kỳ lõi đòi khó chơi. Hiện giờ ngay trước mặt mọi người, hắn đã tỏ thái độ khiêm cung như vậy, còn đưa cả sở tông quang cùng lợi ích của toàn bộ đội buôn ra nói, sở hưu làm gì được hắn. Chẳng lẽ đánh hắn một trận? hắn không phải liễu quản gia không nói sai gì bị sở hưu tóm được đuôi huống hồ cho dù sở hưu thật sự phát điên lên động thủ với hắn mà không cần lý do mọi người xung quanh sẽ có người ngăn cản còn sở hưu thậm chí rất có thể vì chuyện này mà mất đi vị trí quản lý đội buôn của mình ánh mắt sở hưu lộ vẻ lạnh lùng vỗ vỗ lên vai trương toàn rồi nhỏ giọng nói trương quản sự đúng không tốt lắm ngươi làm tốt lắm chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận thì tốt ánh mắt trương toàn lóe lên vẻ đắc ý, khiêm tốn cười nói, đa tạ nhị công tử khích lệ, tiểu nhân làm việc vì sở ra, vĩnh viễn không hối hận. Sở hưu thản nhiên nói, không hối hận thì tốt, trương quản sự, chúc ngươi lên đường bình an. Trương toàn nhíu mày, bốn chữ, lên đường bình an, sao nghe khó chịu như vậy? Có điều hắn cũng chẳng buồn để ý, hắn đã sớm là người bên phía tam công tử, đã định sẵn không cùng đường với vị nhị công tử không được sủng ái này. Đắc tội thì đắc tội, chẳng có gì to tát đám hạ nhân sở ra vây xem cũng âm thầm cười lắc đầu, sở hưu này rốt cuộc vẫn quá non, bị loại già đời như trương toàn ép cho không nói nên lời. Sau khi đám người tản đi, sở hưu mang vẻ mặt âm trầm theo cao bị về tiểu viện của mình. Cao bị đang muốn nói gì đó, đã thấy sắc mặt âm trầm của sở hưu lập tức khôi phục như thường, y hỏi cao bị, ngươi có nghe ngóng được tiến đường của đội buôn không? Cao bị sửng sốt một chút rồi mới gật đầu nói, đương nhiên là được mỗi lần đội buôn xuất phát đều phải ghi chép lại trong hồ sơ của sở ra như vậy chúng ta mới tính được thời gian qua lại của mỗi đội buôn một khi quá thời gian chúng ta phải cho người đi tìm thứ này không phải bí mật gì rất dễ tra ra được sở hưu lấy một tờ giấy ra viết một bức thư đóng một con dấu kỳ quái lên giao cho cao bị lấy bản đồ hành trình đội buôn đặt vào đống đá ở vùng phía bắc cách thành ba dặm cao bị mặc dù là người thành thật nhưng lại không ngốc hắn cũng có thể đoán ra Sở Hưu định làm gì, suy nghĩ này khiến hắn không khỏi run rẩy. Nhưng hắn đã là người bên phía Sở Hưu, Sở Hưu bảo hắn làm gì, hắn chỉ có thể làm theo, nếu không, hậu quả ra sao hắn có thể cảm giác được từ phương thức hành xử tàn nhẫn của Sở Hưu. Lúc này đội buôn của Trương Toàn đã khởi hành, một quản sự tiến tới cạnh Trương Toàn cau mày nói, "Lão Trương, hôm nay ngươi làm mất lòng nhị công tử rồi, ta đã nghe người ta kể lại lúc trước nhị công tử đối phó với Liễu quản gia trong buổi nghị sự gia tộc như thế nào." Vị nhị công tử này sau khi trở về từ khu hầm mỏ Nam Sơn đã không còn là nhị công tử trước kia nữa. Trương Toàn chẳng chút để ý nói, "Ta biết rồi, có điều ngươi cũng đừng quên bao năm qua chúng ta nhận bao lợi lộc từ chỗ Tam công tử, kể cả lần chúng ta bị người ta lừa gạt mua về một đống thuốc giả, chuyện đó cũng do Tam công tử cùng nhị phu nhân giúp chúng ta che giấu. Chúng ta đều là người làm của Sở gia, nhưng Sở gia tương lai là Sở gia của ai còn chưa biết được." Nếu đã chọn phe vậy không thể trần trừ được, nếu xảy ra chuyện, nhị phu nhân cùng tam công tử sẽ tiếp tục chống đỡ giúp chúng ta. Cũng như hôm nay, thái độ của ta làm gì có sơ hở gì, sở hưu hắn dám giết ta ư. Sở ra là đại gia tộc, đã là đại gia tộc vậy phải làm theo quy củ, chỉ cần chúng ta không phá hỏng quy củ, sở hưu kia cũng chẳng làm gì được chúng ta. Quản sự kia khẽ gật đầu, có điều trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Lên đường bình an, chương 15, lên đường bình an, đêm xuống trương toàn dẫn đội buôn trực tiếp tiến vào khu rừng thương mang sơn nhân số đội buôn sở ra chỉ chừng trăm người chỉ chống được giặc cướp thực lực không mạnh nhưng bọn trương toàn đều là kẻ lão luyện giàu kinh nghiệm không chống được thì lẩn tránh thương mang sơn lớn như vậy với kinh nghiệm của bọn họ hoàn toàn có thể đi vòng qua đám giặc cướp kia che giấu mọi vết tích sau lưng bình yên vô sự rời khỏi thương mang sơn cho dù có lúc không may mắn bị lũ cướp phát hiện bọn trương toàn cũng cực kỳ quả quyết ném hàng hóa bỏ chạy đám giặc cướp kia mặc dù cướp của giết người, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng so với giết người cướp của mới là quan trọng nhất, cho nên một khi gặp tình huống như vậy, đám giặc cướp chắc chắn sẽ tranh cướp hàng hóa bọn họ để lại, còn bọn trương toàn cũng có thể thoải mái trốn thoát. Đội buôn gặp chuyện như vậy là khó tránh khỏi, chỉ cần không thường xuyên xảy ra. Bên phía sở ra cũng không trách tội, đi thêm vài chuyến cũng bù đắp được tổn thất đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, Trương Toàn nhỏ giọng nói với người trong đội buôn, đi thêm một quãng nữa, phía trước có cái hang núi không nhỏ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi. Có điều lúc này lại vang lên tiếng cười lớn, không cần đi, hôm nay các ngươi muốn nghỉ thì cứ nghỉ lại ở đây là được. Theo âm thanh này vang tới, từng bó đuốc bừng lên, tiếng binh khí rời vỏ loạt soạt, từng tên giặc cướp chi chít xuất hiện trước mặt bọn họ. Trương Toàn biến sắc thế này là sao? Con đường này gần đây hắn mới chuẩn bị, xung quanh cũng không có sơn trại của giặc cướp gì quan trọng nhất là cho dù hắn thật sự không may mắn gặp phải giặc cướp vậy cũng có thể phát hiện một chút mới đúng, hơn nữa đám giặc cướp này có vẻ như biết rõ con đường của đội buôn bọn họ cố ý chờ họ ở đây. Chạy, Trương Toàn hét lớn, thúc ngựa bỏ chạy, đám quản sự cùng người của đội buôn cũng vậy, bọn họ căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều. Có điều khác với dự đoán của bọn họ, tố chất lũ cướp này quả thật sánh ngang quan binh, không buồn nhìn tới đống hàng hóa bọn họ để lại, trực tiếp đánh về phía bọn họ hơn nữa trong đám giặc cướp này có vài kẻ võ công khá mạnh nhắm thẳng vào đám quản sự đội buôn bọn họ mà đánh mà giết coi những võ giả bình thường trong đội buôn như không thấy mắt thấy quản sự đội buôn bọn họ bị từng tên giặc cướp đuổi kịp giết chết trong lòng trương toàn không khỏi lo lắng hắn cắn chặt răng rút một lưỡi dao ra đâm vào mông ngựa con ngựa đau quá hí dài một tiếng chạy càng nhanh hơn nhưng đúng lúc này một thanh trọng kiếm từ xa bay tới đánh thẳng về phía trương toàn Trương Toàn mặc dù là quản sự đội buôn nhưng hắn chỉ luyện tập chút công phu quyền cước thô thiển, mấy năm nay quản lý đội buôn cũng là nhờ vào thủ đoạn của mình chứ không phải võ công. Thanh trọng kiếm đập tới, hắn giơ hai cánh tay lên theo bản năng định chống đỡ. Nhưng lại bị nện tới hai tay võ vượn, phun một ngụm máu tươi, rớt thẳng khỏi ngựa. Phía sau hắn, mã khoát từ từ đi tới, nhấc Trương Toàn vẻ mặt hoảng sợ nằm dưới đất lên, nhỏ giọng nói bên tai hắn, Trương Toàn đúng không? Sở hưu công tử nhờ ta chuyển lời cho ngươi, trương quản sự, lên đường bình an. Ngay khi nghe câu nói này, đôi mắt trương toàn đầy vẻ kinh hãi. Hắn hiểu, hắn đã hiểu hết vị nhị công tử sở ra lại dám cấu kết với lũ cướp đi cướp của giết người đội buôn nhà mình. Có điều lúc này Trương Toàn đã chẳng còn thời gian đâu mà phẫn nộ, căm thù hay hối hận, bởi vì mã khoát đã lấy một con dao ra đâm thẳng vào ngực Trương Toàn, vặn xoắn bên trong rồi mới ném Trương Toàn đã không còn hơi thở xuống đất. Mã khoát vẩy vẩy máu trên lưỡi dao rồi vung tay với lũ cướp còn lại, đi, mở hàng hóa ra xem lễ gặp mặt của sở công tử cho chúng ta thế nào nào. Sáng sớm hôm sau, trong đại trạch sở gia loan truyền một tin tức đội buôn sở ra bị lũ cướp giết chết. Toàn bộ đội buôn hơn 100 người, không chỉ mất hết hàng hóa mà còn tổn thất 20 người, quan trọng nhất là trong 20 người này có cả ba quản sự thương đội, không ai trốn thoát. Sở ra đi buôn nhiều năm như vậy chỉ có lúc đầu chưa quen thuộc với những đường tắt trong thương mang sơn mới bị tổn thất nặng nề, còn mấy năm nay chưa từng có chuyện như vậy. Trong tiểu viện của nhị phu nhân, sở sinh mang vẻ u ấm, mẹ, mẹ nói xem chuyện này liệu có liên quan tới sở hưu không? Bọn trương quản sự vừa đắc tội với sở hưu. Kết quả lập tức xảy ra chuyện. Nhị phu nhân cũng âm trầm đáp, không biết, theo lý mà nói sở hưu hẳn không to gan như vậy mới đúng, nếu chuyện này khiến lão gia biết, cho dù là con trai ruột, lão gia cũng sẽ phế bỏ hắn. Huống hồ cho dù hắn có lá gan đó cũng không có năng lực làm việc này, lũ cướp phía bắc thương mang sơn kiệt ngạo bất tuân, sao lại nghe lời hắn. Lúc trước ta mời một sơn trại nhỏ còn tốn cả vạn lượng bạc, sở hưu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Khi không có chứng cứ đừng loan truyền lung tung, nếu không sẽ khiến lão gia không ưa đâu sở sinh khẽ gật đầu có điều hắn lại đột nhiên nói không thì chúng ta mua chuộc đám hạ nhân của sở hưu xem bọn chúng có manh mối gì không nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng nói sở hưu kia sau khi trở về từ khu hầm mỏ nam sơn đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều những hạ nhân theo hắn lúc trước sau khi về sở ra đều bị hắn đuổi về khu hầm mỏ nam sơn giờ không thể tìm ai mua chuộc được kẻ duy nhất theo hầu hắn hiện giờ là cao bị có điều tên đó là tâm phúc của hắn, sở hưu đã giữ cao bị bên người chắc chắn không sợ chúng ta mua chuộc. Gương mặt sở sinh lộ vẻ không cam lòng, đối thủ trước nay của hắn luôn là lão đại sở ra sở khai, không ngờ sở hưu này lại đột nhiên ngóc đầu, khiến hắn tổn thất không nhỏ. Nhị phu nhân xua tay một cái, được rồi, đừng bực tức nữa, lão ra bảo con tới bàn chuyện, nên nói thì nói, không nên nói đừng nói. Sở sinh khẽ gật đầu, xoay người ra ngoài chuyện đội buôn nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng đã nhiều năm rồi chưa từng xảy ra chuyện như vậy cho nên kinh động cả tới sở tông quang hắn gọi các quản sự cùng mấy đứa con sở hưu tới dự thính trong phòng nghị sự sở hưu ngồi ngay ngắn tại chỗ gương mặt không chút biểu cảm còn sở sinh thi thoảng lại nhìn sang sở hưu một chút không biết đang suy nghĩ điều gì mấy người của đội buôn vừa trở về từ cõi chết gương mặt vẫn còn nguyên vẻ hoảng sợ thuật lại mọi chuyện xảy ra tối hôm đó đáng tiếc là không có gì giá trị bọn họ thậm chí không biết tên kẻ đã cướp mình, tướng mạo ra sao cũng không rõ, đám cướp kia gặp ai cũng giết, họ chỉ lo chạy giữ mạng ai mà để ý thứ này. Sở Tông Quang bực tức khoát tay áo nói, "Được rồi, được rồi, nhớ cho kỹ bài học lần này cho ta, lần sau cẩn thận hơn đi, giải tán, ta về bế quan." Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên đứng ra nói, "Phụ thân đại nhân, trước mắt đội buôn như rắn mất đầu, con xin dẫn đầu đội buôn trở lại thương mang sơn." Lời này vừa nói, mọi người xung quanh ngây ngẩn, bao gồm cả ba huynh đệ của sở hưu. Sở ra từ khi thành lập gia tộc tại Thông Châu Phủ tới nay, ngoại trừ chém giết tranh đấu trong tối ngoài sáng cùng thế lực gia tộc khác người chết trong đội buôn nhiều thứ hai. Cũng như lần này, vận may không tốt gặp phải lũ cướp, vậy có sống được hay không hoàn toàn dựa vào may mắn. Cho nên bọn sở sinh cho dù quản lý đội buôn trước nay cũng không đi cùng đội buôn, cùng lắm chỉ phụ trách điều phối hàng hóa của đội buôn vân vân sở tông quang cau mày nói người đi theo làm loạn gì không có tí kinh nghiệm nào làm sao dẫn đầu đội buôn sở hưu trầm giọng nói trước mắt trong đội buôn lòng người bàng hoàng nếu không có người dẫn đầu đủ sức nặng lúc nào bọn họ mới dám lên đường lần nữa những chuyện khác có thể chậm được nhưng phòng chế thuốc sở ra chúng ta lại không thể đợi được trong phòng chế thuốc có một số thuốc nếu không sắm thêm sẽ không thể cung ứng thêm được hài nhi thân là dòng chính của sở gia đương nhiên sung phong đi đầu cổ động lại lòng người cho nên mong phụ thân đại nhân cho phép sở tông quang nhíu mày hắn thật sự không ngờ sở hưu lại hiểu chuyện đến vậy có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn nói vậy ngươi đi đi cẩn thận một chút sở hưu chắp tay đi ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của những người khác ba huynh đệ khác của sở hưu chẳng buồn để ý tới y loại việc tốn công vô ích thậm chí còn có nguy hiểm như vậy có cho không bọn họ cũng chẳng làm người trong đội buôn trước đó đều tập trung trong một tiểu viện, ai nấy ủ rũ cúi đầu, bị đám người sở ra đi qua chỉ chỉ trò trò. Lần đi này của bọn họ quả thật rất uất ức, vừa vào núi đã bị người ta cướp, không giữ được đồ thì chớ, người cũng chết không ít, thậm chí một số người nảy sinh tâm lý e ngại, không dám đi buôn tiếp. Sở Hưu tách đám người đi tới, đám người kia ai nấy mặt cau mày rủ, chỉ có mấy kẻ đứng lên chắp tay với Sở Hưu ra mắt nhị công tử. Gạt đám người qua một bên, Sở Hưu nói, "Dọn dẹp thu dọn một chút, đội buôn lại lên đường tới Yến Quốc." Nghe xong lời này, đám người lập tức căng thẳng, có kẻ nói, "Nhị công tử, chúng ta vừa mới gặp chuyện, dẫu sao cũng phải nghỉ ngơi một thời gian, nghĩ cách rồi mới lại đi được chứ. Vạn nhất lên núi lại bị bọn chúng cướp thì sao?" Những người khác của đội buôn cũng lao nhao phụ họa, giờ trong lòng bọn họ vẫn cực kỳ lo sợ. Diễn kịch, chương 16, diễn kịch Đội buôn là Sở Hưu bảo Hàn báo phái người đi cướp, nhưng ý của Sở Hưu chỉ là giết đám quản sự như Trương Toàn, những người khác y định giữ lại, bằng không đội buôn không còn một ai y có ôm cái đội buôn này cũng còn nghĩa lý gì. Mà trên thực tế bọn họ cũng không tổn thất bao nhiêu nhân mạng, nhưng những người còn lại có vẻ đều đã sợ vỡ mật, không dám tiếp tục lên đường, điều này khiến Sở Hưu âm thầm cười lạnh không thôi. Ông bố kiếp này của sở hưu quả thật chẳng chú ý tới mọi việc trong sở ra, đám hạ nhân sống sung sướng quen rồi thành ra thế này, hắn cũng chẳng buồn quản. Nhìn những người ở nơi này, sở hưu lạnh lùng nói, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Nghĩ cách, đúng là cho cười. Người chết có phải các ngươi đâu, các ngươi thậm chí chẳng bị thương nhẹ, nghỉ ngơi dưỡng sức cái gì. Còn về nghĩ đối sách, hai bên Nam Bắc thương mang sơn, giặc cướp hoàng hành đã mấy chục năm. Ngay quan quân triều điều Bắc Yên còn không quản được các ngươi còn muốn có đối sách gì. Một đám rác rưởi sợ cứ nói là sợ đi còn lấy cớ. Những thành viên đội buôn lập tức lộ vẻ tức giận, có điều sở hưu dẫu sao cũng là nhị công tử của sở gia, bọn họ thì thậm chí không phải quản sự, không dám đáp lại lời khiêu khích của sở hưu, chỉ mang bộ mặt tức giận đó đứng im tại chỗ. Sở hưu cười lạnh nói, tưởng không nói gì là xong à. Sở ra nhiều việc làm ăn như vậy. Đãi ngộ trong đội buôn là cao nhất người khác làm việc mỗi tháng nhận lương hai lượng, đám người trong đội buôn các ngươi mỗi tháng ít nhất 10 lượng, quản sự thậm chí lên tới trăm lượng. Sở ra trả lương cao cho các ngươi như vậy không phải để các ngươi ngồi không ăn tiền, các ngươi sợ chết không muốn đi, có người khác sẽ muốn đi, cao bị. Sở hưu hô lên một tiếng, cao bị lập tức bước tới nói, có tiểu nhân. Sở hưu thản nhiên đáp, đi xuống, nói cho đám hạ nhân ở phòng tạp dịch sở ra. Trong bọn họ có ai dám liều mạng thì đội buôn của ta cũng dám nhận, lương tháng ít nhất 10 lượng, chỉ cần mỗi lần đi buôn trở về thuận lợi, đội buôn sẽ trích nửa thành lợi nhuận làm tiền thưởng cho họ. Sở Hưu đưa mắt về phía đám người còn lại trong đội buôn, thản nhiên nói, còn về các ngươi, không muốn liều mạng ở lại đội buôn cũng không sao, tới tìm Liễu quản gia để hắn bố trí vị trí cho các ngươi, đương nhiên giờ Liễu quản gia còn đang nằm liệt giường. Chắc cũng chẳng có thời gian để ý tới các ngươi đâu. Đám người trong đội buôn biến sắc, bọn họ không ngờ sở hưu làm đến mức này, lại dám đá bọn họ ra khỏi đội buôn. Ăn ngay nói thật, trong rất nhiều việc làm ăn của sở ra, đãi ngộ của đội buôn quả thật cao nhất, hơn nữa bọn họ đi liền mấy năm không gặp nguy hiểm gì lớn, chỉ có lần này bị dọa sợ. Bọn họ không nỡ vì chuyện lần này mà từ bỏ vị trí tốt như vậy, vừa rồi còn lộ vẻ kiên định giờ đã phân vân do dự. Hơn nữa khác với lúc Trương Toàn quản lý đội buôn, nhị công tử cực kỳ hào phóng, còn nguyện ý bỏ nửa thành lợi nhuận đội buôn ra làm tiền thưởng. Đừng nhìn nửa thành này tưởng như rất ít, chia xuống tay trăm người lại càng ít, nhưng mỗi lần lợi nhuận thương đội đều lên tới mấy ngàn lượng, chia bình quân bọn họ cũng được vài lượng bạc, đây đã là con số không nhỏ đối với bọn họ. Nhưng đúng lúc này, người đầu tiên nhảy ra chất vấn Sở Hưu lại cũng là người đầu tiên phản chiến vội vàng lên tiếng cầu khẩn nhị công tử vừa rồi là tiểu nhân mù mắt sở ra đối xử với chúng tôi không tệ mong nhị công tử cho tôi một cơ hội sở hưu vốn không hiểu biết về mọi việc trong đội buôn giờ đám quản sự đều đã chết hắn đương nhiên không thể đuổi sạch mọi người khỏi đội buôn cho nên y chỉ thản nhiên nói cơ hội chỉ tới một lần nếu các ngươi không nắm lấy vậy đừng trách ta không nể tình giờ ai nguyện ý tiếp tục ở lại đội buôn thì đi theo ta trong số 70 người của đội buôn này chỉ có hơn 10 người thật sự quá sợ hãi, thà không nhận đãi ngộ của đội buôn cũng không muốn đi nữa, những người khác đều ngoan ngoãn theo Sở Hưu cùng chuẩn bị hành trang lên đường trở lại. Hành trình của đội buôn thật ra cũng không mấy khó khăn, chỉ đơn giản là bù đắp lẫn nhau, đem đặc sản Ngụy Quận bán sang Yến Quốc kiếm một khoản tiền lời, sau đó lại mua chút đặc sản Yến Quốc mang về Ngụy Quận. Có điều nếu đi theo đường lớn mặc dù an toàn nhưng thời gian quá dài, đi mất một tháng cũng không vòng qua thương mang sơn được. Còn trực tiếp đi thẳng qua thương mang sơn, nếu nhanh một tháng có thể đi qua đi lại hai lần. Lần này sở hưu cầm đầu, y cũng đã sớm đánh tiếng với hàn báo, để thủ hạ của hàn báo phối hợp với y diễn một vở kịch vừa cho người của sở ra xem, vừa cho đám giặc cướp khác của thương mang sơn xem. Sau khi tiến vào thương mang sơn, sở hưu đi theo một con đường khác trên đường đám hạ nhân của đội buôn ai nấy lo lắng sợ sệt. Như chim sợ cành cong, chỉ e lại gặp lũ cướp có điều hiện thực lại là sợ gì ắt sẽ gặp nấy, đúng lúc này một tiếng cười to đột nhiên vang lên, lũ nhóc ra đi, tiền tự tới cửa rồi, giết người, để đồ lại. Dứt lời hơn trăm tên cướp lao ra từ trong rừng, bao vây lấy đội buôn. Lúc này đám người trong đội buôn đã hối hận gần chết. Nếu biết sớm sẽ thế này, bọn họ đã chẳng đi theo sở hưu tự tìm đường chết, giờ chẳng những không nhận được tiền. Mạng cũng sắp đi đời rồi. Nhưng ngay lúc này, sở hưu lại đột nhiên nói với cao bị, cầm dầu hỏa, chuẩn bị châm lừa. Cao bị khẽ gật đầu, sóc xe ngựa chứa hàng hóa, mở một bình gốm trên xe, trong đó tỏa ra mùi gây mũi, rõ là một bình dầu hỏa, lúc này Cao bị cũng lấy trong ngực ra một viên đá đánh lửa, lúc nào cũng có thể nhen lửa đống dầu hỏa kia. Sở hưu chỉ vào cái bình gốm rồi trầm giọng nói, chư vị, trên mỗi xe ngựa đều có một bình dầu hỏa như vậy, các ngươi cướp của giết người. Nhưng người của sở ra ta sẽ không để mặc người khác chém giết cùng lắm thì ta cho một mồi lửa đốt trọi đám hàng hóa này đi, sau đó tử chiến với các ngươi, các ngươi đừng mong lấy được thứ gì. Đám người đội buôn nhìn sở hữu, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ vị nhị công tử này còn có thủ đoạn như vậy. Chỉ có điều vạn nhất gặp phải đám cướp tính cách nóng này, thà không muốn tiền cũng nhất quyết giết chết bọn họ thì sao? Trong đám cướp, một người cường tráng vác khai sơn đao bước ra, người này Sở Hưu cũng biết chính là một trong những thủ hạ tâm phúc của Hàn Báo, có thực lực cảnh giới thối thể, tuy không biết tên nhưng những tên cướp khác gọi hắn là Phùng Nhất Đao, ý là đao của hắn rất nhanh, giết người thường chỉ cần một đao. Phùng Nhất Đao giả như không biết Sở Hưu, hắn cười lạnh nói, chơi trò này với ông đây ư, còn non lắm, người có tin không, ông đây thả không cần mấy thứ này cũng phải làm cỏ các người. Sở Hưu lắc đầu nói, sao phải khổ vậy? vị hảo hán này, chẳng bằng thế này đi, ngươi và ta đấu thử một trận, nếu ta thua mặc ngươi xử trí, còn nếu ta thắng, chư vị để chúng ta đi, mọi người thấy sao? Phùng nhất đao cười ha hả nói, một tên công tử chói gà không chặt cũng đòi động thủ với ta. Nếu ngươi đã muốn chết vậy để ta giúp một tay. Đám người của đội buôn cau mày, chẳng trách bọn họ lo lắng, thật sự là vị nhị công tử sở ra này trước giờ vốn không nổi danh về thực lực. Toàn bộ sở ra chỉ có đại công tử được công nhận là thiên phú võ đạo không tệ, giờ đã tới cảnh giới ngưng huyết. Sở hưu xuống ngựa, cầm đoạn đao trong tay, chắp tay với phùng nhất đao rồi lập tức công thẳng tới. Sở hưu am hiểu thật xuất đao nhanh, phùng nhất đao kia cũng không phải giặc cướp bình thường, hắn xuất thân bắc địa tam thập lục cự khấu, tự có truyền thừa võ công không thua gì đệ tử thế gia, am hiểu cũng là khoái đao. Nhưng giờ hai người đang diễn trò, đương nhiên không thể sử dụng chiêu thức xuất đao nhanh giết địch cho nên cũng như võ giả bình thường thì triển chiêu thức ngươi tới ta lui đám hạ nhân của sở gia gần như không có võ giả chân chính đại đa số chỉ học qua một số công phu quyền cước thô thiển mà thôi cho nên theo bọn họ thấy hai bên chiến đấu hết sức kịch liệt sau khi giao thủ vài chục chiêu phùng nhất đao cố ý nhường sở hưu xuất đao chém bay thanh khai sơn đao trong tay hắn rồi chắp tay nói đa tạ Phùng Nhất đao diễn xuất không tệ, hắn lộ vẻ phiền muộn nói: "Được rồi, được rồi, các ngươi đi đi, không ngờ tên công tử nhà ngươi cũng có chút bản lãnh, ta quá khinh địch rồi." Nghe những lời này, đám người đội buôn lập tức thở phào một hơi rồi cùng hoan hô ầm ĩ. Có điều lúc này Sở Hưu lại nói: "Vị hảo hán này xin dừng bước." Phùng Nhất đao cau mày nói: "Tiểu tử ngươi còn việc gì?" Đám người bên đội buôn cũng lộ vẻ khó hiểu, bọn họ giờ chỉ ước đám giặc cướp này đi càng xa càng tốt sao nhị công tử còn gọi họ lại sở hưu chắp tay nói tại hạ muốn bàn chuyện làm ăn với hảo hán ngài phùng nhất đao chỉ vào mình nói ta không nghe lầm đấy chứ người bàn chuyện làm ăn với tướng cướp như ta sở hưu gật đầu nói đúng vậy bàn chuyện làm ăn đội buôn này của tại hạ vận chuyển hàng hóa đến yến quốc mỗi chuyến đều bán được vài ngàn lượng bạc nhưng trên thực tế nếu rơi vào tay chư vị với năng lực của chư vị chỉ có thể đổi chúng thành mấy trăm lượng đây là tranh lệch tận 10 lần, tại hạ nguyện đưa một ngàn lượng bạc nhờ chư vị hảo hạn hộ tống đội buôn chúng ta rời khỏi thương mang sơn, như vậy tính ra chư vị hảo hán lần này không uổng công uổng sức, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn giết người cướp của. Hai mắt phùng nhất đao lập tức sáng lên, ý này của tiểu tử ngươi không tệ, ông đây đồng ý. Đám người đội buôn nhìn nhau, bọn họ có người qua lại thương mang sơn này hơn 10 năm, nhưng lần đầu chứng kiến cách làm này. Có điều suy tính cẩn thận lại thấy bọn họ chưa hẳn quá thua thiệt. Một ngàn lượng bạc mặc dù nhiều nhưng trước kia bọn họ phải trốn đông né tây lẩn tránh đám giặc cướp mà giờ lại thẳng thắn do đám giặc cướp đó hộ tống đi qua thương mang sơn, thời gian đi lại sẽ ngắn hơn rất nhiều. Tới lúc này đám người mới như nhận thức được vị nhị công tử đã thật sự thay đổi, hoàn toàn khác hẳn vị nhị công tử trong ấn tượng của bọn họ. Màn trình diễn vừa rồi của sở hưu rất thành công. Y đã đặt vững uy vọng trong đội buôn, mà bên phía hàn báo cũng nhanh chóng loan truyền tin tức này, để đám giặc cướp khác biết tính khả thi của quy củ mới mà bọn họ đặt ra. Bí mật của Sở Tông Quang chương 17, Bí mật của Sở Tông Quang Đội buôn của Sở Hưu tới Yến Quốc thực chất chỉ là tới Thanh Nguyên Trấn, một thị trấn nhỏ nơi biên giới. Trước đây Ngụy Quận là tiểu quốc giáp danh với Yến Quốc cho nên Thanh Nguyên Trấn trước đây cũng là khu vực hòa bình giữa hai nước. Mãi tới lúc Yến Quốc hủy diệt Ngụy Quốc mới thành lập Thanh Nguyên chấn tại đây, làm nơi giao dịch giữa Yến Quốc và Ngụy Quận. Tại nơi này có thể mua được một số đặc sản của Yến Quốc, còn những đội buôn như của Sở Hưu cũng có thể trực tiếp bán hàng hóa của mình cho thương nhân Yến Quốc. Chuyến này đội buôn của Sở Hưu đi lại cực kỳ thuận lợi, chỉ tốn 10 ngày đã qua lại một lần. Chuyện này ngược lại thay đổi cái nhìn của không ít người đối với y vị nhị công tử này dường như không còn rác rưởi vô dụng như lúc trước, đặc biệt là người trong đội buôn ai nấy cực kỳ tôn kính sở hưu. Lúc này trong một gian phòng luyện công hậu viện sở ra, một lão quản gia mái tóc hoa dâm đang bẩm báo chuyện của sở hưu lên sở tông quang. Lão quản gia này họ trần, mặc dù là quản gia của sở gia nhưng ngày thường cực kỳ kín tiếng, chỉ phụ trách hầu hạ sở tông quang, mặc dù trong tay không có thực quyền gì nhưng là một trong những người già đời nhất ở sở gia đừng nhìn sở tông quang ngày ngày bế quán tựa như không quan tâm tới sự vụ gia tộc nhưng thông qua trần quản gia mọi chuyện lớn bé gì trong sở gia đều không thoát khỏi tai mắt hắn sau khi nghe xong ánh mắt sở tông quang thoáng hiện vẻ kinh ngạc có điều ngay sau đó hắn hử lạnh một tiếng nói tiểu tử này thật quá mạo hiểm hắn làm như thế vạn nhất gặp phải loại giặc cướp cứng không được mềm cũng không xong thà chịu mất hàng hóa cũng phải giết nó nó làm thế nào được còn nữa, vạn nhất đám giặc cướp kia thực lực không tốt, không hộ tống được họ ra khỏi Thương Mang Sơn, vậy chẳng phải chỗ bạc kia đổ xuống sông xuống biển à?" Trần quản gia mỉm cười nói, nhưng nhị công tử vẫn khá may mắn, toán cướp tới cướp của hắn gần đây mới tới Thương Mang Sơn, thực lực không tệ, nghe nói mượn chuyện của nhị công tử Thương Mang Sơn đã sơ bộ thành lập quy củ mới. Dù sao có quy củ ít ra cũng tốt hơn không có quy củ, sau này người của Ngụy quận ta ra vào Thương Mang Sơn sẽ nhẹ nhàng hơn so với trước đây nhiều. Nói xong những lời này, Trần quản gia có phần trần trừ rồi mới nói, gia chủ, lão nô có vài lời không biết có nên nói hay không. Sở Tông Quang thản nhiên nói, lão Trần, ngươi theo ta đã vài chục năm, có gì mà không dám nói. Trần quản gia nhỏ giọng nói, gia chủ, thật ra sở gia chúng ta hiện đã rất mạnh. Đại công tử mặc dù tính cách lỗ mãng một chút nhưng thiên phú võ đạo quả thật không tệ, nếu dạy bảo cẩn thận tương lai có hy vọng bước vào tiên thiên. Nhị công tử trước kia mặc dù không chịu cố gắng nhưng sau khi rèn luyện ở khu mỏ nam sơn giờ lại thành không tệ mặc dù tính cách hơi cấp tiến to gan nhưng năng lực làm việc lại rất khá tam công tử mặc dù tâm cơ âm trầm một chút nhưng làm việc cũng đủ cẩn thận về phần tứ công tử mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thông tuệ từ sớm nếu dốc lòng bồi dưỡng tương lai ắt có thành tựu gia chủ nếu ngài ngừng nghiên cứu vật kia dốc sức dậy bảo bốn vị công tử đừng để bọn họ tiếp tục nội đấu như vậy nữa tương lai sở ra chúng ta không chừng sẽ sánh ngang với thẩm gia Nghe xong lời này, sắc mặt sở tông quang lại trầm xuống nói, lão trần, ngươi nói mê gì vậy? Ngươi theo ta bao năm rồi cũng biết vì nó ta đã trả giá lớn đến nhường nào, thậm chí không tiếc rời xa quê hương tới thông châu phủ này. Một thẩm gia đã là cái gì? Nếu biết cách dùng nó tương lai đừng nói một thông châu phủ nho nhỏ này, cho dù toàn bộ ngụy quận sở tông quang ta cũng chẳng để trong mắt. Trầm quản gia khẽ lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn là người làm lâu năm tại sở gia thời thanh niên sở tông quang tuyệt đối là thanh niên tuấn kiệt kết quả sau khi ra ngoài sông sáo một thời gian mang thứ đồ kia về sở tông quang lại như điên như dại chuyển cả gia tộc tới thông châu phủ này sau đó mặc kệ mọi việc chỉ lo nghiên cứu vật kia nếu sở tông quang có thể dốc lòng phát triển sở gia quy mô sở gia chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn hiện tại nhiều nhìn qua trần quản gia sở tông quang nhỏ giọng nói lão trần ta hiểu ý ngươi yên tâm đi những chuyện này trong lòng ta đều nắm chắc ta còn chưa chết đâu mấy đứa con trai kia của ta ngày ngày đều nhớ thương vị trí gia chủ này chỉ có tiểu tứ chịu thành thật một chút trước kia bọn chúng chỉ lén lút tranh đấu giờ nếu chúng đã thích đấu ta cho bọn chúng đấu công khai luôn chỉ cần chúng đừng có gây chuyện cho ta là được đi đi lão trần ngươi ra ngoài quan sát bọn chúng giúp ta đừng để chúng gây ra đại sự gì sở tông quang khư khư cố chấp như vậy trần quản gia cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài lui ra khỏi phòng Sở hưu lúc này không biết suy nghĩ của ông bố mới sở tông quang, thời gian vừa rồi của y ngược lại rất thoải mái. Y đi theo đội buôn một lần rồi không quan tâm đến nữa, dẫu sao tiến đường đã thông, y chỉ cần ngồi chờ lấy tiền là được. Lợi nhuận của đội buôn thường phải chia ra ba phần, một phần để lại đội buôn mua thêm đồ đi buôn lần nữa. Một phần giao cho gia tộc, một phần tự mình giữ lại. Sau khi sở hưu quản lý đội buôn, không hề do dự lặng lẽ không vết tích chia một phần lợi nhuận nên giao cho gia tộc để lại cho mình sở ra là sở ra sở hưu là sở hưu đối với y mà nói toàn bộ sở ra thậm chí toàn bộ thông châu phủ đều chỉ là một nấc thang của y một nấc thang để y bước vào giang hồ sở hưu đương nhiên phải suy nghĩ vì lợi ích của bản thân thời gian đội buôn lên đường buôn bán sở hưu vẫn luôn tu luyện đao pháp cùng nội công trong tiểu viện của mình dáng vẻ liều mạng đến mức cao bị không nỡ nhìn sở hưu không phải người thích chịu đau khổ mà con đường phía trước không rõ khiến y có cảm giác cực kỳ áp lực buộc y mau chóng nâng cao thực lực trong nội dung cốt truyện gốc có đề cập tới thân thể này của mình trải qua biến cố gia tộc mới rời khỏi Thông Châu phủ bước vào giang hồ, sau đó long đong lận đận khiến tính tình đại biến. Về phần biến cố của gia tộc ra sao, xảy ra lúc nào, Sở Hưu hoàn toàn không hề hay biết. Cho nên y chỉ có thể nghĩ mọi cách lợi dụng tài nguyên của Sở gia mau chóng tu luyện sau đó trực tiếp rời khỏi Sở gia. Theo phỏng đoán của Sở Hưu, chỉ cần thiên phú của y không kém tới mức người người oán trách sau khi thành người thừa kế gia chủ của Sở gia, Sở Hưu có thể thu được đại lượng tài nguyên, lại có tiên thiên công trợ giúp y có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới tiên thiên. Đương nhiên cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, trước mắt việc Sở Hưu phải suy nghĩ không phải tiên thiên mà là cảnh giới ngưng huyết cảnh giới thối thể tương đối đơn giản chỉ rèn luyện gân cốt cơ thể, do đã có tiên thiên công đặt cơ sở, lại thêm chỗ bổ khí tán sở hưu lấy được từ phòng chế thuốc, y lại mua thêm chút đan dược, tất cả cộng lại khiến chỉ trong một tháng mà sức lực sở hưu tăng cường rất nhiều. Giờ nếu sở hưu giao thủ cùng tên giặc cướp liên lão tam kia, sở hưu có thể không cần né tránh, chỉ dùng lực lượng cũng có thể một đao chém chết đối phương. Khó khăn thật sự là cảnh giới ngưng huyết giờ sở hưu đã cảm thấy mình đạt tới cảnh giới thối thể đỉnh phong nhưng sau khi ăn mấy viên ngưng huyết đan y vẫn không cảm thấy máu huyết mình có gì thay đổi rõ ràng còn cần tôi luyện thêm một thời gian mới được thời gian vừa qua sở hưu trải qua không tệ nhưng có một số người lại thấy không ra sao ví dụ như lão tam sở gia sở sinh vốn trong sở gia chỉ có mình lão đại sở khai có tư cách làm đối thủ của hắn nhưng giờ sở hưu lại đột nhiên xuất hiện gây dựng đủ uy vọng trong sở ra, hơn nữa còn quản lý đội buôn, mỗi tháng đi tới 3-4 lần, mỗi lần đều mang lại lợi nhuận rất lớn, khiến sở sinh đỏ bừng hai mắt. Chủ yếu là những lợi ích đó rơi vào tay sở hưu khiến sở sinh cảm thấy cực kỳ uy hiếp. Đi 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 lại trong phòng vài vòng, sở sinh cau mày nói, mẹ, không thể tiếp tục như vậy được nữa, thanh danh sở hưu trong gia tộc đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa lợi nhuận của đội buôn trong tay hắn tăng hẳn gấp đôi. Cứ tiếp tục như vậy một năm sau con cũng thua chắc rồi, không thể để sở hưu tiếp tục quản lý đội buôn nữa. Nhị phu nhân cau mày nói, con muốn đội buôn đó à? Chuyện này không dễ đâu, lão gia sẽ không đưa đội buôn đó cho con. Ánh mắt sở sinh lộ ra sắc lạnh, phụ thân không cho con, nhưng nếu tứ đệ muốn thì sao? Ông ấy có cho tứ đệ không? Nhắc tới lão tứ sở ra sở thương, ánh mắt sở sinh lộ vẻ ghen tị. Sở ra có bốn người con, lão đại sở khai khi còn niên thiếu được sủng ái không ít. Nhưng sau đó Sở Tông Quang bế quan lâu ngày, không để ý đến nữa, càng không nói tới sở hưu cùng sở sinh ra đời sau đó. Chỉ có Sở Thương tuổi tác nhỏ nhất nghe nói rất giống Sở Tông Quang khi còn bé, cho nên rất được lòng Sở Tông Quang, điểm này ba người bọn họ không ai sánh được. Ánh mắt nhị phu nhân lộ ra ánh lạnh nói, cái này thì chưa hẳn đã không được để mẹ đi thử xem. Bất công, chương 18, bất công. Ba vị phu nhân của Sở gia, đại phu nhân xuất thân đại tộc Nhị phu nhân là con gái quán chủ đinh khai sơn võ quán khai sơn thông châu phủ, chỉ có vị tam phu nhân này không có bối cảnh gì, chỉ là con gái thương nhân nhỏ bình thường, chỉ đơn thuần dựa vào tuổi trẻ mỹ mạo mới gả được cho sở tông quang. Có điều ưu điểm duy nhất của vị tam phu nhân này là thông minh, biết xuất thân bản thân không tốt cho nên không tranh cũng chẳng đoạt cuối cùng ngược lại nhị phu nhân phải chủ động lôi kéo cô ta. Lúc này nhị phu nhân tới trạch viện của sở thương. Tam phu nhân lập tức đi ra mỉm cười nghênh đón, sao hôm nay tỷ tỷ tới chỗ muội mà không báo trước một tiếng. Sở Thương cũng đi theo phía sau tam phu nhân, cung kính gọi một tiếng nhị nương. Nhị phu nhân bước vào, khéo léo kéo người vào sau nhà thản nhiên nói, nói chuyện phiếm thôi mà cần gì báo trước cơ chứ. Đúng rồi, mấy cửa hàng dưới tay Thương Nhi không tệ chứ. Có đủ dùng không? tam phu nhân sắc mặt hơi đổ cô nàng vội vàng đáp những cửa hàng dưới tay thương nhi đều là loại không mấy lợi nhuận như khách sạn với quán rượu thôi lại phải giao bớt về nhà chính còn lại không được bao nhiêu bạc có điều thương nhi cũng không muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế gì gì đó chừng đó lợi ích đã đủ rồi thấy tam phu nhân có vẻ hiểu lầm ý mình nhị phu nhân cười nói muội muội hiểu lầm rồi tỷ không có ý này thương nhi giờ còn nhỏ tuổi cho dù nó muốn tranh đoạt vị trí gia chủ thì cũng phải nhận một số chuyện làm ăn lợi nhuận cao hơn mới được cũng như muội muội nói đó mấy chuyện làm ăn mà thương nhi đang quản lý đều không mấy lợi nhuận cả Ánh mắt tam phu nhân cùng Sở Thương đều sáng bừng lên, tam phu nhân mặt không đổi sắc nói, nhưng chuyện làm ăn của Sở gia chỉ có chừng đó, lão gia đã cho Sở Thương chỗ cửa hàng kia rồi, nếu muội lại xin thêm, vậy có vẻ không biết điều rồi. Nhị phu nhân đứng lên nói, lão gia không cho thêm nhưng có thể đổi với người khác mà, tỷ nghe nói gần đây lợi nhuận từ đội buôn của Sở Hưu cũng không tệ, đội buôn trong tay nó thậm chí lợi nhuận tăng gấp đôi đó. Sau khi nói xong, nhị phu nhân trực tiếp quay người rời khỏi, bà ta tin đối phương sẽ hiểu ý mình. Sau khi nhị phu nhân đi khỏi, hai người tam phu nhân cùng sở thương liếc mắt nhìn nhau, đều đã quyết định. Tam phu nhân không có chỗ dựa, sở thương tuổi tác quá nhỏ, cho nên họ không tranh không đoạt. Nhưng bọn họ không tranh không đoạt là vì không tranh nổi lão đại sở ra, không đoạt nổi lão tam sở ra. Nhưng một kẻ cũng không bối cảnh, hơn nữa còn bị sở tông quang không ưa như sở hưu. Bọn họ vẫn tranh được, đoạt được sáng sớm hôm sau sở hưu đang luyện đao trong tiểu viện của bản thân đao pháp tụ lý thanh long chỉ có một thức đao pháo đơn giản nhất được y luyện tập lặp đi lặp lại cơ hồ đã trở thành bản năng đương nhiên sở hưu giờ cũng không rõ huy năng cụ thể ra sao võ đạo thiên hướng sát phạt không giết người làm sao rèn luyện được kỹ thuật sát nhân chân chính lúc này ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa y mở cửa phòng một ông lão đứng ngoài cửa nói nhị công tử lão gia gọi ngài qua một chuyến Người tới chính là Trần quản gia, Sở Hưu cũng biết vị Trần quản gia này là quản gia riêng của Sở Tông Quang, mặc dù không quản lý sự vụ cụ thể nào, nhưng địa vị tại Sở gia lại hơn xa Liễu quản gia kia. Hơn nữa vị Trần quản gia này đối xử với Sở Hưu cũng rất khách khí, trong trí nhớ của Sở Hưu, trước kia khi y ở Sở gia, những thúc tổ hay đại quản gia như Liễu quản gia đều tỏ thái độ cực kỳ ngạo mạn với y. Chỉ mình vị Trần quản gia này mỗi khi gặp Sở Hưu còn gọi y một tiếng nhị công tử. Có qua có lại, Sở Hưu cũng cực kỳ khách khí với vị Trần quản gia này, hắn gật đầu nói, "Trần quản gia xin chờ một lát, ta thay bộ quần áo khác rồi tới." Sau khi thay y phục, Sở Hưu cùng Trần quản gia đi về phía nơi ở của Sở Tông Quang, có điều trên đường Trần quản gia lại đột nhiên nói, "Nhị công tử, lát nữa lão gia nói cái gì, mong nhị công tử có thể giữ tỉnh táo một chút." Nói đến đây, Trần Quản gia cũng thở dài một tiếng, trong một số việc cách làm của Sở Tông Quang quả thật quá đáng, có điều gia tộc vốn là vậy, căn bản không có thứ gọi là công bằng, hắn chỉ lo vị nhị công tử này giờ tính cách hơi nóng này, vạn nhất gây ra chuyện gì ở chỗ Sở Tông Quang, vậy quả thật rất không ổn. Nghe Trần Quản gia nói vậy, Sở Hưu lập tức hiểu lần này chắc hẳn không phải chuyện tốt lành gì. Có điều Sở Hưu vẫn mỉm cười gật đầu nói, đa tạ Trần Quản gia đã nhắc nhở ta sẽ tự có chừng mực. Sau khi trọng sinh ký ức hai kiếp dung hợp, đương nhiên ký ức kiếp trước của Sở Hưu chiếm thế chủ động, nhưng ký ức kiếp này cũng có ảnh hưởng tới tính cách của y. Kiếp trước tính cách Sở Hưu âm trầm tỉnh táo, làm việc đều có kế hoạch, cái nhìn cũng cực kỳ thấu triệt. Kiếp này tính cách của Sở Hưu lại là nhu nhược lỗ mãng, tính cách đó không ảnh ảnh hưởng tới Sở Hưu hiện tại, ngược lại một năm sống tại khu mỏ Nam Sơn. Sở Hưu kiếp này nhiễm tính bạo ngược điên cuồng, ngược lại ảnh hưởng tới tính cách Sở Hưu hiện tại. Cũng tỷ như trước đó lý thông của Lý Gia khiêu khích Sở Hưu, kết quả bị Sở Hưu không hề do dự đâm chết một người, sau đó Sở Hưu vốn không cảm thấy chút khó chịu nào. Đương nhiên, cho dù trong tính cách Sở Hưu có dung hợp chút bạo ngược điên cuồng, y cũng có đủ tự tin áp chế tính cách này, không làm hỏng việc lúc mấu chốt. Sở Hưu được Trần quản gia dẫn vào thư phòng của Sở Tông Quang. Lúc này trong thư phòng của Sở Tông Quang ngoại trừ bản thân hắn còn có lão tứ Sở Thương. Ra mắt phụ thân đại nhân sở hưu thi lễ với sở thương sở thương bên cạnh cũng chắp tay với sở hưu vẻ mặt cung kính nói xin chào nhị ca con mắt sở hưu hơi híp lại từ nhỏ đến lớn vị tứ đệ này của y không mấy lần gọi nhị ca thấy sở hưu đã đến sở tông quang ho khan một tiếng rồi nói ngồi đi hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn bàn một việc sở hưu chắp tay có việc gì xin phụ thân đại nhân cứ nói Sở Tông Quang nói, thời gian vừa qua ngươi phát triển đội buôn không tệ, ta cũng không ngờ ngươi tới khu hầm mỏ Nam Sơn một năm lại trưởng thành nhiều đến vậy, cho dù sau này ngươi có trở thành người thừa kế sở gia ta hay không, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột vững vàng của sở gia ta, cho nên huynh đệ các ngươi phải thật hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau. Sở hưu ngầm trao mày, những lời này của sở Tông Quang có vẻ quái lạ. Tình hình đám huynh đệ bọn họ ra sao lẽ nào sở Tông Quang lại không biết? còn nói huynh đệ hòa thuận giờ bộ dáng bọn họ chỉ thiếu đường vừa gặp mặt đã đâm đao. Có điều tuy trong lòng nghĩ vậy, sở hưu vẫn gật đầu nói, phụ thân đại nhân nói rất đúng. Sở Tông Quang gật đầu, người nghĩ được vậy là tốt thế này này, giờ tuy tuổi tác sở thương còn nhỏ nhưng cũng cần thay đổi rèn luyện một chút, lần trước ngươi tự mình dẫn dắt đội buôn tới Yến Quốc. Như vậy rất không tệ, giờ sở thương cũng muốn học nhị ca ngươi, dẫn dắt đội buôn rèn luyện đôi chút. Cho nên ta chuẩn bị đổi đội buôn của ngươi với những cửa hàng dưới tay Sở Thương để tứ đệ của ngươi tới quản lý đội buôn. Ánh mắt Sở Hưu lộ vẻ âm trầm, chẳng trách trước đó Trần quản gia dặn hắn phải bình tĩnh, lão cha hờ này của Y Thiên vị thật quá lộ liễu. Lúc thương đội gặp nguy hiểm Sở Thương không đi, lúc lợi nhuận thấp Sở Thương không đi. Đến lúc y làm con đường thông suốt qua lại an toàn mới bảo Sở Thương đi tư thế đào góc tường này quả thật quá khó coi. Trần quản gia ở bên cạnh cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, chỉ sợ y không nhịn được tức giận phát tác tại chỗ. Có điều ngoài dự liệu của Trần quản gia, Sở Hưu chỉ trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu mỉm cười nói, nếu phụ thân đại nhân đã quyết định như vậy thì con cũng chấp nhận thôi, đội buôn của con xin để cho tứ đệ. Sở Tông Quang hài lòng gật nhẹ đầu, hắn thích mọi việc ổn thỏa, ghét nhất là đám con trai làm trái ý mình. Thấy sở hưu thức thời như vậy, sở tông quang lại nói, thấy huynh đệ các ngươi hòa thuận như vậy ta cũng thỏa mãn, thế này đây, cửa hàng dưới tay sở thương đều là quán rượu và khách sạn, ta cho ngươi thêm một cửa hàng binh khí, tất cả đều giao cho ngươi quản lý. Sở tông quang lại quay sang nói với sở thương, đội buôn do con quản lý, nhưng con còn nhỏ tuổi. Phải học hỏi nhiều vào, thế này đi, lúc đội buôn xuất phát ta sẽ để lâm khiêm đi chung với con ánh mắt sở hưu lộ ra ý lạnh, Lâm Khiêm là một trong hai vị môn khách mạnh nhất tại sở gia, có thực lực cảnh giới ngưng huyết, ngày thường chỉ phụ trách chỉ điểm tu hành cho một số đệ tử sở gia. Lúc trước thương mang sơn cực kỳ nguy hiểm, kết quả sở tông quang chỉ bảo y cẩn thận, giờ đổi thành sở thương lại có môn khách cảnh giới ngưng huyết hộ vệ, cùng là con trai nhưng tranh lệch nào chỉ đôi chút. Đương nhiên sở hưu cũng chẳng thấy không công bằng, trong lòng y trước giờ đều không coi sở tông quang là cha, kể cả ký ức kiếp trước của thân thể này cũng vậy, chỉ có e ngại đối với sở tông quang. Hơn nữa nội bộ sở ra cũng chỉ mình sở thương được đãi ngộ như vậy, sở khai với sở sinh cũng chẳng khá hơn y bao nhiêu. Ánh mắt sở thương lộ vẻ đắc ý, hắn cúi đầu thi lễ với sở tông quang, đa tạ phụ thân. Sau đó hắn lại cố tình chắp tay về phía sở hưu nói. Đa tạ nhị ca. Sở hưu nhíu mày, thản nhiên nói, không có gì, chỉ có điều con đường buôn bán vốn gập gành, tứ đệ, mong đệ cẩn thận đôi chút. Sau khi nói xong, sở hưu trực tiếp cáo từ rồi bỏ đi, nhưng trong mắt y phủ đầy ý lạnh. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, việc y ghét nhất là bị người khác cướp đoạt. Bạn đang nghe chuyện tại Tán Tu, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm video nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.